Có không con? 0162 905 à, con đợi con lấy giấy dài dài quá con không nhớ. Chào mọi người, chào mọi người. Thôi ở nhà luôn hả? Mẹ đi bỏ thôi ở nhà luôn hả? Mẹ đi bỏ thôi ở nhà cho con hả? Rồi con đọc đi, 0162 0962 rồi. Rồi con đọc đi. 0162. Rồi. 9057. Rồi. 8075. 9058075 đúng không? Dạ. Rồi, con cảm ơn nha. Rồi, chào các bạn. Chỉ yêu mình anh chào bạn luôn. Rồi mọi người ơi, chia sẻ đi, mình chơi game nha. Chào bạn Nhân Vũ. Anh Jimmy Trần Quỳnh ơi, kết nối Zalo với anh để làm gì anh ơi? Anh đặt hàng thì vui lòng vô inbox hoặc là cho số điện thoại thì bên em sẽ gọi lại chốt đơn nha. Hello chị Hòa Lê. Cái nào mày ngủ dữ vậy? Rồi như thế này nè, lý do là trong cái tuần này em sẽ xen kẽ em lai đầm. Buổi tối hôm nay em sẽ lai đầm em mấy chị đẹp ơi. Nên mỗi là ngày em chỉ lai còn chắc có thể là giảm lại còn có một lai khô gà thôi. Nên sẽ khuyến mãi cho mấy chị trong tuần lễ vàng này ha. Hôm nay là thứ bảy, tặng hết tới đến thứ bảy tuần sau. Hôm nay chị nào mua 1 kg á thì em sẽ tặng tép sấy, hoặc là mấy chị có thể lấy quà khác nha. Chiều ngoài tép sấy ra em sẽ có quà hoa khác, nhưng mà quà khác thì chắc ngày mai mới có. Bữa nay là tạm thời tặng tép sấy cho mấy chị. Nếu như mà mua đơn 1 kg chỉ chơi trong 1 tuần thôi, đến thứ bảy tuần sau là kết thúc nha mấy chị. Tuần lễ vàng chỉ đúng 1 tuần thôi nha các bạn ơi. Hôm nay bắt đầu là từ thứ bảy rồi đến thứ bảy tuần sau là mình kết thúc chương trình tặng quà này. Chào chị Lâm Thị Sự, chào các bạn. Rồi khô gà vẫn một hũ 150, 1 kg thì 250, nhưng mà 1 kg thì tặng một bịch tép sấy trong tuần lễ vàng này. Ai mua 1 kg em đều tặng như nhau hết. Chia sẻ chơi game trúng khô gà nha các bạn. Phi ship toàn quốc nha mọi người ơi, thương tình chia sẻ ủng hộ chơi game mini nha. Game mini mà trúng hũ khô gà chà bá luôn. Hello Anna Phan, chào em. Chào bạn Học Dung Trần. Bên em là phi ship toàn quốc nha khách ơi. Hai hũ này mới là 1 kg nha các bạn, hai hũ mới là 1 kg. Thank you.
ai chia sẻ rồi thì báo lên để bên em ghi phiếu nha mọi người ơi. Hello chị Mỹ Khanh. Thuận ơi, Thư ơi. Hôm qua anh đặt hàng rồi sao chưa thấy hồi âm? Ủa anh Tấn Nguyễn nào đặt hàng vậy ta? Đơn hôm qua có ai có số điện thoại mà chưa có điện không? Rồi nếu mà chưa có gọi thì để em kiểm đơn lại coi có chốt cho anh chưa nghe anh Tấn Nguyễn ơi. Anh Tấn Nguyễn hôm qua đặt hàng chưa có thấy cái đơn đặt hàng của Tấn Nguyễn nha. Tuần lễ vàng chỉ có một tuần thôi, thứ bảy là bắt đầu, là thứ bảy tuần sau mình kết thúc nha mấy chị. Nó quạt lên trước nha. Chia sẻ đi các bạn, buổi sáng cứ vắng lặng thế này các bạn chia sẻ đi để mình chơi game bạn một nửa khô gà nha. Ai chưa có phiếu thì lên phiếu giùm em, chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân là ghi phiếu nha mọi người ơi. Chia sẻ rồi báo lên để bên em ghi phiếu cho các bạn nha. Rồi, tiền trần sáng rảnh lên xem live khô luôn. Thoa Kim Quỳnh, chào Thoa Kim Quỳnh. Rồi, Su Su chia sẻ rồi. Các bạn, ba nhóm thời trang cá nhân bắt buộc phải ba nhóm thời trang cá nhân mới hợp lệ giúp em nha. Bữa nay tuần lễ vàng ai mua khô gà cũng tặng một bịch tém sấy, nhưng mà phải 1 ký trở lên mới tặng nha các bạn ơi, nửa ký là không có tặng. 1 ký là tặng một bịch tém sấy nha. Gửi gấp gấp giùm anh. Ừ, anh thèm khô gà dữ rồi hả anh? Rồi rồi, chút xíu nữa khi nào offline em sẽ gọi lại cho anh để xin địa chỉ rồi gửi hàng cho anh trong ngày hôm nay luôn. Các bạn đặt hàng hôm nay là gửi hàng trong ngày cho các bạn luôn. Hai bữa nay mọi người. Buổi sáng em chia sẻ trong ba nhóm rồi nha chị, ok Nguyễn Thanh Trúc luôn. Các bạn đâu hết rồi, lôi kéo mồi mọc cho mọi người thức dậy giật khô gà cho nó vui nha các bạn ơi. Free ship toàn quốc, bên em bán hàng là free ship toàn quốc nha các bạn ơi. 1 ký khô gà sẽ là 2 hũ mà lại được free ship nữa mọi người. Nguyễn Thanh Trúc 1 phiếu. Chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân ở chế độ công khai chút xíu nữa. Chút xíu nữa em sẽ bốc thăm tặng một hũ khô gà cho các bạn miễn phí. Tặng một hũ khô gà miễn phí trong tuần lễ vàng này, các bạn mua 1 ký sẽ được tặng quà. Một bịch tép sấy nha mọi người ơi, mua 1 ký khô gà tặng một bịch tép sấy nha, nhanh tay lên giùm em, buổi sáng này sẽ tổng đi đơn cho các bạn luôn. Bên em khô gà là bao ngon cho các bạn, yên tâm về chất lượng. Những bạn nào từng ăn khô gà bên đây nè, đã biết rồi ha. Không phải là bán mà rẻ mà không ngon, mà phi ship mà không ngon đâu, dám bao ngon cho các bạn luôn. Còn bạn nào chia sẻ chưa có phiếu la lớn lên giùm em, đâu mất hết rồi, lôi kéo mời mọc cho mọi người cùng thức nhìn khô gà nha.
Xem được không các bạn ơi, mạng có bị yếu không? Tối nay là sẽ lai đầm nha, những chị em là thích săn đầm thì tối nay cùng em xông pha ra chiến trận. Rồi hôm nay chị nào mua hai hũ như thế này sẽ tặng thêm một bịch tép sấy nha, trong tuần lễ vàng kết thúc vào thứ bảy tuần sau. Mua 1 ký mới được tặng quà một bịch tép sấy, còn không mua 1 ký nửa ký thì là chỉ free ship cho các bạn thôi. Mọi người có xem được không, chấm lên giùm em một cái đi. Đinh Khang đã chia sẻ rồi, cảm ơn Đinh Khang. 3 nhóm và trang cá nhân giùm em nha các bạn ơi, 3 nhóm và trang cá nhân nha. Đây, 1 ký được một bịch tép sấy trong tuần lễ vàng. Lý do là em sẽ buổi tối, mỗi ngày em chỉ like một quận thôi, nên buổi tối em sẽ like quần áo, nên các bạn mua hàng trong tuần lễ vàng này sẽ được khuyến mãi một bịch tép sấy. Đinh Khang đi, Đinh Khang chưa? Free ship toàn quốc mọi người ơi. Buổi sáng này bộ còn ngủ, thứ bảy cuối tuần bộ còn ngủ hết hay sao á. Nguyễn Thanh Trúc xem được chấm lên, cảm ơn bạn Thanh Trúc rất là nhiều. 3 nhóm cho trang cá nhân đi các bạn. Chị chia sẻ mọi người. La nó đi Thuận. Có xem rõ không mọi người ơi, tín hiệu có bị yếu không? Mấy chị làm em yếu theo quá. Vẫn có bơ tỏi nha, chị nào thích ăn bơ tỏi thì đặt bơ tỏi rồi. Như Lê chia sẻ rồi, cảm ơn Như Lê thích rồi, mừng quá luôn. Cảm ơn các bạn nha, mọi người thích rất ủng hộ em đi. Hôm nay là tuần lễ vàng nè, mua 1 ký khô gà là tặng một bịch tép sấy nha. Hello Như Lê chia sẻ rồi, cảm ơn em. Phi ship toàn quốc, mua một hũ cũng phi ship mà mua 1 ký cũng phi ship luôn nha các bạn ơi. Ai chia sẻ rồi thì báo lên em ghi phiếu nha, sổ số bất ngờ nha. 3 nhóm và trang cá nhân là các bạn có cơ hội chơi game nhận khô gà miễn phí. Hú rồi hả, bà dân lên hú rồi. Ừ hú em hú chị hú em nha. Giống người thời tiền sử ra vô là hú à. Hai vợ chồng ma xì tin xì tai dễ sợ luôn. Hũ này là 500g thôi nha các bạn ơi. Các bạn nào mà mới vô đây xem like lần đầu, hũ này chỉ mới 500g thôi, chứ không phải là 1 ký nha. Vừa thôi. Làm dữ vậy. Cho Nhi Lê một phiếu rồi. Nãy chị đọc tên em là Nhi Lê có phiếu rồi. Dân Anh ơi, Dân Anh chơi game không? Qua 100 người xem thì mới tặng khô gà, còn dưới là sẽ tặng quà bánh phồng tôm hoặc lạc xưởng gì nha. Bánh phồng tôm lạc xưởng hôm nay không còn giá 150 nữa, hàng đã lên giá rồi nên trên like này em sẽ không dơ lên bán nữa. Hũ này 150k nè mấy chị đẹp ơi, ginh không nổi luôn, chỉ 150k 500g khô gà lá chanh. Rồi Chân Anh một phiếu luôn. Có kêu Đặng Hảo vô không? 150 phi ship nha mấy chị, mua hai hũ mới được 1 ký, hai hũ hôm nay tuần lễ vàng, ginh một bịch tép sấy về giùm em. Tuần lễ vàng kết thúc vào ngày thứ bảy nha các bạn. Bữa nay đỡ khan tiếng quá, nhòm hôm lai ít bữa nay thanh tiếng nghe nó thanh lợi rồi. Rồi ai mua hôm nay 1 ký khô gà được tặng một bịch tép sấy. Cái chị gì em hôm chỉ đòi quà tặng đó, đứng nhắn tin cho inbox cho chị luôn, nhớ không, nhớ chị đâu. Chồng em đi làm rồi, còn em nhà lấy khô gà được rồi. Hai vợ chồng xong kiếm ai mà chịu nổi. Bà Văn Anh ơi, có con nhỏ mà bon chen dễ sợ luôn. Em chưa nhận được hả Ngoan Nguyễn? Ngoan Nguyễn ở đâu? Ngoan Nguyễn đặt vào ngày thứ mấy chị mới biết là em nhận được hay chưa nha. Phi ship toàn quốc quẹo lựa giùm em. Chỉ duy nhất trong tuần lễ vàng này các bạn mua khô gà bên em 1 ký thì tặng được một bịch tép sấy nha. Lại dụ em nữa rồi hả? Ai muốn nhận khô gà miễn phí vô chia sẻ nhiệt tình lên nha. Chút xíu nữa chơi game tặng nha, ngày nào cũng tặng cho các bạn hết. Phi ship các bạn ơi, trời ơi khô gà bánh nó ngon làm sao đâu, cay cay giòn giòn ngọt ngọt. Em ở Thái Bình là từ cái bữa em đặt hàng là một tuần em mới nhận được nha Ngoan Nguyễn ơi.
Một tuần Ngoan Nguyễn mới nhận được khô gà bên chị Thường nha, bao ngon cho các bạn luôn. Phi ship toàn quốc, bao ngon, bao chất lượng, ai ăn không ngon. Liên hệ với em, có số điện thoại trên nắp keo nha. Có số điện thoại trên nắp keo, có thương hiệu. Phi ship toàn quốc các bạn. Mua 1 ký còn được tặng quà luôn, ngon quá luôn hả Tinh Khang, cảm ơn em nha. Tuần lễ vàng lý do là em buổi em mỗi ngày em like chỉ 1 like thôi, buổi tối tranh thủ like đầm si rồi chị ở Cà Mau. Like đầm si rồi nên khuyến mãi cho các bạn nè, thời gian like ít nên khuyến mãi cho các bạn lại nha. 1 ký khô gà 2 hũ như thế này vừa phi ship mà lại vừa được nhận một món quà tép sấy nữa. Tặng thêm cho các bạn một bịch tép sấy nữa, quá sướng luôn. Mà mua nửa ký là không được tặng, mua 1 ký mới có tặng nha các bạn. Ngày mai đi siêu tập thêm cho các bạn. Một hộp 150 Di Đặng ơi. Nóng hàng chị hả? Ờ, dân anh chưa chị gửi mới 2-3 ngày chắc chưa nhận được. Một hộp này 150 nghe Di Đặng ơi, 150 em nhận hàng thanh toán 150 không hề tốn phí ship. Bên chị phi ship toàn quốc nha. Phi ship toàn quốc các bạn chia sẻ đi, 3 nhóm cho trang cá nhân rồi bên em sẽ ghi phiếu chơi game nha. Qua 100 lượt xem bắt đầu là chốt game lần lần mình lắc phiếu nha các bạn. Nhanh tay lên mọi người ơi, lôi kéo mời mọc. Em đặt từ thứ 3. Em đặt thứ 3 thì bữa nay mới có thứ 7 là chưa tới, phải thứ 3 em mới nhận được nha. Hàng chồng em đặt, chồng em đặt nhưng mà gửi về địa chỉ của em mà. Lạc xưởng bánh phồng tôm lên giá 200 rồi nên trên like này em sẽ không có dơ lên like nữa. Chị nào ăn thì inbox hỏi riêng giùm em nha, hàng nó lên quá em không dám lấy về nữa. Lạc xưởng bánh phồng tôm 1 ký bữa nay tới 200 lần các bạn, nó lên giá kinh khủng luôn. Hello, chị thì Dung Lê chơi game thì chia sẻ 3 nhóm cho trang cá nhân công khai nha các bạn. Chia sẻ 3 nhóm cho trang cá nhân công khai cho em một hộp 150 Di Đặng vô inbox giùm chị nghe Di Đặng ơi. Vô inbox nhân viên ghép tin nhắn của em nha. Một hộp của em nhận hàng thanh toán đủ 150 giùm chị, không hề thu phí ship 1.000 nào hết. Chốt đơn bao nhiêu là thu các bạn bấy nhiêu thôi, 150 quẹo lựa giùm em, phi ship toàn quốc. Phi ship toàn quốc nha, hôm nay các bạn mua khô gà bao ngon bao sướng luôn. Tại vì hôm nay là qua 8 tháng 3 rồi. Nhưng mà em buổi tối bây giờ em không có thời gian lai khô nữa, em sẽ lai quần áo đầm si tiễn nên á, em sẽ ưu đãi cho mấy chị trong một tuần lễ này. Ưu đãi cho mấy chị trong một tuần lễ này, chị nào đặt 1 ký khô gà bên em sẽ tặng một bịch tép sấy nha. Em ở huyện nào vậy? Em ở huyện Cái Nước nha chị Diệu, chị Diệp Dương ơi. Rồi ok Di Đặng nè. Một hộp này là có 150 thôi mọi người ơi, 150 nha, nửa ký khô gà lá chanh 150 mà được phi ship nữa. Ăn khô bên em không còn gì sướng bằng được phi ship, được tặng quà nè, được chơi game nè, quá trời quyền lợi cho mấy chị luôn. Rồi ai chưa có phiếu chơi game thì báo lên giùm em nha, mới có 3-4 bạn gì được chơi game thôi. Chị nào mà nằm trong danh sách bên em ghi lại á, thì chút xíu nữa mới bốc thăm nhận khô gà được nha các bạn. Phi ship toàn quốc, bạn nào muốn đặt một nửa ký, một ký gì cũng được hết, vô inbox giùm em để nhân viên chốt đơn cho mọi người nha. Đi đơn vào buổi sáng ngày hôm nay luôn. Nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn cả đống luôn. Mới có khoảng 5-6 bạn có phiếu thôi mọi người ơi, dễ trúng game lắm nha, nên mọi người nhiệt tình lên. Ai cũng có cơ hội như nhau hết, khách nào không mua vô chia sẻ cũng vẫn tặng luôn. Khách nào không mua khô vô chia sẻ chơi game tặng khô gà luôn, chứ không phải là thiên vị về khách mua mới được chơi nha các bạn. Phi ship nha, mà các bạn nên nhớ là mua hàng bao sướng luôn, phi ship. Bên em ngoài lá chanh nha, có bơ tỏi nữa, chị nào thích ăn bơ tỏi thì dặn nhân viên lấy bơ tỏi nha. 1 ký mình cũng có thể lấy 2 loại luôn, 2 loại vẫn tặng cho các bạn bình thường. Đinh Khang có phiếu rồi nha Đinh Khang ơi, chị Thường ghi em rồi, mới có 5 bạn có phiếu, 70 mấy chị xem mà có 5-6 bạn có phiếu thôi. Các bạn không có phiếu là hồi mình không có thể chơi game được đâu. Cao Thị Trang 1 phiếu hợp lệ nha Cao Thị Trang ơi. Bạn nào không hiểu phiếu là gì thì hỏi em nha, đừng có nói em 1 phiếu 1 phiếu xong rồi một hồi đến khi trúng con gà mình không hợp lệ nha các bạn. Rồi nhanh tay thì còn, cầm tay thì còn luôn. Em chia sẻ 3 nhóm là chia sẻ 3 lần hả chị, em không hiểu. Nhóm là em, nhóm là em vô nhóm chợ chứ không phải nhóm là 3 lần nghe em. Nhóm là em vô trong nhóm chợ, các chợ mình chia sẻ xong rồi mình về trang cá nhân mình chia sẻ thêm 1 lần nữa. Bé dâu luôn, ghi cho bé dâu. Ủa bữa nay Út không đi học sao mà vô xem tay vậy nè. Em hôm không có khóc lóc gì nữa sao. Rồi phi ship toàn quốc nha các bạn.
Bữa nay ai mua 1 ký vẫn tặng quà luôn, tặng hết một tuần nghe. Tại vì buổi tối em sẽ lai quần áo rồi, nên mấy chị tranh thủ hốt hàng giùm em. Mua quà hôm nay quá sướng luôn. Gì Ngọc danh gì nè bạn ơi, tên bạn nick của bạn là gì để ghi chính xác nha. Chữ Ngọc mà chữ X, chữ danh N rồi chữ K luôn, không biết ký hiệu là gì nữa. Chị Hương Bi 1 phiếu, ok. Chị Hương Bi, Nhi Thanh 1 phiếu các bạn. Nhớ là có phiếu mới được chơi game nha. Uống chơi game không? Không có phiếu là không được chơi game. Chia sẻ xong rồi mới được có phiếu. Thủ tục là thứ nhất là cái bước thứ 1 là mình chia sẻ 3 nhóm nhà trang cá nhân. Thứ hai là bên em ghi phiếu. Thứ ba nữa là khi chúng là tặng nhà, chỉ còn nhận quà nữa thôi. À, bạn Ngọc Danh, ghi Ngọc Danh đi. Ghi hồi không biết đường đọc bạn gì luôn á. Em chia trên 5 nhóm rồi hả? Ờ, chia trên tường cũng được luôn. Tường Hoàng Chi 1 phiếu, Hoàng Minh Nguyệt 1 phiếu, Đăng Lâm 1 phiếu. Các bạn nhớ là chia sẻ 3 nhóm nhà trang cá nhân, ghi phiếu chơi game tặng khô gà nha các bạn ơi. Không cần mua em vẫn cho chơi game, miễn là hợp lệ là vẫn cho các bạn chơi game tặng một hũ khô gà Hà Vũ 1 phiếu luôn. Rồi vô giật giải quán quân giùm em đi. Ai may mắn hôm nay nhận được khô gà. Ngoài ra những chị em mình mua 1 ký vẫn tặng cho mấy chị 1 bịch tép sấy nha. Mấy chị nào không được quà tặng thì cũng còn khuyến mãi. Bạn Hà Vũ có phiếu luôn rồi. Còn ai chưa chia, ai có chia sẻ thì báo lên em giúp nha. Càng xem càng dứa nước miếng luôn hả Tinh Khang? Ừ, càng xem càng dứa nước miếng luôn. Buổi sáng này vô đây khỏi tốn tiền ăn sáng nha. Em đã nhận rồi, ngon lắm. Cảm ơn Tiền Định luôn. Tiền Đinh gì nè, Tiền Đinh nhận khô gà rồi, ngon lắm. Cảm ơn Tiền Đinh rất là nhiều luôn. Ăn ngon ủng hộ chị Thường Tiếp nha. Khô gà bên em bao chất lượng bao ngon nha khách ơi. Đây mấy chị nào tuần lễ vàng là kết thúc vào ngày thứ bảy nè. Kết thúc vào 0 giờ ngày thứ bảy. Mấy chị đặt, ví dụ như mấy chị không đặt trên live, mấy chị inbox em vẫn tặng quà cho mấy chị bình thường. Mua 1 ký hôm nay em sẽ tặng cho mấy chị thêm 1 bịch tép sấy nữa. Em chia sẻ 5 nhóm giờ rồi, ok em, cảm ơn gì Sĩ Hảo, Sĩ Hào gì nè. Sĩ Hảo đi, tay ù mắt qua rồi, ở xa quá không thấy. Đây 1 ký hôm nay ginh về miễn phí ship cho các bạn, tặng thêm cho các bạn 1 bịch tép sấy nữa. Qua 8 tháng 3 rồi, tới tặng 10 tháng 3 nha. 10 tháng 3 nha. Cho em phiếu với em chia sẻ rồi, ok. Chị Lê Thị Dung 1 phiếu luôn. Lạp xưởng bánh phồng tôm, lạp xưởng bánh phồng tôm 1 ký 200, hàng lên giá nên em không đưa lên bán nữa, chỉ bán combo 2 món gì đây cho các bạn thôi. Một hũ khô gà 150 nha, nửa ký lạp xưởng nữa là 250k. Mấy chị lấy combo hay set gì đây, chị nào lấy set vô in bóng giùm em. Một set như thế này là 250 nha mấy chị ơi, 250 bánh phồng tôm đổi ngược lại. Set như thế này nửa ký khô gà nửa ký bánh phồng tôm cũng là 250, bên em free ship cho khách 250 nha. 250 là một set như thế này. Mấy chị muốn lấy bánh phồng tôm hay lạp xưởng là tùy ý mấy chị. Cho tiền định 1 phiếu luôn. Anh Tiến Nguyễn Tiến gì ở đâu? Anh Tiến Nguyễn Tiến ở đâu? Anh đặt hàng khi nào anh ơi? Rồi chia sẻ 3 nhóm cho trang cá nhân, báo lên em ghi phiếu nha. Hằng Phạm đặt là đi đơn rồi nha Hằng Phạm ơi. Mấy bạn đặt đơn ngày hôm qua là cũng đi đơn hết rồi. Free ship toàn quốc nha các bạn. Rồi đây một hũ này là 500g với giá là 150 nha. Một hũ nữa hũ là không có tặng nha. Thấy em nha Hằng Phạm ơi. Rồi 1 ký là 250 phi ship nha. Phi ship còn quá. Em chưa có túi nên em chưa đem ra cho chế đó chứ ơi. Để em có túi, chừng nào có túi em đem ra cho chế nha. Phi ship toàn quốc nha. Thấy Hằng Phạm, ai chưa có phiếu la lớn lên giùm em các bạn ơi. Chuẩn bị sổ số nha, tặng một hũ khô gà miễn phí cho các bạn luôn. Rồi ngày mai sẽ có quà tặng khác. Hôm nay các bạn mua 1 ký là được tặng 1 bịch tép sấy hết. Đừng thả tim thả like bị đứng nha mấy chị. Đừng thả tim thả like giùm em. Rồi cho Hằng Phạm 1 phiếu, nhớ là hợp lệ giùm chị nghe Hằng Phạm ơi. Hợp lệ giùm chị nghe em. Hũ này chỉ có 500g thôi, free ship luôn. Free ship cho mấy chị nha. Quá sướng, ăn khô gà không tốn phí. Không tốn phí ship luôn, đặt bao nhiêu là trả bấy nhiêu. Cộng thêm mình lại được chơi game nè. Mua 1 ký để được tặng quà nè. Thư Trần 1 ký khô chanh vô inbox giùm chị nghe Thư Trần ơi. Vô Messenger inbox giùm chị, 1 ký của em là 2 hũ rồi. Em 1 ký em được nhận quà tặng bên chị rồi đó Thư Trần ơi. 1 bịch tép sấy nha. 1 bịch tép sấy của ít lòng nhiều nghe em ơi. Nay chơi bóc số hay giết? Bóc số nghe chị ơi. Bữa em đặt combo
mà anh hỏi em nói có, em có gửi cho anh rồi đó anh Tiến Nguyễn ơi, em có gửi hàng cho anh rồi, anh ở tỉnh nào vậy anh ơi? Chị em nhận hàng rồi, cảm ơn chị Nguyễn Thị Hồng Lĩ Hương nhận hàng ngày hôm qua rồi. Mua set này là 250, hũ khô gà 150, lạp xưởng 100. Set này là 250 nha các bạn ơi, ai lấy set vô anh bóc giùm em là lấy set lạp xưởng hay bánh phồng cơm gì nha. 1 kg lá chanh chị Thanh Xuân Nguyễn vô anh bóc giùm em luôn, 1 kg lá chanh 250 tặng 1 bịch tép sấy. Rồi set mấy chị có thể lấy set bánh phồng gì đây cũng 250 luôn nha. Bánh phồng tôm với lạp xưởng set 250, mấy chị lấy khô gà với bánh phồng hay khô gà với lạp xưởng gì đó. Ủa anh Tiến Nguyễn ở Sài Gòn tới giờ không nhận được hàng. Rồi có gì chút xíu nên cho nhân viên kiểm phiếu của anh Tiến Nguyễn nha. Em nhận được hàng rồi chị, ăn hết rồi ngon lắm, cảm ơn Thư Trần luôn. Bao ngon cho các bạn, ngoài khô gà phi ship nè, ngoài tặng phẩm em còn bao ngon cho khách luôn nha. Thư Trần nhận được khô gà rồi, ngon thì ủng hộ tiếp nha em ơi. Phi ship toàn quốc nha mấy chị ơi, quẹo lựa giùm em, phi ship toàn quốc luôn. Mua một hũ là thanh toán 150, mua 1 kg thanh toán 250. Đặc biệt là trong tuần lễ vàng này em chỉ khuyến mãi một tuần thôi, chỉ khuyến mãi vào thứ bảy 0 giờ thứ bảy tuần sau là tuần lễ vàng kết thúc nha mấy chị. Thứ bảy tuần sau là không tặng nữa. Đây mấy chị mua 1 kg ginh về, 1-2 hũ khô gà và 1 bịch tép sấy giúp em nha, miễn ship toàn quốc luôn. Em nhận, em chia sẻ rồi, cho chị Nguyễn Thị Hồng Lĩ một phiếu luôn. Rồi bây giờ sẽ theo combo nè. 1 kg khô gà chị sẽ tặng cho em 1 bịch tép sấy nha, hộp quà may mắn ơi. 1 kg là tặng 1 bịch tép sấy nè, bịch tép sấy này về mình chiên cơm xào nấu làm cái gì ăn cũng được, làm bánh tráng trộn. Mấy chị có biết không, khô gà mà mình làm xòi mà bánh tráng trộn á, khô gà hiện giờ nó đang hot làm bánh tráng trộn, bỏ tép sấy vô luôn, chỉ cần tốn ít bánh tráng nữa là thành bánh tráng trộn rất là ngon luôn nha. Khô gà này làm bánh tráng trộn ăn nhức nách luôn. Phi ship toàn quốc, mua 1 kg là tặng 1 hũ nha. Ý là không, mua 1 kg là tặng 1 bịch tép sấy nha. Cho Út với cho Út cái gì. Rồi bây giờ như thế này, sẽ sell combo nè. Combo là do lạp xưởng với bánh phồng cơm lên giá nên em không có bán mà lạp xưởng với bánh phồng cơm lẻ nữa. Bây giờ combo nó như thế này. Nửa ký phồng cơm 100k, nửa ký lạp xưởng 100k, 1 hũ khô gà 150 là 350. Lộn, 350 bịch tép sấy nữa, bịch tép sấy 10k nữa. Ông Đặng Hảo vô là ổng hú hú rồi. Tổng đơn là 360, combo 4 món như thế này là 360. Lý do là lạc xưởng với bánh phồng tôm hôm nay á là nó đã lên 1,2 kg rồi, em đặt không có hàng nên không dám bán lẻ. Hồi nãy giờ không có đưa bánh phồng tôm với lạc xưởng lên lẻ cho mấy chị luôn. Nhưng mà combo này em sell cho, em sẽ sell cho 20 chị nha. Trong tuần lễ vàng em sẽ sell cho 20 chị. Chị Lê Chi 1 kg vô anh bóng giùm em nha chị Lê Chi ơi, 1 kg 250 là 2 hũ tặng chị 1 bịch tép sấy luôn. Đây, mờ nửa ký khô gà 150 nè, nửa ký lạc xưởng 100, nửa ký bánh phồng tôm 100 và 1 bịch tép sấy, tổng đơn là 360k nha các bạn ơi. 360k giảm còn 300k cho 20 chị đầu tiên. 20 chị đầu tiên vô inbox mua combo 360 còn 300 giúp em. Phi ship luôn, cho Út một vé ok Út luôn. Cho hai vé luôn. Rồi 360 giảm combo nha, combo 360 giảm còn 300 cho 20 chị giùm em. Cho 20 chị mua combo 4 món là đủ các mặt hàng bên em với giá là 300k nha. Hàng lên giá nhưng mà em vẫn giảm giá bình thường cho mấy chị là 300k. Từ 360 giảm còn 300 chỉ 20 chị đầu tiên giúp em. 20 chị đầu tiên được mua combo với giá là 300k. Em mất tiêu rồi. Rồi chị nào đặt vô anh bóc nhanh lên giùm em, cho bạn Dương Quyền Minh một phiếu, chia sẻ ba nhóm cho trang cá nhân ở chế độ công khai nghe Dương Quyền Minh ơi. Chị em nào ăn khô gà nhanh tay lên giùm em, mua 1 kg là tặng quà cho các bạn luôn nha, chỉ trong tuần lễ vàng này thôi nha khách ơi. Trong tuần lễ vàng này thôi, đây 1 kg. 1 kg này 250 ginh về, 2 hũ khô gà kèm theo 1 bịch tép sấy giúp em nha, 250 mà phi ship nữa nha các bạn. Phi ship cho các bạn luôn. Combo chị Nguyễn Hương Giang vô anh bóc giùm em. Lý do là lạc xưởng với bánh phồng tôm bữa nay 1 kg 200 nên nãy giờ em không dám đưa lên bán cho mấy chị luôn. Bây giờ vẫn bán combo nhưng mà em vẫn giảm giá cũ cho mấy chị. Một combo Trần Ánh Nhân vô anh bóc giùm em nha, Nhi Thanh một combo luôn. Mấy chị mua combo anh bóc giùm em hoặc là cho số điện thoại bên em gọi lại nha. Combo 20 chị thôi, giảm giá nên hàng lên giá em chưa lên giá được, vẫn bán giá cũ cho mấy chị. Nên chị giảm cho 20 chị đầu tiên thôi nha. Lạc xưởng nè, lạc xưởng là hàng đặc sản Sóc Trăng nha mấy chị ơi, đặc sản Sóc Trăng nha, ăn rất là ngon. Vừa nạc vừa mỡ chứ không phải nạc không, nó rất là mềm.
Lạp xưởng 100k nửa ký, bánh phồng tôm 100k nửa ký nha. Hủ khô gà nửa ký 150 là tổng 350. 350 một bịch tép sấy 10k nữa 360. 360 giảm còn có 300 thôi nên mấy chị hốt nhanh lên giùm em. Bữa nay là hàng bánh phồng tôm với lạp xưởng nó lên giá nên em không có đưa lên live bán 1 ký nữa, 1 ký 200. Những chị nào muốn ăn thì inbox riêng giùm em, bánh phồng tôm 1 ký là 200, lạp xưởng 200. Khô gà mà lá chanh nhiều hơn gà. Bạn Hào Linh ơi, bạn không thích ăn lá chanh hả? Vậy thì lựa lá chanh ra cho bạn. Trời ơi, nhiều người người ta đòi lá chanh mà không có nữa nghe. Hả? Kêu cha chú kiếm rồi Thuận ơi. Thư Trần có phiếu chưa vậy? Cơm bò nhanh tay lên nha. Cơm bò chỉ giảm cho 20 chị vô inbox trước giùm em nha. 20 chị vô inbox trước giảm cơm bò 360 còn 300 cho mấy chị. Đặc biệt như thế này nè, đâu rồi. Hôm nay ai mua 1 ký là tặng 1 bịch tép sấy nha các bạn. Mua 1 ký là tặng 1 bịch tép sấy nha. Lỡ rồi bữa nay chơi tới bến với các bạn luôn. Rồi tăng giải thưởng lên. Hôm nay ai trúng game tặng 1 hũ khô gà, rồi lắc game phụ tặng thêm 1 bịch bánh phồng nữa. Tặng thêm 1 bịch bánh phồng 100k nữa nửa ký nha các bạn. Bữa nay chơi hai game luôn, game 1 và game 2 cho các bạn luôn. Sau khi game 1 lắc rồi mình sẽ chơi game 2. Chị ở Cà Mau nghe Nhân Nguyễn ơi. Chị ở Cà Mau combo 360 còn 300 thôi, các chị nhanh tay. Hàng lên giá nhưng mà em vẫn bán combo 300 bằng giá lúc trước cho mấy chị luôn. Cái phòng tôm kia phải chiên lên, đúng rồi. Bây giờ em đang like không chế ơi. 1 ký 250, hôm nay tuần lễ vàng tặng 1 bịch tép sấy nữa nè chị Bùi Minh Hải ơi. 1 ký tặng thêm 1 bịch tép sấy nè, 1 ký là 2 hũ như thế này, chị thanh toán 250 nhận nguyên phần quà gì đây, 2 hũ khô gà và 1 bịch tép sấy giùm em. Chơi game là em chia sẻ 3 nhóm nhà trang cá nhân rồi, báo lên bên chị ghi phiếu ghi danh sách cho em. Chút xíu nữa bốc thăm ra em may mắn trúng thì tặng được 1 hũ khô gà. Game 2 là tặng thêm 1 bịch bánh phồng tôm trị giá 100k nữa. Chị ở Cà Mau nghe Nguyễn Nana ơi, chị ở Cà Mau phi ship toàn quốc luôn. Thuận ơi, anh điện nhỏ giùm em nghe anh Nhân. Bước ra kêu chú điện nha. Cà Mau ở huyện Cái Nước nghe các bạn. Kêu chú điện cho dưỡng hút nhầm. Phi ship toàn quốc luôn, combo nhanh tay lên giùm em nghe. Combo chuẩn bị đủ rồi nha các bạn ơi. Tôm bò chuẩn bị đủ rồi, chị hai có phải bò không chị, gà lá chanh nha chị Hương Nguyễn ơi. Combo là 20 chị sắp đủ rồi, tính nói 40 luôn nè. Combo 20 chị sắp đủ rồi, ai đặt combo thì vô anh bấm giùm em nha. Nửa ký bánh phồng tôm, nửa ký lạp xưởng là 200, một bịch tép sấy nữa là 201, thu gà 150 nữa. Là 4 món như thế này là 360, em giảm còn 300 cho 20 chị thôi, sắp đủ rồi. Ai lấy combo 4 món 360 giảm 300 vô inbox nhanh lên giùm em nha. 4 món chỉ có 300k thôi, đang giảm giá cho mấy chị nè. Mà lại miễn phí ship nữa nên những chị nào đặt hàng nhanh tay vô inbox giùm em. Combo 300k, 360 nha mấy chị, giảm còn 300 thôi. Chị ơi bán cho em 1 ký khô gà Quốc Nguyên ơi. 1 ký 250 vô inbox giùm chị Thường nha. 250 ginh về 1 bịch tép sấy và 2 hũ khô gà tặng quà trong tuần lễ vàng này nha các bạn. Rồi còn ai chưa có phiếu lên phiếu giùm em nha các bạn ơi. Chị nào đặt hàng cứ vô inbox để bên nhân viên em chốt đơn cho mấy chị. Cho Bình Bảo một phiếu luôn, cho Bình Bảo một phiếu. Không lẽ bây giờ như vậy đây sale set cho các bạn luôn ta. Các bạn ơi muốn mua set không? Muốn mua set em sale cho. Muốn mua set 200k không các bạn? Rồi khi nào đến 500 lượt xem em sale một set, sale set cho mấy chị nữa. Set là gồm một hũ khô gà và một bịch lạp xưởng 250, em sale cho mấy chị 200 luôn. Nếu mà khi nào qua 500 lượt xem nghe, bây giờ mới có 400 mấy thôi. Thư Trần có phiếu chưa? Thư Trần có phiếu rồi em ơi. Bình Bảo ơi mới ghi phiếu cho em rồi nha. Các bạn chia sẻ 3 nhóm nhà trang cá nhân mới được chơi game nha. 3 nhóm nhà trang cá nhân ở chế độ công khai, chút xíu nữa bốc thăm nha các bạn. Mua 10 ký thì được tính giá sỉ em ơi. 10 ký được tính giá sỉ rồi. Em chia sẻ rồi, ánh kim, ok ánh kim luôn. Cho Quốc Nguyễn một phiếu rồi, Quốc Nguyễn có phiếu rồi. Ánh kim ơi, em mua 10, ố lộn. Bạn Hiền Lê ơi, mua 10 ký là được tính giá sỉ nha. Rồi qua móng 500 rồi, em sẽ sale xếp cho các bạn như sau. Bạn nào muốn hốt thì hốt, bữa nay giảm banh nóng nhà luôn. Mỗi ngày bây giờ chỉ còn like có 1 like nữa. Theo em không lấy combo.
Cái gì vậy Khang Nguyễn Quốc? Thôi em không lấy combo, ok bạn Nguyễn Quốc, Khang Quốc Nguyễn không lấy combo, ok bạn luôn. Combo thì chỉ có 20 chị thôi, bạn không lấy không sao cả. Rồi Trân Trân chia sẻ rồi. Ngon quá hả? Hào Quang nhận được khô gà chưa mà ngon quá vậy Hào Quang ơi. Bao ngon cho các bạn luôn. Thanh Trần Trần, Thanh Trần Trần một phiếu. 1 ký khô gà 250, hôm nay là khuyến mãi tặng một bịch tém sấy nữa em ơi. 1 ký như thế này 2 hũ là 250, tặng thêm cho em một bịch tém sấy nữa. Hello chị Lệ Thu. 250 được nhận một bịch tém sấy là trong tuần lễ vàng này thôi nha các bạn. Rồi em sẽ nói qua cái set em sale nè. Set theo như sau: hũ khô gà 150, bánh phồng cơm nửa ký 100 là 250, set như thế này. Set này 250 giảm cho các bạn còn 200 luôn, lý do là qua 500 lượt xem rồi. 250 giảm 200, ai lấy set thì vô inbox set giùm em. Ngoài ra mình không lấy set mà mình không lấy bánh phồng cơm thì có thể lấy set lạc xưởng, nửa ký lạc xưởng 100, hũ khô gà 150 là tổng đơn 250 nha. 250 set này giảm còn 200. Set 200 mấy chị muốn lấy set lạc xưởng hay bánh phồng tôm gì đó lên giùm em nha. Lên đăng ký qua Messenger giùm em. Em làm thủ tục rồi, ok Suna, bữa nay là Suna tính vô hốt nữa không? Set này 250 giảm còn 200, lạc xưởng 100, bánh khô gà 150 là 250 nha. Thanh Trần Trần gì nè. Rồi lấy set bánh phồng tôm hay set lạc xưởng thì nói rõ để nhân viên em gửi hàng đúng cho mình nha. Set nào, set này 250, 200, set này cũng 250 tùy mấy chị muốn lấy lạc xưởng hay bánh phồng tôm. Khô gà ngon nha, quá chị ơi hả? Cảm ơn Thu Dân Lê Thị, cảm ơn bạn. Rồi phi ship toàn quốc luôn. Set khô gà lạp xưởng thì Thanh Trần vô inbox giùm chị Thường. Set này set này giảm luôn, bữa nay banh nóng nhà cho 50 chị nha. 50 chị được mua set vô inbox giùm em nha các bạn. Set là giảm cho 50 chị luôn, dạ giảm tối đa luôn, vô inbox giùm em nha. Set lấy lạp xưởng hay bánh phồng tôm gì đó, 250 giảm còn 200, khô gà lạp xưởng Thảo Nguyên vô inbox giùm chị. 250 còn 200 cho 50 chị nha. Chị 1 ký khô gà nửa ký bánh phồng tôm. Cái này 250 còn 200 nghe Như Thanh ơi. Ủa 1 ký khô gà nửa ký bánh phồng tôm của chị là 350 nha. 1 ký khô gà 250 với bịch bánh phồng tôm 100 nữa. Trần Nhung khô gà lạc xưởng vô inbox bạn ơi. Những bạn nào đặt set thì vô inbox giùm em, đủ 50 người thôi nha, chia 2 set đó đó. Đánh dấu đủ 50 thôi. Rồi set là chỉ 50 chị thôi, lý do là em giảm 50k rồi, bữa nay quậy banh nóc luôn. Set này là hũ khô gà nửa ký 150, set này khô nửa ký bánh phồng tôm 100, 250 giảm 200 mấy chị có thể lấy lạp xưởng. Cái này cũng 250 em giảm 200 luôn, nửa ký khô gà. Nửa ký khô gà là 150 nha chị Hằng Trúc ơi. Nửa ký này là 150 em cũng phi ship cho chị luôn. Chị nào mua 1 ký thì được tặng một bịch tép sấy nha mấy chị. Mua 1 ký tặng một bịch tép sấy. Những chị nào mua set thì vô Messenger inbox giùm em nha, vô bên inbox nha mấy chị ơi. Vô bên anh bóc nói rằng là xếp lạc xưởng hay bánh phồng tôm để nhân viên em chốt cho mấy chị luôn. Rồi chị Hằng Chút, nửa ký khô gà của chị là 150. Hôm nay ai ginh về nguyên 1 ký em tặng cho một bịch tép sấy. Đây 1 ký tặng một bịch tép sấy nha. Ủa sao em Nguyễn biết khô Trung Quốc hay vậy? Em có ăn chưa? Em đã từng ăn khô Trung Quốc, em có phân biệt được khô Trung Quốc không? Nếu phân biệt được chị mời em về làm quân sư nha. Bạn ơi sáng mua không mua đàn bà con gái ăn nói chuyện lịch sự đi, sáng sớm chọc cho chúng chửi làm chi vậy bạn. Rồi phi ship toàn quốc nha. Rồi bây giờ còn một số đơn bơm rồi. Còn một đơn bơm ở Đồng Nai nè, một đơn ở Vĩnh Long và một đơn ở đâu đây? Hai đơn ở Cà Mau các bạn ơi, ai cứu đơn. Ok em lấy cho em nghe. Ok hàng chút sẽ có người gọi điện lại cho bạn để chốt đơn. Một đơn ở Đồng Nai, có ai cứu đơn bơm giúp em không? Bình Dương hai đơn luôn các bạn ơi, Bình Dương một đơn. Bình Dương còn một đơn. Cái này ở đâu vậy? Bờ Tây gì? Thành phố Hồ Chí Minh lấy hết chưa? Chị ấy qua tận Trung Quốc, sang lắm mấy bạn. Trời ơi, cô bên em là bao máy bay á, mua một chiếc máy bay bây giờ gắn bán đi. Gắn bán mấy chục xếp, mấy chục combo, đừng bao máy bay qua Trung Quốc lấy khô luôn để mấy bạn nói toàn là khô Trung Quốc không à. Em lấy xếp khô bánh hình tôm, mấy chị nào mà lấy xếp á là em sale tới 50 chị, đặng cứ vô anh bóc giùm em nha. Kệ người ta đi, mình bán hàng người ta nói gì kệ người ta Úc ơi. Bán khô Trung Quốc đâu phải dễ đâu, phải đi qua bển lấy nào, như Suna nói nè, phải tốn rất là nhiều phí luôn. Long An còn không là sao ta? Là sao vậy bạn bạn mèo ơi, phi ship toàn quốc nghe, nhanh tay lên giùm em. Long An không có, chỗ Vĩnh Long với Đồng Nai thôi. Rồi một set chị nào lấy lạc xưởng bánh phồng tôm nhanh lên giùm em nha.
nửa ký lạp xưởng, nửa ký khô gà, rồi set của bạn Tâm Thanh nè, Tâm Thanh nè, nửa ký lạp xưởng 100k, nửa ký khô gà 150, bạn lấy nguyên set này là 250 nha Tâm Thanh ơi, sẽ có người gọi điện lại chốt đơn cho các bạn. Các bạn phái mua qua Trung Quốc, có không phái qua Trung Quốc mua khô gà rồi, thả tim thả like quá trời luôn. Set mình có thể lấy lạp xưởng hoặc lấy bánh phồng tôm, nửa ký lạp xưởng là 100, phát cute vô inbox nha, nửa ký là 100 mấy bạn ơi, đặt hàng inbox nha. Đặt hàng inbox không chốt trên đây kịp đâu. Rồi có thể lấy set như thế này cũng 250 luôn. Set như thế này cũng 250. Hàng bên em là dám bao ngon cho các bạn, ăn không ngon gửi hàng trả lại nha. Khô bao ngon cho các bạn luôn. Khô gà ăn rất là dai, vừa giòn vừa ngọt, chứ không phải là bột như những nơi khác. Rồi đặt hàng cứ vô inbox thoải mái, tới 50 set là các bạn, tới 50 set. 50 set luôn, cho em set ghi nợ. Ghi nợ cho em luôn. Phi ship toàn quốc các bạn ơi, vừa giảm giá vừa phi ship vừa tặng quà luôn. Ai mua một ký nè, mua một ký là tặng một bịch tép sấy, quá sướng luôn. Ngồi tại nhà, nhân viên bưu tá đến giao một ký khô gà, nhận về thanh toán 250, có tép sấy trong đây luôn nha các bạn, có tép sấy luôn. Cái gì đừng có thả tim thả lai các bạn ơi, bị đứng bây giờ, bị văng ra bây giờ. Phi ship nha. Gà nó chanh cực kỳ ngon luôn. Hai ký bạn ơi, nếu bạn không lấy tép sấy thì mới giảm giá nha. Một ký cẩm thơ gì nè, cẩm thơ vô inbox giùm chị, một ký tặng một bịch tép sấy, nhanh tay lên giùm mấy bạn ơi, khuyến mãi khủng khiếp quá rồi. Bữa nay vừa sale vừa tặng quà quá khủng khiếp luôn, nhanh lên giùm em nha các bạn. Rồi bây giờ nè, chị Hà Vũ xếp khô gà với lạp xưởng 250, em giảm 200, chỉ 50 chị nha, nhớ là 50 chị rồi báo cho khách giùm nha. 50 chị xếp nào, xếp 250, còn 200 thôi chị ơi, 200 mà phi ship nữa. Chị lấy cái này vô inbox cho nhân viên em chốt đơn cho chị nha. Chị lấy em nửa ký khô gà với bánh phồng tôm vô inbox giùm chị luôn em ơi. Nửa ký khô gà, nửa ký bánh phồng tôm, set này cũng 250, giảm có 200 thôi. Nhanh lên các bạn ơi, mua hàng lời 50k mà vừa được miễn phí ship nữa. 250 còn 200, đủ thì thôi nha con gái ơi, chốt nhiều cho cô banh sát đi. Đâu phải đồ Trung Quốc là điểu đâu, phần xịn hả? Mua khô hăng, mua khô gà, mua tép sấy á thì chị không có gửi được. Chị Út Nhân Mã ơi, xếp bánh phồng tôm với khô gà vô inbox giùm em. Bánh phồng tôm với khô gà 250 đây, 250 giảm còn 200 vô inbox nha bạn. Bạn muốn gì nè? Bạn Út Nhân Mã ơi. Còn cái bạn Nguyễn Phương Thảo ơi, nếu mà lấy tép không, không có miễn ship được nha bạn ơi. Tép không mà không miễn ship được. Một ký khô gà tặng một bịch tép. Một bịch tép này nên 250 nè. Thu Thủy ơi, 250. 250 tặng một bịch tép, em nhận hàng thanh toán đúng cho bưu tá 250 giùm chị. Em lấy 2 ký khô gà mà không lấy tép sấy thì tính bao nhiêu? Tính cho em là 480k em ơi. Tính cho em 480k, em không lấy tép thì 2 ký tính cho 480 mà chị vẫn phi ship cho em. Hỏi mãi không thấy trả lời. Bình Bảo ơi, hỏi chị cái gì vậy? Mua một. Tê gọi là gì vậy bạn? Cho em một phần gì vậy Đạt? Thanh Lê ơi, Thanh Đạt Lê ơi, nhanh lên nha, set em sale sắp đủ rồi nha. Nhanh tay lên nha các bạn ơi, còn 20 set nữa đã được, 20 được 30 set rồi. 30 set rồi đúng không? 30 set rồi, còn 20 set nữa thôi. Đây, set này là nửa ký bánh phồng tôm 100k, nửa ký khô gà 150, sale còn 200. Sale chỉ còn chẳng 200, còn rẻ hơn hàng ngày nữa, giảm cho mấy chị tới 50 rồi. Đây, set này cũng 200 luôn, 250 còn 200. Khô gà 1 ký chị là sao? Khô gà 1 ký 250 không có cơm cháy nha. Inbox đi các bạn. Inbox giùm em nhanh tay lên, còn 20 set nữa. Còn 20 set nữa ship. Có ship Ninh Bình luôn bạn ơi, ship ở đâu cũng phi ship, miễn trong lãnh thổ Việt Nam là phi ship cho các bạn hết. Lý do là mỗi ngày em chỉ còn like một like thôi. Buổi tối sẽ like đầm si tiễn nha, những chị em phụ nữ nào ở đây muốn mua hàng đầm si tiễn Nhật với Hàn Quốc là em còn 2 lô nữa. Tối nay em sẽ sale giá dao động từ 20 đến 90. Tối nay sẽ sale đầm 40 nha những chị em nào mà thích mua đầm á. Thích mua đầm si thì tối nay 7 giờ đón xem ủng hộ em. Em lấy 1 ký gà không lấy tép. Mấy bạn cứ vô inbox giùm em nha, 1 ký khô gà băng băng ơi, vô inbox giùm chị luôn. Cho Bình Bảo một phiếu luôn, để nãy giờ nó la chị quá.
Kệ người ta đi Úc ơi, hơi đông mà lên đây nói với những người mất lịch sự. Nói chung là trong tập thể này có rất chị, có nhiều bạn rất là dễ thương luôn, còn có những người là vô để phá hoại thôi, mình không nên quan tâm những người đó làm gì. 1 ký khô gà bạn Đỗ Công Đức vô anh bóng giùm, 1 ký là tặng 1 bịch tép sấy nha. 1 ký bạn Toàn Quỳnh vô anh bóng giùm em luôn, 1 ký tặng 1 bịch tép sấy. Lan Di Hồ vô anh bóng giùm em luôn, vô anh bóng nha các bạn ơi, 1 ký 250 tặng 1 bịch tép sấy nha. Cho bạn tường Ngọc Mơ, Trương Ngọc Mơ 1 phiếu luôn. Bảo Khang ký 250 phi ship nghe em ơi. Băng Băng ơi, bạn mua cái gì cho số điện thoại đi Băng Băng ơi. Bạn Tâm Thanh hồi nãy đặt thì vô anh bóc dặn đi bạn ơi, nãy bạn đặt nửa ký bây giờ bạn lấy thêm. Bạn lấy thêm á thì để được tặng 1 bịch tép sấy, vô anh bóc dặn nhân viên em giùm nha. Chị Eva súp xinh gì 200k lạc xưởng, vậy là chị lấy set phải không? Lạc xưởng với khô gà 100k nửa ký luôn, nửa ký lạc xưởng 100. Cái này 150 nữa là giảm còn 200 nha, 250 giảm còn 200, set này giảm 200. Nửa ký không có tặng nha bạn. Hoặc là lấy set bánh phồng tôm với khô gà, các bạn cứ vô anh bóc giùm em. Cứ vô anh bóc giùm em để nhân viên chốt đơn nha. Chị Mi Hảo gì, chị Mi Hảo gì nè, 1 ký vô anh bóc giùm em luôn. Chị Băng Băng 1 ký hả? À, có gì nhắn tin địa chỉ giùm em nghe chị Băng Băng ơi, số điện thoại 264 đuôi. Gọi điện cho mấy chị đặt hàng trên live chốt đơn mới đúng là của em nha. Mình 1 ký tặng lạp xưởng được không bạn ơi? 1 ký tặng lạp xưởng chắc bỏ xứ ra đi quá, không được nha bạn. Em inbox rồi, ok, Út Nhân Mã các bạn vô inbox giùm em. Vô inbox được tích lũy điểm mà vừa đặt hàng đúng nơi nữa. 2 ký 500k nghe Ngọc Thúy Mai ơi, 500k tặng được 2 bịch tép sấy nha. Bán 1 ký khô gà bạn Lan Di Hồ vô inbox giùm em. Đặt hàng trong Messenger giùm em nghe. Đặt hàng trong Messenger chị ơi, nửa ký khô gà với nửa ký phồng tôm nha. Trương Ngọc Mơ ơi, nửa ký khô gà sếp chị đang giảm giá kinh khủng luôn. Sếp đang giảm giá quá trời luôn nha các bạn. Nên chỉ là 50 set thôi, bây giờ là còn 20 set nữa. Bạn nào vô inbox đầu tiên là có nghe set như thế này, nửa phồng tôm, nửa khô gà 250, chị giảm còn có 200 mà miễn phí ship cho em nữa. Nên em nhanh tay vô inbox đặt hàng để nhân viên chốt đơn cho em nha. 250 giảm còn 200 cho 50 chị, bây giờ đã hơn 30 chị rồi. Khi nào mà lấy 1 ký gà lá chanh, 1 bơ tỏi được nha bạn ơi. Lấy em 1 ký hả Bảo Khang ơi, vô anh bóng giùm chị nha Bảo Khang. Đây mấy chị có hỗn tỏi nào không, lại lấy giống hỗn tỏi. Mấy chị lấy 1 ký có thể lấy 2 loại luôn. Lấy em 1 khô gà và 1 phồng tôm là 250 giảm còn 200, set của em nha. Bùi anh Thư Bùi ơi, vô anh bóng giùm chị Thường luôn. Ừ các bạn đặt hàng cứ vô anh bóng đi. Sài Gòn phi ship nha, phi ship toàn quốc nha các bạn ơi. Ở đâu cũng phi ship hết. 1 set 250 giảm còn 200 thôi nha các bạn ơi. 250 giảm còn 200 phi ship toàn quốc luôn. Xếp đang giảm nha, em lấy ký lá chanh luôn. Lùng mã lý mã lì gì nè, 1 ký lá chanh tặng 1 bịch tép sấy vô anh bóc giùm chị nghe em ơi. Vô anh bóc giùm chị, bữa nay mấy chị mua hàng em sale banh nóc luôn. Hổng ngày là qua 8 tháng 3 thật tình là em không có tặng quà, mà bữa nay trong tuổi già buổi tối like quần áo không còn like được nữa, nên tặng cho mấy chị banh nóc nhà luôn. Hello nha Hải Ngân Linh. Rồi đây là bơ tỏi đây. Cái này là hũ bơ tỏi nha. Mấy chị lấy 1 ký có thể lấy 2 loại, em vẫn tặng tép sấy bình thường. Lấy 1 ký có thể lấy nửa chanh nửa tỏi như thế này, vẫn tặng 1 bịch tép sấy cho các bạn. Tỏi và chanh đồng giá như nhau nghe mấy chị ơi. Bình Bảo ơi, là Bình Bảo comment cho, chị đâu có trả lời kịp chứ đâu phải chị không trả lời em đâu. Em nhắn rồi nhớ trả lời em nha. Ok các bạn cứ vô tin nhắn chờ. Lung má mì ma lì. Lung ma lì ơi, lùng má lì ơi gì nè. Em đặt cái gì chị thấy em cho số điện thoại mà không thấy thông tin. Rồi xếp nhanh tay lên giùm em nha. Xếp 250 giảm 200 sắp đủ rồi các bạn. Combo hồi nãy sale đủ chưa Dung? Nửa ký lạp xưởng, nửa ký khô gà là 250 em ơi. Nửa ký lạp xưởng, nửa ký khô gà 250 giảm 200. Nguyên lý inbox rồi, ok bạn ơi inbox đi, đi đơn buổi sáng luôn nha. Đây nửa ký lạp xưởng, nửa ký khô gà 250, sale còn 200 thôi các bạn nhanh tay. Chị ơi em 1 ký khô gà 1 ký tặng 1 bịch tép sấy từng lễ vàng sale banh nóc luôn. Từng lễ vàng chị nào mua khô em cũng tặng hết, đến 0 giờ ngày thứ bảy là chương trình tặng quà kết thúc nha mấy chị. Ngon không nhỉ? Bạn ơi quá ngon luôn bạn ơi, bao ngon luôn. Một chanh một tỏi thì bao nhiêu, là một chanh một tỏi là bạn mua 1 ký hay là mua một hũ chanh một hũ tỏi? Nếu bạn mua 1 ký lấy 2 loại vẫn là 250.
Bình Bảo ơi, có gì vô inbox em hỏi trên đây, chị thường đọc Messenger trả lời không kịp. Xét thằng Trúc vô inbox nghe thằng Trúc ơi, các bạn thay đổi ý định liền liền thì các bạn vô inbox. Lùng má lì đặt thêm 1 kg con gà hai loại vô inbox giùm chị đi em ơi. Còn không thì em có số điện thoại chút xíu nữa. 2 kg là 500k, em muốn lấy chanh lấy tỏi tùy ý em có thể lấy 1 kg chanh 1 kg tỏi. Rồi xếp lạc xưởng nè, xếp lạc xưởng với khô gà nè, nửa ký lạc xưởng 100, nửa ký khô gà 150 là 250 giảm 200. Bên tay mặt cũng vậy luôn. Bánh phồng tôm với khô gà 250 giảm 200 phi ship cho các bạn luôn nha. Ai muốn lấy xét lạc xưởng bánh phồng tôm gì vô inbox giùm em. Khi nào mới bóc thăm vậy chị, chút xíu em ơi, em cứ hỏi con này hoài, chị không muốn cho họ trả lời luôn mà em cứ nói là sao chị không trả lời em. Chút gọi em nha, ok lùng Mali gì nè. Bán cho anh 1 kg thì vô inbox giùm em nghe Nguyễn Khuynh ơi. 1 kg khô gà là ba. Đúng rồi các bạn vô inbox giùm em đi các bạn. Ship đi Mỹ không được nghe bạn ơi, không có ship đi Mỹ. 1 kg ngày hôm nay ngoài việc miễn ship em còn tặng cho mấy chị một bịch tép sấy nữa, quá lời luôn. Không tốn tiền phí ship mà được tặng quà nữa. 1 kg là tặng một bịch tép sấy, còn chị nào mua nửa ký không có tặng nha. Một gói phồng tôm, một hộp khô gà rồi của Nguyễn Thanh 250 giảm 200 nha Nguyễn Thanh ơi. 1 kg chị ơi, Bảo Bảo vô inbox nha Bảo Bảo ơi. 1 kg 250 giảm còn có 250 tặng một bịch tép sấy, các bạn vô inbox giùm em nha. Vô inbox giùm em nha. 1 kg khô gà bạn Tiến Mai Nguyễn luôn, các bạn đặt hàng vô inbox giùm em, tránh tình trạng là nhận hàng không đúng hàng bên em thì em không chịu trách nhiệm nha. Mấy chị đặt hàng trên line này á, nếu mà nơi khác gửi hàng, mấy chị cho đầy đủ thông tin nơi khác gửi hàng là em không chịu trách nhiệm nha khách ơi. Nếu mà số điện thoại 264 là điện lại cho mấy chị chốt đơn mới đúng là số bên em nha. Lấy hai loại 1 kg, băng xương trần vô inbox luôn. Thương Thương Nguyễn đặt cái gì vậy bạn ơi? Thương Thương Nguyễn đặt cái gì mà thấy cho số điện thoại không Thương Thương Nguyễn ơi? 1 kg khô gà, một bịch lạc xưởng là 250, còn 200 bé heo vô inbox nghe bé heo. Nhiêu ký vậy chị? 250 Kim Ngân ơi, 250 phi ship tặng thêm một bịch tép sấy nữa bạn ơi. Hai hũ khô gà chà bá như thế này chỉ có 250 thôi. Tặng cho các bạn thêm một bịch tép sấy nữa. Ship đi Mỹ Tho thì ship qua Mỹ thì ship không được. Phòng tôm đó về mình chiên lên, đúng rồi. Phòng tôm này về các bạn đổ dầu vô chảo thật là nhiều, khoảng hơn nửa chảo. Mình cho đợi chảo dầu nó sôi lên, bỏ bánh phồng tôm vô chiên, nó nở ra rất là to, ăn nó xốp thơm ngon lắm nghe các bạn ơi. Khô gà bánh phồng tôm Thư Thư Nguyễn, một xét khô gà bánh phồng tôm 250 giảm còn 200. Coi ơi, khô gà bánh mấy cái xét coi gần đủ chưa nha. 250 giảm còn 200. Những chị em nào mà mua xét bánh phồng tôm với khô gà về, mấy chị chiên bánh phồng tôm nở xong bỏ khô gà vô lắc ăn rất là ngon nha các bạn. Mình về mình mua khô gà với bánh phồng tôm, về chiên bánh phồng tôm lên rồi mình bỏ khô gà vô lắc ăn rất là ngon. Nửa ký lạp xưởng, nửa ký khô gà có miễn ship nha chị ơi. Chị Quỳnh Tiêu Nguyễn, các bạn đặt hàng vô inbox giùm em đi các bạn. Vô inbox giùm em để nhân viên chốt đơn chụp mã phiếu cho các bạn xem. Khi mình nhận hàng mình kiểm tra cái mã phiếu bên em gửi qua cái vạch đen đen ở trên á, số tembo đen đen ở trên coi phải đúng là mã số bên em gửi hàng cho mấy chị không thì mấy chị nhận hàng vô Messenger nó rất là dễ hơn. 250 giảm còn 200 nha. 250 giảm còn 200. Em lấy một bịch bánh phồng tôm với nửa ký khô gà ok em luôn nha. Các bạn ơi, nửa bánh phồng tôm, nửa khô gà 250 giảm còn 200, lạc xưởng cũng vậy luôn. Mỹ Tho phi ship toàn quốc các bạn ơi, ở đâu ở không có ở đâu mà em thu phí ship trong lãnh thổ Việt Nam là phi ship toàn quốc. Đây 250 giảm 200, mấy bạn muốn lấy lạc xưởng tùy ý, muốn lấy bánh phồng tôm tùy ý, bữa nay là theo sập nhà luôn. 250 giảm còn 200 hết, mấy xếp này là giảm hết nha. Bạn chị Thư Thư cho địa chỉ luôn. Chị ơi đặt hàng cho số điện thoại, cho địa chỉ người ta gửi luôn hả chị ơi. Thư Me Sale, hai suất vô inbox, hai suất gì em ơi? Bánh phồng tôm bao ngon luôn, ai ăn bánh phồng tôm khô gà không ngon gửi lại trả em nha. Trên cái khi gửi hàng đi cho mấy chị đều có địa chỉ nè, có số điện thoại luôn. Hai suất gì vậy Thư ơi? Thư hai suất gì, chị không thấy em nói hai suất gì luôn, em lấy xét hay sao? 5 kg vô inbox nghe Lân Lắc ơi. Lấy em 1 kg khô gà nha Mỹ Nương ơi, vô inbox giùm chị luôn. Các bạn đặt hàng cứ vô inbox giùm em nhiệt tình đi các bạn ơi. Nếu mua bánh phồng tôm thôi vẫn bán bình thường, em mua nửa ký là 100. Thanh Trần ơi, nửa ký bánh phồng tôm là 100k phi ship, 1 kg khô gà bao nhiêu gửi cho anh nhé. Anh Nguyễn Khuynh ơi, 1 kg 250, anh không inbox thông tin địa chỉ làm sao mà em gửi được. Phải đầy đủ thông tin số điện thoại địa chỉ vô inbox giùm em nha.
Cái gì vậy bạn Việt Mỹ ơi, đây 250 tặng một bịch tép sấy. Rồi đưa đưa danh sách này. Các bạn nè, các bạn phải chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân thì chút xíu nữa. Ngoài việc giảm giá hôm nay em tặng cho mấy chị thêm một hũ khô gà nữa, chút xíu chơi game tặng một hũ khô gà. Các bạn phải chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân ở chế độ công khai nằm trong danh sách này. Chút xíu nữa em sẽ bốc thăm nha. Bốc thăm ai nằm trong danh sách được chơi game là sẽ trúng khô gà. Chị ngân hàng một phiếu nè. Việt Mỹ ơi, Việt Mỹ cái gì mà Việt Mỹ như Việt Mỹ ơi. Em ở huyện Bến Cát, Bình Dương, Mỹ Nương ơi, phải cho số điện thoại. Chị một phòng tôm một khô gà 250, em sale còn có 200 mà. Tiến Mai Nguyễn ơi vô bóng giùm em nha. Phòng tôm với khô gà, phòng tôm với khô gà 250 giảm còn có 200 thôi đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, mấy chị mua đồ vừa giảm giá mà vừa không ship cho mấy chị nữa. 250 một phần một set như thế này giảm còn 200 cho mấy chị. Mấy chị không lấy bánh phòng tôm thì đổi ngược vô bịch lạc xưởng em cũng tính đồng giá luôn. Cũng đồng giá 250 còn 200 luôn nha. 250 còn 200. Gửi anh, rồi anh cho địa chỉ hả? Chia sẻ lên ghi phiếu nha, vẫn còn ghi phiếu. 10 phút nữa là chốt game sổ số tặng khô gà nghe. 10 phút nữa em tặng khô gà. Chị Mỹ Nương ơi, chị Mỹ Nương đặt cái gì? Em không thấy chị Mỹ Nương đặt cái gì hết trơn. Bạn Thanh Tâm, mấy bạn đặt hàng nhớ vô bóng giùm em nghe. Trên like này là em không có chốt kịp đâu. Chị bán ở Cà Mau, huyện Cái Nước nghe em ơi. Thấy em nghe con thí gì nè. Mấy bạn đặt hàng trên like mà đầy đủ số điện thoại như thế này, đầy đủ địa chỉ là có thể là nhận người ta nhái hàng, người ta nhận chứ không phải hàng bên em. Nên mình đảm bảo thông tin tuyệt mật vô Messenger đặt hàng giúp em nha các bạn ơi. Thấy em con thí ơi, con thí đen gì nè. Hũ này 150 phi ship các bạn ơi, 150, 500 khô gà 150 phi ship luôn 500g nha. Rồi, set sắp đủ rồi, ai mua set nhanh tay lên giùm em nha, set sắp đủ rồi, set còn mấy chị nữa. Set 250, nửa ký lạc xưởng 100, nửa ký khô gà 150 giảm 200 nhanh tay lên giùm em. Set là sắp đủ rồi nha, ai không mua set thì một hồi mua khô gà. Đây, set này cũng 250, 100k nửa ký bánh phồng tôm, nửa ký này chiên ra cả làng ăn luôn, rất là nhiều bánh phồng tôm này chiên ra nguyên một thúng luôn đó nha. Thấy như vậy đó, thấy mà nửa ký như thế này mình chiên ra nó nở ra rất là nhiều. Nó giống như là mũ hòn vậy á, nó màu hột nhỏ thôi là nó nở ra rất là to. 250 giảm còn 200 luôn, lại miễn phí ship toàn quốc nữa nha các bạn, miễn phí ship cho các bạn luôn. Thấy em nghe nghe Hải Ngân Linh ơi, các bạn vô đây không mua khô gà có chia sẻ vẫn được chơi game bình thường nha, đừng e dè nha các bạn. Công bằng cho mọi người hết. 1 ký tặng 1 bịch tép sấy. Thấy em nghe Hải Ngân Linh ơi, thấy em chà bá luôn. 1 ký là tặng 1 bịch tép sấy nha các bạn. Rồi, có ai mua combo, có ai gần combo 360 còn 300 không? Em sale cho 5 chị. Sale combo cho 5 chị nha. Combo như sau, nửa ký khô gà 150, nửa ký lạc xưởng 100, 250 nửa ký bánh phồng tôm 100, 350 nha, 350 một bịch tép sấy 10k nữa là tổng 360. 360 em giảm 300 cho 15 chị nha. Giảm 300 cho 5 chị nữa thôi là chuẩn bị sổ số, 5 chị mua combo 4 món với giá 300. 360 còn 300. Thấy chị không, 1 ký lạc xưởng 1 ký phồng tôm là 400 nghe chị Tiết Mai Nguyễn ơi. Lạc xưởng 1 ký 200, phồng tôm 200 là 400. Chị đặt hàng cứ vô inbox giùm em nghe chị Tiết Mai. Nãy giờ em thấy chị Tiết Mai đặt hình như là 2-3 cái đơn hàng rồi, em không biết chị lấy đơn nào luôn. Hôm nay sale mạnh thế, phi ship toàn hợp phe sale, sale sập nhà luôn bạn ơi, sale quá trời sale luôn. Ai vô ginh lẻ giùm em nha, vô ginh lẻ giùm em. 250 còn 200 thôi, 250 nghe, set này 250 còn 200. Ai đặt set thì nhớ nói gọi nhân viên em là lấy set bánh phồng hay là set đặt xưởng nha các bạn ơi. Xếp là có hai loại, xếp bánh phồng với xếp lạp xưởng, xếp nào cũng 250 giảm 200 hết. Mấy chị đặt cái nào phải nói rõ giùm em nha. Bánh phồng tôm chị bán 1 ký bao nhiêu? Bánh phồng tôm 200 hai bịch nha bạn ơi. Vua hấu bạn ơi. Đây. Mấy chị mua khô gà với bánh phồng tôm về mình chiên bánh phồng tôm bỏ khô gà vô thành khô gà lắc ăn rất là ngon luôn. Khô gà này còn đặc biệt nếu mình làm bánh tráng trộn ăn khô gà là rất là ngon luôn. Bánh tráng trộn mà có khô gà với tép sấy bỏ vô thì khỏi nói luôn. 1 ký khô gà vỏ Quỳnh Phương vô anh bóc giùm chị, 1 ký là 250. 1 ký như thế này là 250 nghe em ơi, hai hũ. 250 tặng bạn một bịch tép sấy nha Quỳnh Phương ơi, vô anh bóc giùm chị nha. Quỳnh Phương vô anh bóc giùm chị nghe em. Vô đấy nè.
Kho gà lá chanh 1 kg 250 em ơi. Hôm nay khuyến mãi tặng một bịch tép xay. Quá trời gùm mày. 250 hai hũ khô gà tặng em một tép xay nha. Chị ơi em lấy 1 kg khô gà vô inbox nha anh Nguyễn ơi. 1 kg inbox giùm chị. Một hũ khô gà là 150 Liên Nguyễn ơi. Một hũ 500g là 150 phi ship chứ không có tặng nghe em ơi. Em 1 kg khô gà phải không Nguyễn Phụng Hoàng ơi. 1 kg là 250. Combo 360 còn 300 nghe Võ Thị Cẩm Giang ơi. 360 combo 4 món còn các bạn mua set. Mua set là hai món nha, lạc xưởng với khô gà hoặc là lạc xưởng với bánh phồng cơm. 250 set là 250 giảm còn 200. Mô Phật ạ. À. Chu Võ Gia Quy ơi, chị ở Cà Mau nghe em ơi. Đây set như sao? Set là 250 giảm còn 200, bắt các bạn không lấy lạc xưởng thì lấy bánh phồng cơm nha. 250 giảm còn 200 nha. Rồi bây giờ 10 phút còn lại để ghi phiếu cho các bạn nè. Phi ship nha Chí Vĩnh Lâm ơi, Cần Thơ vẫn phi ship, ở ngoài Hà Nội còn phi ship mà nói gì Cần Thơ. Chị ơi em lấy 1 kg khô gà Thí Thanh vô inbox giùm chị luôn. 1 kg 2 loại bạn Băng Xương Trần vô inbox. 1 kg Ken Nguyễn vô inbox, 1 kg 2 loại là tỏi với chanh nha. Tỏi với chanh em vẫn tính đồng giá cho các bạn luôn. Tỏi với chanh là đồng giá nha. Liên Nguyễn lấy 1 hũ vô inbox giùm chị thường. 1 hũ là không có tặng tép sấy, 1 hũ của em là như vậy đây. Một hũ của em là như vậy đây là 150. Hồi sáng giờ em không có dám đưa lạc xưởng với bánh phồng tôm lên, lý do là hàng nó lên giá mấy chị ơi. Bánh phồng tôm 1 kg như thế này là 200k phí ship cho các bạn luôn. 200k nghe bánh phồng tôm đây, bạn nào rồi xem bánh phồng tôm nè, nghe Hải Ngân Linh một phiếu giùm ơi. Điện thoại nó không nhắn tin được, chị chốt trên like được không chị? Ủa sao không nhắn tin được vậy anh Nguyễn? Anh Nguyễn cho chị số điện thoại đi, chị gọi lại cho em nha. Anh Nguyễn cho chị thường xin số điện thoại, chị sẽ gọi lại cho em. 10 phút cuối ghi phiếu nha. 10 phút cuối ghi phiếu sổ số tặng khô gà rồi nha các bạn ơi. Ai chưa có phiếu lên giùm em. Em 1 kg khô gà ok. Ủa Nguyễn Phụng Hoàng có vô inbox chưa? Nguyễn Phụng Hoàng ơi em vô inbox giùm chị nha. Một hũ khô gà phi ship nha. Một hũ khô gà phi ship với giá 150 thôi. Cay quá ăn không được hả chị Dương Mộng, khô này chỉ hơi the thôi chứ đâu có cay quá đâu chị ơi. Rồi 1 kg ha, một hũ này có 150 thôi. Vô inbox giùm em. Cho em một hũ khô gà chanh tỏi và lạp xưởng là sao ta? Chị Hương Chích ơi, chị lấy 1 kg khô gà với lạp xưởng, một lạp xưởng là một bịch phải không? Là 1 kg khô gà chanh với tỏi là hai loại là 250, một bịch lạp xưởng 100 nữa là của chị 350. Cách chơi thế nào? Cho bạn hến hến gì một phiếu kìa. Em ơi nhắn tin, nó ghép tin nhắn chưa có kịp, từ từ nhân viên ghép tin nhắn nha em ơi. Rồi mấy bạn chia sẻ ba nhóm nhà trang cá nhân nào để ghi phiếu chơi game nha. Bước thứ nhất là chia sẻ ba nhóm nhà trang cá nhân ở chế độ công khai. Bước thứ hai là báo lên bên em đã chia sẻ rồi để bên em ghi phiếu. Bước thứ ba là lắc thăm chúng là tặng thôi. Một hộp khô gà, một bánh phồng tôm Victor Gia Nguyễn ơi là 250, chị giảm 200 vô inbox giùm chị để nhân viên chốt lên nha. Một của em nè, một bánh phồng tôm với một khô gà 100k, cái này 150, 250 hôm nay chị sale sập nhà luôn, còn 200k nên em vô inbox giùm em. 200k giảm còn 200, 250 giảm còn 200. Tính nói 200 giảm còn 250 cho các bạn quýnh em quá. Cho chị một hũ, chị Hưng Nguyễn vô inbox giùm em. Một hũ khô gà nửa ký là 150 nha. Ngọc Hằng một phiếu luôn. 1 kg khô gà Mỹ Việt vô inbox. Đây các bạn ơi, ba nhóm nhà trang cá nhân ở chế độ công khai giùm em nha. Báo lên bên em ghi danh sách, các bạn nằm trong danh sách thì chúng em mới được công nhận. Em đã chia sẻ rồi, Uyên Lý một phiếu luôn, chị Uyên Lý một phiếu, chị em Thương một phiếu luôn. Tặng khô gà nghe các bạn ơi, tặng em này là tặng một hũ khô gà trị giá 150k cho chị nào may mắn trúng em nha. Chị nào may mắn trúng em là nhận một hũ khô gà về giùm em. Em chia sẻ rồi, Trương Ngọc Mơ luôn. 1 kg chị Mỹ Việt vô inbox giùm em nha chị Mỹ Việt ơi, vô inbox để nhân viên chốt đơn cho chị. Hả? Hằng Nguyễn một hũ là 150 nha. Ship code nha bạn ơi, bên em là ship code. Ship code chứ không có cần chuyển khoản trước đâu, mua khô bên em là ship UCD. Ship UD còn quất luôn, không có cần phải chuyển khoản. Hến hến rồi, lấy em một hũ. Một hũ vô inbox nghe Lê Hoàng Thanh Ngân ơi, một hũ vô inbox. Cho con một phiếu, Tường Di một phiếu luôn. Rồi nhanh lên, 10 phút cuối chốt game để tặng khô gà nè, nhanh tay lên các bạn. Rồi ai lấy set lạc xưởng hay bánh phồng tôm gì dặn rõ giùm em luôn. Các bạn nằm bên tin nhắn chờ chút xíu nữa, có người chép tin nhắn của các bạn hết. Một hũ là 150 cho Hân Hân một phiếu. Một hũ là 150 nha, ship hóc môn phi ship em ơi.
hàng phi ship mà các bạn mua một hũ chỉ thanh toán 150 không hề tốn phí ship nha. Hóc môn hóc gì cũng phi ship hết, hóc môn hóc cà tó gì cũng phi ship cho em hết. Đặt hàng vô inbox nha các bạn ơi, các bạn trên live mà nói em lấy nửa ký em lấy một ký là không có chốt được cho bạn nào hết. Khô gà mà khô gà Trung Quốc hả? Ờ, đi Trung Quốc mua khô gà về bán không à. Bữa nay không có máy bay, không có đi lỏng được, không có mua khô gà về bán được nè bạn Kiều Ngọc ơi. Bạn đi qua Trung Quốc ăn khô gà Trung Quốc rồi hả? Ngon không? Ok, em ủng hộ chế. Cảm ơn em nha Lê Hoàng Thanh Ngân ơi, vô inbox mình chế luôn. Ba nhóm và trang cá nhân công khai, ba nhóm và trang cá nhân công khai báo lên ghi phiếu nha, chuẩn bị tặng khô gà. Chuẩn bị tặng một hũ khô gà nha các bạn ơi, một hũ khô gà 150 thấy Ly Nguyễn nè. Ai chưa có phiếu thì la lớn lớn lên nha. Ai chưa có phiếu thì la lớn giơ tay lên. Ừ, bạn Hồng Vân 3 kg mang về ăn vô inbox, bạn nào đặt hàng cứ vô inbox giùm em nha. Tặng một hũ khô gà, game tặng khô gà các bạn ơi, em chia sẻ rồi. Ngọc Bích Nguyễn 1 phiếu luôn. Ba nhóm chợ và trang cá nhân mới được chơi game nha. Ngọc Bích Nguyễn 1 phiếu. Em Mi Dân, em Dân 1 phiếu nè. Nãy giờ bốc thăm chưa? Chưa bạn ơi. Em chưa có phiếu. Thanh Nhân, Thanh Nhân Bùi ơi, em có chia sẻ chưa? Chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân mới ghi phiếu nha. Đi chỗ khác rồi. Chị có bỏ sỉ không? Có nha Hoàng Đặng ơi, có sỉ luôn, khách sỉ thì vô inbox giùm chị. Rồi còn ai chưa có phiếu báo lên. Đây 1 ký nè, 1 ký phi ship tuần lễ vàng này, tặng một bịch tép sấy cho mấy bạn nữa. Vừa phi ship vừa tặng quà luôn nha các bạn ơi. 1 ký khô gà không tốn phí ship, tặng thêm một bịch tép sấy nữa. Khô gà làm hay gì chị? Đúng rồi, của chị em làm nha chị ơi. 250 tặng một bịch tép sấy phi ship toàn quốc nha. 250 nha, 250 được một bịch tép sấy nữa các bạn. Chị nào muốn mua set đang giảm giá nha. Combo thì 360 em giảm còn 300, 5 chị đâu thôi, đủ combo 5 chị đủ chưa? Combo 5 chị vô bóng giùm em, 360 4 món giảm còn 300. Cho Tâm Thanh 1 phiếu rồi, Tâm Thanh có phiếu có gì rồi đó em ơi. Trân Trân 1 phiếu. Rồi Thanh Dân Vũ, Thanh Dân Bùi 1 phiếu luôn. Nhỏ Thanh Dân Bùi mà nói Thanh Dân Vũ. Trần Thị Thanh Hương 1 phiếu. Lý Nguyễn có rồi, Lý Nguyễn nãy chị Thường có đọc rồi. Trần Phương Lan 1 phiếu. Các bạn nhớ là hợp lệ mới được trúng game nha. Các bạn mà chia sẻ không đủ 3 nhóm với trang cá nhân là không hợp lệ, khi trúng vào là không tặng được nha các bạn ơi. Em nói cái vụ hợp lệ là muốn là banh cái cuốn họng rồi. Phải là 3 nhóm và trang cá nhân công khai giùm em nha. 3 nhóm và trang cá nhân công khai. Làm sao để được phiếu chị, em mới vừa nói xong đó chị, chia sẻ 3 nhóm và trang cá nhân. Rồi em lấy xếp khô gà với bánh phồng tôm. Bánh phồng tôm này một bịch nửa ký này mấy chị về chiên nó nở ra cả thúng cả làng ăn luôn, nó rất là nhiều. Mỗi một miếng nhỏ xíu này mình chiên nở ra bự hơn bằng tay nữa. Nó mấy chị phải chiên dầu thật là nhiều, bánh phồng nó càng ngon nghe, nó càng xốp. Rồi xếp của bạn gì nè, xếp của bạn gì mới nói nè, xếp này 250 giảm 200 vô inbox giùm chị nha bạn ơi. Bánh phồng tôm với khô gà 250 chị giảm 200 cho em đâu mất tiêu rồi. Bạn Trương Ngọc Mơ nè, lấy xếp bánh phồng tôm với khô gà 250 còn 200 vô inbox giùm chị Thường. Hello thời trang Gia Mỹ, chào em. Không gài bỏ tôi đi đâu mất tiêu cho bà thời trang Gia Mỹ. Bên chị có mỗi khô gà thôi hả, chị có thêm món gì không? Có lạc xưởng với bánh phồng tôm nha chị Hoàng Chi Yên ơi. Rồi xếp này cũng 250 giảm 200, mấy chị muốn lấy lạc xưởng bánh phồng tôm tùy ý thích của mình nha. Xếp nào em cũng phi ship hết, xếp nào em cũng phi ship cho các bạn hết. Các bạn muốn lấy xếp nào thì lấy nha. Ai không lấy xếp thì lấy khô gà giải quyết luôn. Kim Quanh 1 phiếu luôn, Kim Quanh 1 phiếu. Hôm nay biết tóc. Trời ơi, nãy sáng giờ có mình ơi, em khen chị thôi, buồn dễ sợ luôn. Thời gian cho Mỹ ơi. Nhiêu một hộp là 150 nha. Lạc xưởng với bánh phồng tôm thì không nhiêu là sao ta? Lấy lạc xưởng với bánh phồng tôm thì không nhiêu là sao? Bị gói não quá. Hến hến ơi, em hỏi sao em lấy lạc xưởng với bánh phồng tôm phải không? Rồi bữa nay giảm cho các bạn luôn. Em có chuyện buồn không muốn cầm máy chị ơi. Sao vậy em? Có chuyện buồn sao không minh bóng với chị Thường? Thời gian cho Mỹ ơi, chia sẻ với em. Cho em 1 phiếu, em Thương 1 phiếu. Lê Chi 1 ký khô gà với một bánh phồng tôm bao nhiêu? 1 ký khô gà 250, một bịch bánh phồng tôm 100 nữa là 350 nha chị ơi. Hến hến ơi, em nói là em lấy như thế này phải không? Nửa ký lạc xưởng, nửa ký khô gà, nửa ký bánh phồng tôm. Rồi cái này là 200 nha em. Nửa phần xưởng nửa phần tôm là 200k free ship cho em luôn. Đây cái này là 200k nghe hến hến ơi.
cho em một hộp xô gà, một hộp 150 Nguyễn Thị Ngọc Yến vô anh bóc giùm chị Thường luôn. Một hộp là 150 nha, một hộp 150 phi ship cho em, nhận hàng thanh toán 150 không hề tốn phí ship. Nhanh lên đi các bạn ơi, một ký có thể lấy hai loại nha, một ký lấy hai loại vẫn tặng tép sấy nửa tỏi nửa chanh tùy ý thích của các bạn. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết luôn, sắp hết thật sự rồi. Nhanh tay lên ghi phiếu luôn nha, sổ số nha, chuẩn bị sổ số nè. Còn ai chưa có phiếu không, mấy bạn vô sau chút xíu nữa là không ghi phiếu nữa nha. Chuẩn bị bóc số tặng em rồi. Danh sách bây giờ đó thầy. 2 kg khô gà hả? 2 kg khô gà cộng chị luôn. Chị 50 kg với 2 kg khô gà là 52 kg nha Đen Đen ơi. Ờ em hỏi 2 kg khô gà cộng thêm chị là bao nhiêu? Thì chị nói 2 kg khô gà cộng với chị 50 kg là 52 kg nha. Tiếp Nguyễn một phiếu, nhớ là chia sẻ 3 nhóm thời trang cá nhân giùm em nha. 3 nhóm thời trang cá nhân mới ghi phiếu nha các bạn. Bữa nay thời trang như Mỹ thấy không, chơi hai cái biếm hai bên nó ghê không, giả nay nè. 3 nhóm thời trang cá nhân ghi phiếu chơi game nha, nằm trong danh sách mới được chơi game. Diễm Nguyễn một phiếu luôn, Diễm Nguyễn một phiếu. Các bạn ơi hợp lệ nha, để không hợp lệ ghi phiếu không có sao, tốn mực tốn giấy chút xíu thôi mà không được tặng quà nha, không hợp lệ là không được tặng quà nha các bạn. 1 kg sẽ được tặng một bịch tép sấy trong tuần lễ vàng này, kết thúc vào ngày thứ bảy nha. Bữa nay bắt đầu ngày thứ bảy là mình sẽ kết thúc vào ngày thứ bảy là không tặng quà nữa. Một hộp khô gà Quế Nguyễn vô anh bóc giùm em, một hộp là 150 không có tặng gì hết. 1 kg khô gà 250 chị Tiến Nguyễn ơi, 1 kg là 2 hũ yêu Yên Chi Nguyễn một phiếu. Một hũ là 150 và 500 g không có tặng gì hết. Mấy chị mua 1 kg thì em tặng một bịch tép sấy. Võ Quỳnh Phương inbox rồi, cảm ơn Võ Quỳnh Phương. Các bạn inbox là đảm bảo nhận đúng hàng bên em. Còn các bạn đặt trên like này, nếu mà đầy đủ thông tin số điện thoại em chưa kịp gửi là người ta gửi hàng nhái cho các bạn mất tiêu rồi. Nên đảm bảo thông tin là các bạn vô inbox giùm em. Kim Oanh có phiếu rồi hay gì đó, coi Kim Oanh có phiếu chưa. Rồi 1 kg miễn phí còn tặng thêm. Chị nói nửa tỏi nửa chanh là sao vậy chị Uyên Lý ơi, bên chị là có chanh với có tỏi. Chị Quế Nguyễn 1 kg vô inbox giùm em nha. Bên chị là có bơ, tỏi và lá chanh. Đây 1 kg như hai loại là em có thể lấy nửa tỏi nửa chanh nghe em ơi, dẫn giá cho nhau. Quà gì vậy chị? Đây quà là tép sấy đây, 1 kg tặng một bịch tép sấy. 1 kg 2 hũ phi ship tặng tép sấy cho các bạn luôn. Đặt hàng vô inbox giùm em, bán ở Cà Mau nha. Đặc biệt ngày hôm nay sale manh nóc nhà, set 250. Nửa ký khô gà 150, một bịch bánh phồng tôm nửa ký 100, tổng cộng là 250, giảm cho các bạn còn 200 nha. Giảm cho các bạn còn 200. Vô anh bóc liền giùm em, xếp nãy giờ đủ 50 xếp chưa? Đủ 50 xếp thì báo cho tôi, đừng tôi ngưng lại nha. Trời ơi, xe hoài chết tôi à. Hôm nay xinh quá hả? Có chuyện gì buồn nhớ anh bóc cho chị nha. Cho chị Nguyễn Phương Thanh một phiếu. Rồi xếp này cũng 250, còn 200 luôn. Khi nào đủ chốt đơn đủ 50 chị khách là em ngưng ngang để tuần sau theo xếp nữa. Tuần sau sẽ theo xếp lại cho mấy chị. À vậy hả? Rồi tội nghiệp thời gian cho em Mỹ quá, em gái tôi có chuyện buồn mà tôi không biết. Chị ơi em 1 kg Lê Thị Mỹ Duyên ơi, 1 kg vô inbox giùm chị, 1 kg là 250. 1 kg của Lê Thị Mỹ Duyên 250 nha. 250 tặng một bịch tép sấy nữa. Chị Tiến Nguyễn 1 kg khô gà vô inbox giùm em luôn. Các bạn đặt hàng vô inbox nha các bạn ơi. Mỗi lần đặt hàng là tích lũy 1 điểm, 10 điểm em sẽ giảm cho mấy chị 20k. Sao ghẻ gì chị đẹp trời ơi, như phụng ơi, em chị cũng biết sao ghẻ nữa. Chị Hồng Đặng 1 kg vô inbox giùm em, 2 hộp chị Trần Lam vô inbox giùm em. Các bạn vô inbox là mỗi lần đặt hàng mình tích lũy 1 điểm, 10 điểm em giảm giá cho mấy chị 20k. 10 điểm là cái đơn. Chị Tiến Nguyễn 1 kg 2 loại vô inbox giùm em, dặn nhân viên lấy hàng đúng cho chị nha. Cho chị một set khô gà với lạc xưởng, chị Dương Long vô inbox giùm em luôn nha mấy chị ơi, vô inbox giùm em. Chị lấy set khô gà với lạc xưởng 250 em giảm 200 nha chị Dương Long ơi. Vô inbox giùm em coi nhân viên nó chốt coi đủ 50 set chưa. Nếu chưa đủ thì nó sẽ chốt cho chị. Chị Trần Lam ơi, alo em nghe chị ơi. Em nghe đây, đầu dây bên kia chị Trần Lam nghe không? Đầu dây bên đây em nghe rất là rõ. Hello Bình Yên nhé. 250 tặng một bịch tép sấy nha. 250 tặng một bịch tép sấy cho các chị, 250 phi ship toàn quốc. Đâu mất hết rồi, chuẩn bị sổ số mà mọi người đi ra hết rồi, kiểu này ai trúng đây. Chắc nãy giờ hơn 50 người rồi, em cũng không biết nhân viên nó chốt đơn, em chỉ ngồi em bán thôi. Rõ em trúng nhiều quá 50 hồi nó chửi em nữa. Nhỏ này nó khó lắm mấy chị. Em mà bán nhiều vượt mức là nó gầy em. Rồi mấy chị đặt set thì cứ vô giùm em nha, khi nào chưa có đầy 50 thì nhân viên sẽ chốt. Tại vì set em sale tới 50k nên em chỉ ưu tiên cho 50 chị thôi. Còn khô gà mấy chị mua 100 người em vẫn bán.
Mấy chị khô gà mấy chị muốn mua 100 người thì em cảm ơn em vui lắm. Còn set thì em giảm giá lên em không có bán nhiều. Cho chị đò thí lớp 1 phiếu. Rồi em còn một đơn bơm ở Đồng Nai nè, một đơn bơm ở Vĩnh Long và hai đơn ở Cà Mau. Có ai cứu đơn không các bạn? Có ai cứu đơn ở Đồng Nai bao nhiêu đơn bơm hôm qua là nhờ mấy anh chị thương tình cứu ha. Miền Tây nói chuyện dễ thương quá chị ơi. Trời, người miền Tây dễ thương lắm, thật thà chất phác nha. Nói chung cho người miền nào cũng dễ thương hết. Người miền Tây thì nói chuyện nó hơi cục mịch, nó mộc mạc thôi. Đây, Đồng Nai một đơn một ký, Vĩnh Long một đơn một ký. Có bạn nào cứu đơn em không các bạn ơi? Các bạn nào mà cứu đơn thì đơn sau em tặng một bịch tép sấy nha. Đồng Nai, Vĩnh Long, Bình Dương thì có người cứu rồi, thành phố Hồ Chí Minh có người cứu rồi, còn Đồng Nai với Bình Dương, Đồng Nai với Vĩnh Long, chứ xin lỗi các bạn, Đồng Nai với Vĩnh Long và Cà Mau. Có bạn nào em ở Đồng Nai nè, cứu chị đi Hồng Đặng ơi, cứu chị đi, cứu chị với em ơi, chết chị rồi. Cho em một phiếu chị ơi, lật mất niềm tin một phiếu. Cho em một phiếu rồi, lật mất niềm tin có phiếu rồi. Đồng Nai em cứu đơn không vậy Hồng Đặng ơi? Còn một đơn Đồng Nai, một đơn Vĩnh Long, Bình Dương có người cứu rồi em. Bình Thuận không có, Đồng Nai với Bình Dương, Cà Mau, trời tôi thù Cà Mau á. Cà Mau mà ở huyện gì? Huyện Ngọc Hiển hả? Cà Mau, Ngọc Hiển hai đơn luôn. Hồng Đặng ơi, vô anh bóc cứu đơn lần sau chị thường tặng em một bịch tép sấy nha. Phan Thiết không có em ơi, Phan Thiết không có, Phan Thiết dễ thương quá không có bơm hàng. Rồi phi ship toàn quốc, đặt cái gì vô anh bóc nhân viên em chốt đơn buổi sáng cho mấy chị luôn. Phi ship toàn quốc ngày hôm nay từng lễ nhàn nha. Ừ, Nhật Dân Cà Mau cứu chị thường đi em, cứu cái cốc lên đầu chị cho nó bể luôn em. Nhật Dân ơi, Cà Mau cứu chị đi em. Cứu chị chứ không phải cứu đơn nha. Bình Dương có rồi em. Nãy em nghe chị nói tỏi nửa chanh là sao? Yên Lý ơi, bạn ơi bạn hiểu không? Một ký nè. Ý là nói bên em ngoài lá chanh ra là còn bơ tỏi nữa. Chị muốn lấy một ký, muốn lấy một ký chanh cũng được, tùy ý chị, hoặc là lấy một ký hai loại nửa chanh nửa tỏi. Chị muốn lấy cái gì thì dặn nhân viên giùm em nha. Dương Long, cho Dương Long một phiếu luôn. Chị lấy một ký chanh cũng được, một ký tỏi cũng được, hoặc làm lấy một ký hai loại cũng được, tùy ý khách hàng, em chiều maximum hết. Xếp chừng nào đủ 50 nhân ngang nha, báo cho khách luôn. Một ký 250 quẹo lựa giùm em, xếp 250 sale 200 thôi các bạn ơi, không còn gì để nói nữa. Sale muốn sập nhà sập cửa luôn, sale cái này chắc ra đường đi bụi quá các bạn. Bán thế quá, sale quá trời luôn. 250 giảm 200, xếp nửa ký lạc xưởng nửa ký khô gà 250 giảm 200, phần tôm cũng vậy luôn. Ai muốn lấy xếp gì thì lấy, chị Uyên Lý lấy cái một ký lấy loại nào thì dặn nhân viên em gửi đúng hàng cho chị nha. Chị ơi, nó ghép tin nhắn không kịp, chút xíu nữa offline em sẽ làm tiếp nó, bây giờ nó không có ghép tin nhắn các chị kịp. 250 giảm 200 mà phi ship nữa. 250 giảm 200 phi ship luôn. 100 150, 200 giảm cho mấy chị 200. Lộn, 250 giảm 200 luôn nha. 200 mà giảm 200, biết rồi bán An Giang mấy chị quá trời luôn. 250 giảm còn 200 vô bóc giùm em. Ai cứu đơn Vĩnh Long, Đồng Nai, Cà Mau gì cứu giùm em đi các bạn. Cảm ơn thời gian cho Mỹ nghe, lên like chị đi cho đỡ buồn em ơi, lên đây nghe nó phàm nói đế một hồi cũng đỡ buồn. Còn nằm ở nhà hoài không cầm điện thoại lên buồn lắm luôn. Sao buồn vụ gì? Chị Mười Lê ơi, chị nói chuyện lịch sự nha, tôi không muốn là nói nặng chị nha. Tôi là chó gì chị là cái gì? Chị cũng một loại một thôi, nhưng mà chó có chó lịch sự với chó mất lịch sự nha chị. Chó lịch sự người ta còn nuôi, người ta còn xài, còn chó mất lịch sự á là chỉ đem đi làm thịt hoặc là đem đi cho cá sấu ăn thôi. Ai một ký gì đây? Em một ký khô gà Thảo Hạ vô anh bóc giùm chị nha. Thảo Hạ ơi, vô anh bóc giùm chị. Một ký 250, hai hũ tặng một bịch tép sấy. Hồng Đặng cứu đơn ở Đồng Nai cái gì đó Dung ơi. 0162 0126 ghi số này đi. 0126 nhanh đi. 720 7778. Một ký khô gà sang thanh nè. Tôm là món gì? Chị Tuyết Nguyễn ơi, chị đặt cái gì em thấy số điện thoại không à? Chị Nhiều Trinh đặt một ký khô gà vô anh bóc. Một ký khô gà hai loại, Bình Yên ơi vô anh bóc giùm em luôn Bình Yên ơi. Kệ người ta đi, xuống Trần ơi, kệ đi. Kệ đi Nga Hải, Ngân Linh ơi, dạng mất lịch sự đó mình không quan tâm làm gì.
Thảo Hạ ơi, chị Thảo Hạ đặt cái gì đây? Chị sâu kêu gì nè, sâu kêu ơi, vô inbox giùm em nha. Có ship về Đà Lạt luôn, Nguyễn Thúy ơi, phi ship luôn. Trần Linh đặt cái gì Trần Linh ơi? Mấy ký vậy chị, là sao ta? Một ký 250 nha, nghe bạn Bình Yên ơi, một ký khô gà 250 chứ không phải 200, nghe kỹ giùm em nha. Ai vậy, ai đưa một ký khô gà 200 phi ship tính hại tôi phá sản hay gì trời? Xét khô gà phòng tôm chị Tiến Nguyễn vô inbox giùm em nha, chị Tiến Nguyễn ơi. Xét khô gà với phòng tôm 250 em giảm còn 200, mấy chị nghe rõ đừng có hốt. Đừng có hốt khô gà 200 khi cô tá thu 250 không nhận hàng chết bà em luôn. Alo alo. Tình hình đồng đội căng thẳng quá, tập trung giùm em nghe, khô gà với bánh phồng tôm mới là 250 giảm 200, mấy chị nghe rõ giùm em. Để mấy chị đặt khô gà 250 rồi đến nơi á bảo là 250 không nhận. Bữa đó nghe trên live 200 thì chết bà em luôn quá mấy chị ơi. Nhớ là khô gà 250 nha. Có ship Kiên Giang nha chị ơi. Bình Yên ơi, Bình Yên có nghe rõ chưa? Bình Yên có nghe rõ giùm em chưa? Khô gà là 250 tặng một bịch tép sấy chứ không phải là 200, chết em luôn nha chị ơi. 200k nha, lộn 250. Mấy chị làm em gói quá trời luôn, mới bị trúng chửi nữa. Mới bị trúng chửi mấy chị làm em gói luôn. 250 giảm còn 200. 200k giảm. 250 một ký khô gà tặng một bịch tép sấy. Khô gà là 250, đừng có nói 200 chết em nghe mấy chị ơi. Dương Long đặt cái gì? Rồi chị Bình Yên nghe được rồi phải không? Khô gà là 250 nha. 250 chỉ tặng quà tặng và free ship cho chị thôi. Còn mà chị nghe nhầm rồi. Còn xét phồng tôm lạc xưởng với khô gà thì mới là 250 nè. Cái này 250 mới giảm 200 nè. Cái này mới giảm nè, xét là giảm nha. Còn khô gà vẫn bình thường là 250 nha các bạn. Vẫn bình thường 250 chị tặng quà cho các bạn thôi. Đúng rồi, 500g là một hũ khô gà. Rồi chị thấy nguyên một ký khô gà vô anh bóng giùm em. Em bán cái thứ gì mà nghe thèm quá hả? Đây xếp này 250 giảm 200, xếp này cũng 250 giảm còn 200. Quỳnh Như ơi, nhân viên nó ghép tin nhắn không kịp, em thông cảm chút xíu nữa chị làm tiếp nó nha. Chị có một nhân viên một thôi, nghèo quá không có tiền mướn nhân viên. Em bán thứ gì mà ngon thèm quá trời, bạn này nói chuyện dễ thương. Em bán cái thứ khô gà đó bạn ơi, bán ba cái thứ khô gà nó ngon lắm anh ơi. Chị ơi gì nè, em một ký khô gà Dũng Lê Văn ok, em chút xíu nữa gọi chốt đơn cho em nha. Khô gà quẹo lửa giùm em, phi ship toàn quốc. Từ từ em ơi, nói chơi game là chơi game nha, tại nhiều chuyện tập nhiều chuyện, nói dai nói hoài nói mãi nè. 250 hai hũ như thế này, tặng thêm cho mấy chị một bịch tép sấy và không hề thu phí ship nha. Bên em không thu phí ship nha. 250 hai hũ mà sao một hũ 150 chị? Lý do là một hũ em mua một hũ, người bán không có lời lại phí ship cho em, nên cái giá nửa ký thì nó sẽ cao hơn một ký, ở đâu cũng vậy. Em sợ lời sợ lỗ thì em lấy nguyên một ký giùm chị nha. Có ship ra Hà Nội nha chị Hương Nguyễn, vô anh bóc giùm em một ký khô gà của chị là 250 mà hai hũ như thế này. Em tặng thêm cho chị một bịch tép nữa. Có ai cho ăn thử không em, là sao vậy chị ơi? Chị muốn ăn thử thì chị mua rồi về mình ăn nha. Bên em cho kiểm hàng chứ không cho ăn thử. Lý do ai cũng ăn thử hết thì em mất ký dữ lắm luôn. Lấy em một ký Quỳnh Như vô anh bóc giùm chị. Không có khô heo em ơi, có khô gà không à. Chưa có khô heo nha, chỉ có khô gà thôi. Rồi bây giờ chuẩn bị xổ số các bạn ơi, gói não quá rồi. Quỳnh Như vô inbox, trượt like rồi chị không sao. Càng ít người càng dễ trúng các bạn ơi. Chị Hương Nguyễn lấy một ký khô gà đúng không chị ơi? Chị Hương Nguyễn lấy một ký. Bán gì vậy chị? Bán khô gà em ơi, phi ship toàn quốc luôn. Bữa nay từng lễ vàng tặng quà quá trời luôn các bạn. Sáng giờ không ăn sáng lên đây bán khô gà la làng quá trời luôn. Ship Bình Dương em ơi, Bình Dương phi ship nha. Cho Su Trần một vé luôn. Cảm ơn em nghe thời trang cho Mỹ ơi, cố gắng lên. Thời trang che Mỹ cố gắng lên, chuyện gì từ từ cũng qua. Bao ngon cho chuột ngọc luôn. Chuột ngọc, chuột bạch gì nè, bao ngon cho em luôn. Không ngon gửi lại trả chị nha. Khô gà bên em là bao ngon cho mấy chị. Chị nào mới hỏi em một ký bao nhiêu, một ký là hai hũ. Hai hũ 250 bên em phi ship nha các bạn. Phi ship nha mấy chị. Hỏi ngon không? Giờ mà chị hỏi những người ăn ở đây rồi đi, hỏi em là em thấy nó ngon rồi. Alo mấy bạn ơi, ai ăn khô gà bên em ngon rồi nói cho bạn chuột ngọc nghe đi.
ai ăn khuôn gà gà ngon rồi nhận xét cho chuột Ngọc đi, chứ để em thì em chắc ăn là em thấy nó ngon rồi. Rồi quay số, quay số. Chị tự làm. À thèm quá hả, cái này chị làm nghe, chị bán thôi. Bả thì bả làm, bữa nào bả buồn bả không làm, chị không có khô bán. Rồi chuẩn bị sổ số nha các bạn ơi. Nói lại một lần xếp nữa, xếp đủ 50 cao thôi nha con ơi. Ủa lộn, đủ 50 người. Sao bữa nay nói chuyện lẹo dữ vậy. Bao ngon, cảm ơn Xuân nè. Rồi ok, ok dùm Dũng Lê Văn gì inbox rồi. Chị Như Phụng 1 kg. Mấy chị ơi, nói chung là em nói thật tình nè, ở đây là chị em với nhau, mình là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Mấy chị thương em thì đặt hàng nhận hàng giúp em là em xin cảm ơn mấy chị rất là nhiều rồi. Vậy cũng hỏi hả? Em thương, chuẩn bị tặng, chuẩn bị tặng. Chị ở Cà Mau nha, lấy em 1 kg 2 hũ có được. À chị chia sẻ tặng gì không? Ai vậy? 1 kg 2 hũ chia sẻ tặng một bịch tép sấy nha bạn ơi. Alo. À, chị bưu điện gọi là biết rồi đó nha. 1 kg 2 hũ hả chị, đúng rồi, 1 kg 2 hũ. Trời ơi, bưu điện gọi nữa rồi. Để stop cho nha, nó nghe. Ai trả lời inbox mà cọc lóc thế chị ơi? Ừ, nhân viên để hồi chị quýnh đó. Để hồi chị gầy nó xin lỗi bạn nha, trả lời cọc lóc hả? Chắc nó đang quạo chị hay gì đó em ơi, thông cảm nha. Chắc sáng giờ. Rồi lại tiếp tục một đơn bơm nữa rồi. 1 kg 250 để nói nhỏ đây, hồi nó nói chuyện điện thoại không được, nó gầy em. 1 kg 250 phi ship tặng thêm một bịch tép sấy nữa. Tặng thêm cho mấy chị một bịch tép sấy nữa 250 nha. Mấy chị có nghe được không? Em nói lớn một hồi nó chửi em. Có liên hệ với khách được không? Dạ thường thường liên hệ không được. Em phi ship nha chị Quỳnh Lê ơi, chị đặt hàng em phi ship ngon không? Lại một người hỏi ngon không? Các bạn ơi trả lời dùm bạn Quỳnh Trang thôi, có ngon không nghe các bạn? Trả lời dùm bạn Quỳnh Trang thôi, có ngon không? Trả lời khách làm sao mà ta nói ai trả lời tin nhắn mà cọc lóc đi, nói chuyện đàng hoàng, trời mất khách hết đó. Nói chuyện đàng hoàng một chút xíu thôi. Chị Thảo Hạ 1 kg ok, chị Thảo Hạ có ship Campuchia không? Chưa, khi nào em qua Campuchia chơi du lịch thì em sẽ đem theo cho chị nghe. Đâu chị nào nãy nói nhân viên em trả lời cọc lóc đâu, để em xử nó cho. Bạn Võ Quỳnh Phương nói nhân viên trả lời cọc lóc à. Ai bạn này hỏi ai inbox mà trả lời cọc lóc vậy? Cảm ơn Nhi Lê, bao ngon luôn. Nhi Lê ăn rồi, ăn ngon tuyệt. Cảm ơn Dương Long, hồi lắc cho mấy bạn này trúng à. Hồi tôi hối lộ tôi ra lắc cho mấy bạn này trúng. Sổ số nha, chị em nào đặt hàng cứ vô inbox nhiệt tình lên giùm em nha. 250 là tặng một, 250 là hai hũ tặng một bịch tép sấy. Hình như là xếp đủ rồi. Liên Nguyễn em lấy 1 kg hả? Em lấy 1 kg nha chị. Liên Nguyễn ơi vô inbox giùm chị, mướn em không? Em đang thất nghiệp. Ừ, Như Phụng xuống đây liên hệ với chị Thường. Lâu quá chị, từ từ, trời ơi để cho các bạn phải hồi hộp mới tặng khô gà được. Tặng khô gà nghe chuột Ngọc ơi. Chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân nha. Chưa thấy ai điện thoại, chút xíu nữa thấy em điện là chị. Xíu nữa offline là số 264 điện cho chị chốt hàng là em đó. Em lấy cái gì vậy chuột Ngọc, vô inbox giùm chị Thường nha. Đâu, bà Hân Hân thèm phải không? Bà Hân Hân thèm, tôi ăn một miếng giùm bà Hân Hân nè. 1 kg 250 em ơi. Sáng có bạn nào nói khô gà gì mà thấy lá chanh không? Trời em kiếm lá chanh ăn không ra luôn. Em kiếm lá chanh ăn không ra luôn á. Tăng ship bao nhiêu là sao ta? Ngon quá trời ngon. Cay cay giòn giòn ngọt ngọt. Bán cái gì than cực chứ bán hàng online, bán đồ ăn sướng quá được ngồi ăn luôn. Chuột Ngọc vô anh bóng giùm chị nha chuột Ngọc ơi. Bữa hổm trên live á, em ăn khô gà nó hơi bị cay. Em ăn cay hơi dở. Em ăn cay em mới nghiêng qua em uống nước. Có bạn nói vô anh bóng hỏi em liền. Chị ơi, sao mà chị ăn khô gà trên live em thấy chị nghiêng qua chị nhả khô gà ra không vậy? Trời ơi khổ em quá, em ăn cay không được, em uống nước mấy má ơi. Chứ ai đâu mà nhả ra ngon muốn chết luôn mà nhả cái gì. Được tặng quà ship bao nhiêu ạ? Ăn cay được cái này hơi the thôi. Chuột Ngọc ơi, em đặt 1 kg này là 250 nè. Chị phi ship cho em, tặng em một bịch tép sấy nữa.
Chị ơi, ai đặt hàng chị có gửi là chị gọi à? Không bạn ơi, ai đặt hàng trên line á, ai đặt hàng trên line thì chị gọi lại chốt đơn, còn các bạn đặt trong Messenger thì nhân viên gửi phiếu qua cho các bạn xem rồi không có điện lại nữa, còn đặt trên line thì mới điện lại nha. Đây, bạn không cần tốn phí ship, đặt 1 ký thanh toán 250, tặng thêm một bịch tép sấy cho bạn nữa. Đâu có tốn tiền ship các bạn ơi, phí ship mà. Mua 1 ký 250 thanh toán 250, mua nửa ký. Chị bao nhiêu tuổi đừng hỏi tuổi tôi mắc cỡ nha. Bà Chuồng Ngọc ơi, tôi gian xin bà đừng hỏi tuổi tôi trên like nha bà ơi, tôi nhục mặt lắm. Tép sấy ăn sống được không? Được em ơi, tép sấy đã chín rồi. Quỳnh Trang 1 ký vô inbox giùm chị nha. 1 ký tuần lễ vàng này là tặng quà, tuần sau không có tặng quà nha các bạn ơi. Tuần lễ vàng này là tặng mấy chị một bịch tép sấy nè. Ngày mai em kiếm quà tặng khác tặng cho mấy chị lựa chọn quà thoải mái luôn. Ai muốn lấy tép sấy thì lấy, ai muốn lấy món khác thì lấy. Tép sấy này về em ăn với bánh tráng trộn nè, hoặc là trộn với xoài ha, hoặc là mình chiên cơm, hoặc là nấu bún gì đó mình bỏ vô nước nó rất là ngọt. Nguyễn Nana vô inbox giùm chị 1 ký tặng một bịch tép sấy nha Nana ơi. Các bạn đặt hàng bên em đâu có tốn phí ship đâu. Nhiều chị hỏi em phí ship bao nhiêu là không có tốn phí ship nghe. Rồi 250 đi vô hốt giùm em tặng một bịch tép sấy. Tặng nha, tặng nha. Trời ơi 250 không tốn phí ship, không hề tốn phí ship, đặt hàng bao nhiêu thanh toán đúng bao nhiêu. Anh Dân vô inbox giùm chị thường luôn, anh Dân ảnh Dân gì nè. Lý do là không phải là em muốn làm khó mấy chị mà đặt hàng em bắt mấy chị vô inbox đâu. Nguyễn nha, Nguyễn Nana lấy tỏi với chanh vô dặn nhân viên chị giùm nha. Không phải là em đặt hàng mà em khó dễ mấy chị bắt mấy chị vô inbox đâu. Thật sự là vô inbox vừa tốt cho mấy chị vừa tốt cho em. Thứ nhất mình vô inbox là thông tin, số điện thoại, địa chỉ của mấy chị được bảo mật. Và em sẽ gửi cái mã bill. Cái mã bill ở trên, ở đầu một hàng số đó. Khi mấy chị nhận hàng mình là lấy cái phiếu gửi của bưu tá ra, mình kiểm tra trên cái mã bill đó coi đúng là khô gà bên em gửi cho mấy chị không. Bây giờ á, thương trường vô chiến trường, đủ thứ hàng giả hàng nhái hết. Mình đặt hàng trên line đầy đủ thông tin, người ta gửi hàng cho mình mà không phải là hàng bên em. Thí Nguyễn 1 ký vô inbox giùm em nha. Không, phi ship Chuồng Ngọc ơi, em đặt 1 ký như vậy đây nè. Em thanh toán đúng 250 như trên like cho chị thôi. Bưu tá nào mà nó dám thu phí của em hả, em gọi lại chị bao xe lên dẫn chị quýnh nó liền, cho 500 anh em lên liền. Ông bưu tá nào mà dám thu phí các bạn alo cho em. 1 ký 2 hũ đúng rồi cô Út ơi, 1 ký là 2 hũ nha. Mấy chị muốn lấy 1 ký chanh cũng 250, hoặc là có thể lấy 1 chanh 1 bơ tỏi cũng được luôn. Đây là bơ tỏi nè, sáng giờ em chưa ra cây bơ tỏi ha. 1 chanh 1 tỏi này cũng là 250 đồng giá như nhau. Đồng thời dẫn tặng một bịch tép sấy Bình Bảo ơi, bắt số chứ không phải là tặng bắt tên em ơi. Nhanh lên giùm em nha, cho em đặt nha chị Quỳnh Lê vô inbox giùm chị đi em ơi, sáng này chị đi đơn cho em luôn. Không em ơi, đang quà tặng em không lấy tép sấy thì không giảm giá nha. Em không lấy thì bỏ lại chứ không giảm giá. Trên like địa chỉ lộn xộn nhỉ, đúng rồi. Các bạn đặt hàng cứ vô inbox giùm em, trên like địa chỉ vừa lộn xộn mà người ta ăn cắp địa chỉ, ăn cắp thông tin. Các bạn nhận hàng không đúng bên em là em không chịu trách nhiệm nha. Từ từ nha Lương Nguyễn ơi, chút xíu nữa sẽ có người ghép tin nhắn, bây giờ nó làm không kịp, chút xíu nữa chị tiếp đó. Tiền đinh bóc phiếu đi chị, coi bóc phiếu sổ số nha, sổ số này sổ số nha các bạn ơi. Bán nữa không chị, vẫn bán bình thường mà em. Chị vẫn đang bán bình thường, 1 ký là 250 nha. Còn nửa ký là 150, phi ship mấy bạn mua 1 ký thì được tặng quà. Xếp đủ chưa gái ơi, đâu có điếm xếp thử hả? Xếp là 50 xếp nãy em cũng biết đủ chưa, bây giờ gói não rồi, chơi nha. Chơi nha, chơi sổ số. Tánh đi, tặng đi là gì vậy Chuồng Ngọc, đâu rồi, cái thùng phiếu tôi mất tiêu rồi trời. Có ai cấp cái thùng phiếu không, mất mẹ rồi, lấy gì đó. Ghi Chuồng Ngọc, ghi Chuồng Ngọc. Nhanh lên, vô Messenger đặt hàng giùm em nha. Khoan cho xin một phút nữa đi. Trời ơi, lần đầu tiên có người khen tôi đẹp luôn, tôi nhục mặt, thấy sợ luôn rồi. Nhục mặt quá Chuồng Ngọc ơi, cảm ơn em nha, gần lắc em khen chị đẹp nhưng mà chị cũng muốn lắc em trúng được. Đây, nửa ký bánh phồng tôm, nửa ký lạp xưởng em, ôi nửa ký khô gà 250. 250 hôm nay giảm cho mấy chị còn 200 nha. Giảm còn 200, chị nào đặt set thì vô inbox giùm em. Rồi, cái này là nửa ký lạp xưởng 100k, nửa ký lạp xưởng 100k, nửa ký khô gà 150, set này 250, set này cũng 200 luôn. Mấy chị đặt set muốn lấy lạp xưởng, muốn lấy bánh phồng tôm tùy ý mấy chị, bây giờ em sẽ sổ số đây. Chị tặng em đi hả Dũng Lê Nhân? Em nói thật mà chị yêu. Rồi cảm ơn em nha. Cảm ơn Chuột Ngọc rất là nhiều, em dễ thương quá, ai khen tôi đẹp là tôi thương người đó à.
chị không có ai gọi điện hết. Chị Hồng Đặng ơi, chút xíu nữa em gọi nè, chút xíu nữa em sẽ là người đích thân gọi điện chốt đơn cho mấy chị. Mấy chị đặt hàng trên like á. Phòng tôm là dán lên hả chị, là sao ta? Là ý em hỏi chiên đó phải không? Phòng tôm là em đổ dầu thật là nhiều bỏ vô chiên. Cam kết với mấy chị nè, bịch bánh phòng tôm này mấy chị mua ở khác là không có phòng tôm giống bên em. Phòng tôm này nhà làm ha, tôm rất là nhiều mà không có quá chất luôn. Nửa ký này mấy chị về đổ vô nửa chảo dầu, chiên ra mà không đầy một thúng bự cái gì em cũng chịu hết. Chiên ra mời bác mời chú mời gì mời anh mời chị mời em ăn mới hết nửa ký bánh phòng này. Thấy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ chiên ra rất là nhiều. Một miếng như vậy á, một miếng như thế này mình chiên ra nó nở bự bự hơn bàn tay nữa. Mấy chị phải để dầu vô nhiều thật nhiều. Sổ số trúng nửa ký hả chị? Đúng rồi, ai may mắn là trúng nửa ký khô gà nghe. Đây nửa ký khô gà sẽ tặng nè, sẽ ra đi nhưng mà không phải bốc phiếu nghe, bên em là bốc số. Một ký tặng một bịch tép sấy nghe Yến Di ơi. Một ký tặng một bịch tép sấy đâu à, ăn cắp tép sấy rồi. Đây một ký là tặng em một bịch tép sấy, một ký là hai hộp phi ship và tặng phiếu. Rồi trước khi bốc thăm là nói lại lượt chơi như sau nè. Mấy chị phải chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân đưa danh sách đúng rồi. Chốt game đi, bạn nào lên chốt game giùm em đi, không ghi phiếu nữa nha. Mệt mỏi quá rồi á em thương. Đợi lấy nửa hũ khô gà của tôi mà mệt mỏi quá hả. Trời ơi, hàng miễn phí mà phải mệt một chút mới lấy được chứ. Đọc danh sách lại nha. Chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân. Công khai rồi em mới ghi phiếu nha. Đọc tên lại nè. Su Su, Nguyễn Thanh Trúc, Đinh Khang, Nhi Lê, Nguyễn Anh Dân, Di Đặng, Cao Thị Trang, Bé Dâu, Ngọc gì ta? Ngọc Danh, Hương Bi, Su Na, Trương Ngọc Mơ, Nhân Hàng, Nga Hải, Ngân Linh, Ngọc Hằng, Uyên Lý, Em Thương, Hoàng Chi, Đăng Lâm, Hoàng Minh Nhật, Hà Vũ, Sĩ Hảo, Lê Thị Dung, Tiên Đinh, Hằng Phạm, Nguyễn Thị Hồng Lũy, Quy Lê, Dương Huyền Minh, Thư Trần, Bình Bảo, Ánh Kim, Quốc Nguyễn, Trân Trân với Thanh Trần Trần gì nè? Bên kia nữa hả? Ở đâu? Đây hả? Bên đây gì? Tường Di, Hân Hân, Ngọc Bích Nguyễn, Tâm Thanh, Thanh Dân Bùi, Trần Thị Thanh Dân luôn, quá trời Thanh Dân luôn, bữa nay mây nó bay vô ám luôn. Kim Oanh, Diễm Nguyễn, Nguyễn Phương Thanh, Đờ Thí Lớp, Nạt Mất Niềm Tin, Dương Long, Su Trần, Chuột Ngọc, đó. Rồi chị Trần Phương Lan một phiếu luôn. Cẩm Nhan, các bạn nhớ là chia sẻ ba nhóm trang cá nhân để nhận quà, không hợp lệ là không được nhận nha. Trời ơi, khi nhận quà của em kiểm tra còn hơn là 113 nữa. Khi ai trúng em là em sẽ kiểm tra hợp lệ nha. Rồi, các bạn nằm trong danh sách là được chơi game nha. Các bạn nằm trong danh sách được chơi game bốc nha. Hai số đuôi các bạn phải là số đăng ký Facebook nha. Có Suna rồi phải không? Hai số đuôi phải là số đăng ký Facebook nha. Sốt em phải chị hả? Hôm qua Suna mới trúng rồi. Sao không có em? Trần Thị Thanh Hương có không? Chị mới đọc tên qua rồi, em có nghe không? Cái gì không có, ai khóc hung hung quá trời vậy nè. Trời ơi, chùa Ngọc ơi, chị đọc cái tên em trà bá luôn, sao mà nói không có được. Hương Hiếp không thấy nghe, Hương Hiếp nãy giờ đâu có báo đâu mà ghi phiếu. Ai lên chữ chốt game giùm em đi. Thảo Hạ 1kg khô gà 250 tặng em một bịch cát sấy nha Thảo Hạ ơi. Ly Nguyễn em không chia sẻ, à chị là sao ta? Ly Nguyễn có phiếu chưa? Nãy giờ đọc Ly Nguyễn nhiều quận lắm rồi mà. Rồi bây giờ bóc số nha. Dân Nguyễn ghi Dân Nguyễn đi. Yêu Chi Nguyễn, Yên Chi Nguyễn. Ba nhóm nhà trang cá nhân để các bạn trúng game không được bạn cũng vậy à. Nhớ là ba nhóm nhà trang cá nhân công khai thì mới được chơi game nha. Dũng Lê Nhân luôn. Hương Hiếp luôn, cho các bạn hết luôn. Miễn các bạn hợp lệ là cho các bạn chơi game hết. Bóc đi lâu quá chị, từ từ em ơi, chờ các bạn lên phiếu một cái. Cô Út ơi, cô Út có chia sẻ ba nhóm nhà trang cá nhân chưa? Sao mà hồi nãy giờ, ngốc là em. Rồi nhanh lên nha, chốt game giùm em đi các bạn ơi. Ghi quà chắc tới sáng luôn á. Hai số đuôi đăng ký Facebook giùm em nha, tặng một hũ khô gà. Bữa nay vừa sale giá vừa tặng khô gà luôn, chiều nay đi ra đường ở luôn. Em một ký chị cơ Nguyễn Hằng vô inbox mình chị thường nha Nguyễn Hằng ơi. Hai số đuôi này đúng phải là số đăng ký Facebook giùm em nha. 13 á rồi nữa. Em không biết chia sẻ nhóm thế nào, chị hướng dẫn em đi. Bây giờ làm sao chị hướng dẫn em được, em có tham gia nhóm chợ nào không?
Nhớ là hộp lễ mới được tặng quà nha. Em chia sẻ 10 chợ cho chế ồ. Cảm ơn Hương Hiếm nha. Mong em trúng lần chị nhỉ. Ừ, mong Suna trúng hai số đuôi. Hai số đuôi này là số đăng ký Facebook. Ai trúng comment nguyên dòng số lên để bên em kiểm tra nha. Ai đúng là mấy chị phải comment nguyên dòng số lên. Cho Nhân Nguyễn một phiếu đi. Rồi bây giờ chốt không ghi phiếu nữa. Số 9 nha, đầu 9 nữa rồi. Con 9 gì đây, con số 9 nha các bạn ơi. À, cô Út chia sẻ rồi, có ghi phiếu cô Út rồi. Con số 9 nha, 9 mấy đây. 9 mấy nhận được một hũ khô gà. Nhận được một hũ khô gà, không cần mua nha. Chỉ cần tốn phí thôi. Em chia sẻ rồi chị hả? Cô Út chia sẻ rồi luôn. Chị không có tên em. Em ơi, giờ chị lắc rồi. Giờ chị lắc rồi, tên em gì nữa. Đầu cây 9 giùm em nha. Đầu 9, con 9 gì đây? 79 gì nữa. Đầu 9 rồi sao mà 79 được. Ai đúng thì comment nguyên dòng số lên giùm em để em kiểm tra coi ra cái Facebook của các bạn không. Ai ai comment trước thì lấy người đó trước. Con 94. 94 nha, 94 lên nhận giải khô gà giùm em. Tiếm 5 lần là quỷ game nha các bạn ơi. 94 lần thứ nhất. Trời, chị Lê thì dung 93 nữa. Không 93 trúng hoài đâu. 94 lần thứ hai giùm em nha. 94 lần thứ hai, nhanh lên các bạn ơi. 94 lần thứ ba. Nguyên dòng số điện thoại mới chấp nhận nha các bạn ơi. Comment nguyên dòng số điện thoại lên giùm em. 94 lần thứ tư. 94 lần thứ tư nha. 94 lần thứ năm là quỷ game nha. Quỷ game là không tranh cãi nữa. 94 lần thứ tư rồi, có không? À, bạn Nhân Nguyễn 92, chúc bạn may mắn lần sau nha. 94 lần thứ năm. 94 lần thứ năm, Cẩm Giang 95 hả? Rồi, quỷ em nha. Chị Nguyên Lý 94 hay gì? Kiểm tra dung. Rồi, bây giờ kiểm tra Facebook của chị Nguyên Lý coi có hợp lệ không. 0974 0974 264 594. Hợp lệ không? Coi chị Nguyên Lý hợp lệ không nha. Không hợp thì mình lắc tiếp nữa. 0974 264 594. Chào. Có chia sẻ không? Không thay không? Rồi, chị Nguyên Lý là chủ nhân rồi. Chị Nguyên Lý trúng được màu hũ khô gà, bên em vô inbox để nhận giải giùm em nha chị Nguyên Lý ơi. Chúc mừng chị Nguyên Lý có chủ nhân rồi, có chủ nhân màu hộp khô gà rồi. Chị Nguyên Lý vô inbox giùm em đó, mới lắc có một lần là có người trúng rồi. Là rồi, game số 2. Còn pin nhiều không ta? Nguyên Lý vô inbox giùm em. Game số 2. Game số 2 tặng cho mấy chị. Chị Nguyên Lý ơi, vô anh bóng giùm em nha chị Nguyên Lý. Game 2 tặng một bịch bánh phồng tôm 100k nửa ký nha. Hên quá hả chị. Vậy Nguyên Lý trúng rồi, không được chơi game 2 nha. Game 2 dành cho khách khác. Game 2 tặng một bịch bánh phồng tôm 100k. Game 2 chia sẻ lại giùm em nha. Game 2 chia sẻ lại, đừng để tuột wheel. Tuột wheel là không chơi nha. Đăng Lâm ơi, bạn ở đâu? Đặt bữa nay bạn ở đâu em mới biết khi nào tới nha. Bạn ở tỉnh nào? Đây, game 2 tặng một bịch bánh phồng tôm nửa ký trị giá 100k. Các bạn ghi chia sẻ lại em ghi phiếu nha. Ừ, em lên trễ rồi, đã có chủ nhân rồi. Rồi các bạn nhanh lên, game 2 là tặng một bịch bánh phồng tôm nửa ký 100k nha các bạn ơi. Đừng để tuột view nha, tuột dưới 100 là không chơi game nha. Em nói trước nha, luật chơi là phải trên 100 người mới chơi game. Còn nếu bị tuột view là không chơi game. Hello Nghĩa Hoàng rồi, chia sẻ lại nha mọi người. Game 2 là phải chia sẻ lại. Game 2 bắt đầu từ mấy giờ? Dung đi ra ngoài sổ đi. Game 2 là bắt đầu từ 9 giờ 11 phút nha. Mấy chị phải chia sẻ lại giùm em. Ờ, em mới vào em chia sẻ 3 nhóm cho trang cá nhân đi. Chưa đủ may mắn nha với chị Thường. Chúc Nguyễn Băng may mắn lần sau. Chia sẻ 3 nhóm cho trang cá nhân giùm em chơi game 2 nha. 3 nhóm cho trang cá nhân, các bạn muốn chơi game 2 hay không? Rồi, Nguyên Lý bóc rồi, ok chị. Nhân viên sẽ trả lời tin nhắn của chị nha. Chào quý quý Di, chào quý Di luôn, quý vị không quý Di. Ba nhóm nhà trang cá nhân tặng khô gà nha các bạn ơi, ba nhóm nhà trang cá nhân. Dân Nguyễn chia sẻ lại nha các bạn ơi, chia sẻ lại nha. Rồi bưu điện gọi nữa rồi, trời ơi. Bán trên line mà nghe bưu điện gọi là dò cẳng luôn, bay bẫy hết trơn luôn. Của ổng hội 12.
350. Rồi từ từ bé Mặn ơi, để nghe điện thoại của bưu điện cái xét em rồi. Sáng giờ hàng bơm quá trời luôn mấy chị ơi. Nhỏ nó không đưa cái viết lại cho mình nữa ta. Không chịu đưa cái viết lại hả Dung ơi? Trời ơi, mấy chị cứ chia sẻ đi. Alo, em nghe chị ơi. Dạ, chị báo giùm em đi. Tên gì chị? Lê Vũ. Lê Vũ ở Cà Mau. Sao vậy chị? Hẹn mà khách đi nhận chưa? Chị đọc mã số giùm em đi chị. C975 rồi. Dạ. 093 875. Sơn đó nhiêu vậy chị? Rồi ok chị lưu giùm em 4 ngày đi. Dạ đúng rồi. Đi ngoài đó, đi ra ngoài bìa sổ đó. Em chia sẻ được phê duyệt được ba nhóm có được nhận cái gì không? Em ơi chia sẻ chơi game chứ nhận được cái gì? Quý Di phiếu đầu tiên nè. Quý Di một phiếu rồi, em hai tặng một bịch bánh phồng tôm. Hửng ơi, vô phòng lấy cái cục sạc ra giùm ơi. Trời ơi phải lấy sạc rồi, hết pin rồi mấy bà ơi, là mấy bà chơi game nhiệt tình với mấy bạn luôn. Rồi bạn Quý Vị một phiếu nè, chị Đào Thị Hồng một phiếu nè. Ba nhóm cái cục sạc. Ba nhóm nhà trang cá nhân nha. Các bạn nhớ là chia sẻ lại nha. Ninh Nguyễn đã chia sẻ rồi. Em ơi chị ơi là gì ta? Rồi tối nay nè, tối nay không like không gà nha. Tối nay sẽ like đầm si nha các bạn. Những chị em nào á thích săn đầm si thì tối nay lên ủng hộ em, nhớ là chia sẻ lại nha Hương Hiếp ơi. Chia sẻ lại nha các bạn, phải chia sẻ sau 9 giờ 11 phút. Phải không? Chia sẻ lại game 2 thì mình chia sẻ lại rồi Phạm Thí luôn, Ngọc Ánh Bùi luôn. Phạm Thí, Ngọc Ánh Bùi. Thấy em không chị, thấy không bây giờ mới thấy chị Triệu Nga nè. Em chịu trang cá nhân là năm nhóm rồi. Tấn cha gì nè. Tấn Trang áo cưới nè. Nào lai đầm chị, tối nay lai đầm nghe chị Nguyễn Du Tin ơi. Tối nay lai đầm 40k thôi. 40k chị em nào muốn săn hàng vừa rẻ vừa đẹp, tối nay lên ủng hộ em 7 giờ nha. Em chia sẻ 7 nhóm rồi chị ơi. Ờ cảm ơn em nha Phạm Thủy một phiếu luôn. 1kg 250 nha chị ơi. Nghĩa Hoàng một phiếu luôn, những bạn nào đọc tên là có phiếu nha. Đây 250 một ký, hôm nay tuần lễ vàng. Em còn tặng cho các chị một bịch cá sấy nữa nha chị ơi. Chị nào đặt hàng vô inbox để có người ghép tin nhắn nha. 1kg khô gà 250 tặng một bịch tép sấy. Chị Ngọc Ánh Bùi một phiếu. Chị Ngọc Ánh Bùi một phiếu. Phi ship toàn quốc nha các bạn ơi, 10 nhóm rồi hả Hương Chip. Cảm ơn em luôn. Dung bữa nào cũng mắc giận nó không làm cái vụ này nha. Đảo như đầm nhà. Yến Xin chia sẻ rồi, cho Yến Xin một phiếu luôn. Các bạn ơi nhiệt tình lên nha, nhiệt tình lên nha. Sổ số quận 2. Chị Quyên Lý không được chơi game 2 nha chị ơi. Mỗi ngày mình trúng một game là được rồi, đủ xài rồi, đủ ăn rồi. Em một phiếu, Hương Hiếp có phiếu rồi. Một phiếu cho Hương Hiếp luôn. 150 một hũ khô gà 500g phi ship toàn quốc luôn. Ghi em với chị hả Kiều Thí luôn nha. Châu Nguyễn ơi chơi game không? Em một phiếu chia sẻ rồi, quyền tay luôn. Ba nhóm nhà trang cá nhân mới vô danh sách được nha. Không lấy tép sấy lấy khô gà tùy ý em thôi. Em không lấy chị cũng không giảm giá được. Quà tặng là quà tặng nha. Chút xíu nữa hai chuyển địa chỉ qua nghe Út ơi. Chị được tặng tép không ăn cái gì? Tép với khô gà về làm bánh tráng trộn ăn nha mấy chị ơi. Hoặc là tép đó mình có thể chiên cơm nè. Hoặc là nấu các loại bún mình bỏ vô nước nó rất là ngọt. Một hộp là 150 em ơi. Một hộp là 150 phi ship. Phi ship toàn quốc luôn. Cho Nhung Nguyễn một phiếu. Bao nhiêu một ký? 1kg 250. Hôm nay tuần lễ vàng em tặng thêm cho mấy chị một bịch tép sấy nữa. 1 ký là 250 phi ship toàn quốc, tặng thêm tép sấy nữa. Quẹo lựa giùm em nha khách ơi. Quẹo lựa giùm em nha. 250 phi ship tặng tép sấy cho mấy chị luôn. Đổi lấy khô gà là sao em? Tép sấy có 10k em đổi lấy cái gì? Em lấy thêm thì chị trừ lại 10k cho em. Còn em không, em mua 1 ký thì bỏ lại chị không có bớt được nha.
Rồi quyền tây có phiếu rồi nha, quyền tây ơi, quyền tây có phiếu rồi. Các bạn chia sẻ. Có ghim, nãy có ghim giá rồi mà mấy bạn không xem mấy bạn cũng hỏi thôi. 1 kg 250 còn phi ship nữa. Quá chừng luôn rồi, nó đảo bực mình hết biết luôn. Để em ghim cục sạc vô hết pin rồi, hồi không chơi game được, mất công lắm. Mấy bạn ơi, có ghim thì ghim, khách cũng hỏi bình thường thôi. Ai chưa có phiếu, ai chưa có phiếu đâu. Một ký 250 nha. Có bán nha ông ơi, tép sấy một bịch 10 can nha mấy chị ơi. Nhưng mà buổi sáng hôm nay chắc chưa bán tép sấy, tại vì sáng bữa nay nếu bán không em không đủ đi đơn, ngày mai mới có tép sấy. Em có phiếu không chị, không biết nữa, em phải báo lên chị mới ghi phiếu nè. Rồi mấy chị mua một ký là 250, em tặng một bịch tép sấy dẫn phi ship tuần lễ vàng này, tặng đến ngày thứ bảy tuần sau là nghỉ tặng nha. Chỉ trong một tuần lễ vàng thôi, buổi tối em like đồ nên ban ngày em tranh thủ like có một like nên em mới tặng mấy chị một bịch tép sấy nha mấy chị ơi. 250 tặng một bịch tép sấy, còn mua một nửa ký là 150, không có tặng gì hết nha. Một buổi like là em chỉ sell 50 set với 10 combo hoặc là 15 combo thôi. Giờ này bán khô gà không sell set với combo nữa. Sĩ vô anh bóc giùm chị nghe qua Hải Dương ơi. Ừ em Nguyễn Như chơi thì chia sẻ giùm chị đi rồi ghi phiếu nha. Chị ơi gửi bưu điện mấy ngày vậy, quý vị ở đâu vậy quý vị ơi, quý vị gì nè. Quý vị ơi em ở đâu chị mới biết mấy ngày tới nha. Bên chị là có mã khách hàng lớn nên đơn đi rất là nhanh nha các bạn. Gửi bình thường là bằng người ta gửi nhanh rồi đó, hàng được đi ưu tiên nha. Bên chị hàng được đi ưu tiên nên các bạn đặt hàng rất là mau nhận luôn. Chị ơi mô Phật ạ. Em chia sẻ rồi mà chưa có phiếu rồi, chiều Nga một phiếu luôn. Cho bạn chiều Nga một phiếu luôn. Các bạn ơi nhanh lên vô móc đặt hàng để em đi kịp buổi sáng luôn nha. Em ở Cà Mau. Ừ. 1 ký 250 tặng mấy mấy hả? Phi ship toàn quốc nha, Bình Dương là khoảng 4 ngày nha. Để ghi bình luận của Quy Lê để các bạn hỏi hoài em trả lời mệt quá. Ship Ạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên. Hưng Yên là một tuần nha chị Mai Phương ơi. Em ở Cà Mau, ship Hưng Yên là một tuần. Phi ship toàn quốc nha khách ơi, đặt bao nhiêu cũng ship hết. Từ nửa ký trở lên là phi ship hết nha. Rồi còn ai chưa có phiếu không? Đang ghi danh sách lại chơi game số 2, tặng nửa ký bánh phòng với giá là 100k. Tặng banh nóc nhà xe về Cần Thơ 2 ngày nha Thành Lộc ơi, Cần Thơ là 2 ngày. Còn một đơn bơm ở Vĩnh Long và một đơn hồi nãy có người cứu Đồng Nai rồi đúng không? Còn một đơn bơm ở Vĩnh Long với hai đơn ở Cà Mau. Có bạn nào cứu đơn thì cho em số điện thoại để bên em gọi lại nha. Liên Nguyễn chưa có phiếu hả em? Cho Liên Nguyễn một phiếu luôn. Chút xíu nữa đi đơn luôn. Chút xíu nữa đi đơn rồi 10 phút cuối ghi phiếu lên giùm em nha các bạn ơi, 10 phút ghi phiếu nha. Cái gì vậy em ơi, khô gà nha bạn ơi, khô gà nha. Ngày mai buổi sáng ngày mai nếu em like á thì em sẽ sell tiếp tục 50 set với giá 250 còn 200 nữa. Bây giờ là set đã đủ rồi. Đồng Tháp bao nhiêu vậy chị, mấy ngày mới có vậy? Đồng Tháp là khoảng 2 ngày nghe em ơi. Đồng Tháp nếu em ở ngay huyện, ngay tỉnh là 2 ngày. Còn nếu em ở xã là 3 ngày. Lấy em 1 ký. Ok em nghe Bi Nguyễn ơi. Các bạn ơi nhớ là nghe điện thoại để chút xíu nữa. Chút xíu nữa có người gọi lại chốt đơn nha. Ừ thịt gà khô. Em muốn gọi là khô gà hay thịt gà khô gì cũng được. Thừa Thiên Huế phải một tuần nghe em ơi. Của em có tặng tép xong. Bạn Ngân dặn nếm núm gì. Ngân ơi, Ngân ở đâu, Ngân đặt khi nào? Ngân đặt hôm nay thì mới có tặng tép nha. Còn Ngân đặt hôm qua đơn đi rồi không có tặng tép nha. Hôm nay là nằm trong tuần lễ vàng, đến thứ bảy tuần sau kết thúc. Quyển Tháp 10 là em ở ngay huyện là được nghe em ơi. Ở ngay xã là khoảng 3 ngày, còn ở ngay huyện là 2 ngày. Các bạn đặt hàng hôm nay nè, hôm nay mới có tặng tép. Hải Phòng là 5 đến 6 ngày. Ngon lắm ý hả? Minh Phạm ngon lắm ý, cảm ơn. Chị Sông Câu Phú Yên hả? Sông Câu Phú Yên, Ngô Sinh ơi, một tuần nha, ở Phú Yên là một tuần.
Rồi nhanh tay thì còn chậm tay thì hết 1 ký nhận tép sấy về giùm em, 1 ký rồi tặng 1 bịch tép sấy nha mấy chị ơi, của ít lòng nhiều nha. Mua hàng hôm qua không có được tặng mà hôm nay được tặng nè. Tặng 1 tuần lễ luôn. Hũ này là mới có 500 g thôi, bên em free ship nha. Còn một đơn ở Vĩnh Long có ai cứu đơn không? Có bạn nào ở Vĩnh Long không? Khô gà bóp gỏi là sao ta? Khô gà em ăn với xoài nè. Ăn với xoài hoặc bánh tráng trộn được nha. Ăn với bánh tráng trộn rất là ngon luôn. Lê Thị Dung 1 phiếu. Nhận tính hồi 4:30 là sao ba? Chị đặt hôm qua là không có nghe, chị đặt hôm qua là không có tặng nha chị ơi. Nhớ điện thoại cho em nhé chị, ok Thảo Hạ luôn. An toàn chất lượng nghe Dân Thanh Bùi ơi, có cần giấy an toàn vệ sinh thực phẩm không? Cứ gửi qua một nùi cho em coi nha. Nãy giờ chị chưa ghi em, Lê Thị Dung có rồi. Chia sẻ rồi chị ơi, ok nha Hằng nè. Ok nha Hằng, game 2 tặng 1 bịch bánh phồng tôm. 1 ký 250 bạn ơi, 1 ký 200 là bỏ nhà ra đi luôn. Tặng 1 bịch bánh phồng tôm nửa ký 100k, bịch bánh phồng tôm này chiên ra nè, đựng vô 3 cái gỗ 4 cái thúng nè. Đi phiếu tặng 1 bịch bánh phồng tôm chơi game mini em ơi, bữa nay chơi 2 game luôn trời ơi chết rồi. Vừa sale vừa chơi 2 game nữa. Quy Lê ơi, phiếu gì vậy chị? Phiếu tặng phòng cơm các bạn ơi, một bịch bánh phòng cơm này 500g giá là 100k em tặng miễn phí cho các bạn nè. Bạn nào chơi game chia sẻ ba nhóm cho trang cá nhân ở chế độ công khai giùm em nha. Đặt hàng cứ vô inbox giùm em, có nhân viên chốt đơn cho các bạn hết. Còn ai chưa có phiếu lên giùm em nha. Ừ, sáng giờ được phiếu hả? Một ký không có 200 nghe em ơi, em nghe 1 ký 200 là chị ra đi mãi mãi luôn. Ký 200 chắc chị phải ngoài bán khô gà ra phải đi làm việc khác để bù vô. Đây nè, cái set này mới là 200 nè. Nửa ký khô gà 150, nửa ký bánh phồng tôm 100 là 250, hồi nãy chị sale cho mấy chục chị là 200. Với lạc xưởng như gì đây nè, set này cũng là 200 nữa. 250 giảm còn 200 là mấy cái set này, chứ khô gà là 250 nha. Khô gà là 250, mọi người nghe rõ giùm em để đặt hàng khi bưu tá giao hàng. Nói bữa đó trên live chị đó bán 200, bữa nay 250 tôi không nhận là chết em liền. Nghe nhớ nghe kỹ là khô gà 250 tặng tém sấy nha mấy chị. 200 là xỉu liền. Đặt hàng vô inbox giùm em nha, để nhân viên chốt đơn nha mấy chị, đi đơn vào buổi sáng này luôn. Đi đơn mỗi ngày là bên em đi đơn cho các chị hết. Rồi bây giờ chuẩn bị sổ số đi, chờ đợi lâu quá để em còn soạn hàng đi cho mấy chị nữa, để hồi bưu điện lên gom không kịp. Chuẩn bị sổ số lần thứ hai nha. Ai chưa có phiếu la làng lên giùm em nha, ai chưa có phiếu nói lớn lên. Free ship toàn quốc khô gà bên em bao ngon bao chất lượng cho mấy chị, bánh phồng tôm lạc xưởng cũng vậy luôn. Đặc biệt Bình Thuận của em bị spam là nha. Là em bình luận trùng với một chị nào đó spam, nhưng mà bên chị vẫn thấy nha Thảo Hạ ơi, tại nó đánh dấu vậy thôi. Chứ không sao, spam là vẫn qua bình thường. Tại vì mình bình luận cùng một lúc, cùng một thời điểm hai bình luận lên một lượt thì nó sẽ đánh dấu spam của em. Chị chưa có phiếu hả? Chị Minh Phạm chưa có phiếu, cho chị đó một phiếu luôn. Rồi chị ơi, ai chưa có phiếu lên giùm em nha. Xin chào, em sẽ sống khác. Chào bạn, em sẽ sống khác nè. Chuẩn bị ghi phiếu giùm em nha. Còn mình tin nhắn chờ nhiều không, chấp nhận được hết chưa? Sao mấy chị này nói không ai chết tin nhắn luôn ta? Chị ơi, em lấy một hũ với một bịch bánh Thúy Nguyễn vô inbox giùm chị nha. Thúy Nguyễn ơi, Thúy Nguyễn lấy một hũ với một bịch bánh phồng vô inbox giùm chị nha. Các bạn đặt hàng cứ vô inbox giùm em, nhân viên sẽ chốt đơn nha mấy chị nha. Cho em một ký khô gà nhé quý vị ơi, quý vị vô inbox giùm chị luôn. Em vô inbox để chút xíu nữa offline là chị thường soạn hàng đi đơn cho em vào buổi sáng này luôn em ơi. Trời ơi, ta nói nó ngon, nhìn chảy nước miếng luôn mấy chị, khô gà bao ngon cho khách luôn. Ăn là ghiền luôn nha, ăn là ghiền luôn. Chiếu gửi ở đâu em không thấy. Chiều Ngao ơi, có người chốt đơn cho em chưa? Có người chốt đơn thì mới gửi cái phiếu qua cho em được nha. Các bạn vô inbox đặt hàng.
đảm bảo thông tin tiền mặt nhận hàng đúng là hàng chất lượng bên em. Mấy bạn vô Messenger có người sẽ chụp cái phiếu gửi có cái mã số ở trên á, khi mình nhận hàng mình kiểm tra lại coi đúng hàng bên em thì mình nhận nha. Còn mấy chị là nhận hàng ở ngoài là em không chịu trách nhiệm. Ship ngoại thành Hà Nội mấy ngày vậy? Hà Nội một tuần nha chị ơi, Hà Nội là một tuần khô mới đến nha. Bữa nay là tặng cho mấy chị trong tuần lễ vàng là ai mua hàng em cũng tặng tép sấy hết, 1 ký là em tặng hết nha. Mua đơn 1 ký là tặng cho mấy chị một bịch tép sấy hết. Tép sấy này sử dụng về mục đích được luôn. Này là đã sấy chín rồi nha mấy chị, tép này về mình bỏ vô muối á. Trời nói nuốt nước miếng. Mình bỏ vô muối mình trộn lên mình ăn với xoài với mận với cóc ha, rất là thơm luôn. Mình chỉ cần một tí muối bọt thôi, hoặc là muối hay muối hộp mình đâm ra, mình trộn tép sấy này vô ăn với xoài bao ngon luôn nha. Hoặc là mình làm bánh tráng trộn, có khô gà rồi, có khô gà có tép sấy làm bánh tráng trộn, hoặc là mình chiên cơm, nói chung là sử dụng vô cùng nhiều mục đích luôn. Quý Nhi ơi, Quý Nhi đặt 1 ký khô gà đúng không? Chút xíu nữa chị gọi cho em. 250 hai hũ khô gà ngày hôm nay tặng tép sấy cho mấy chị nha. Ngày hôm nay tặng tép sấy, bây giờ game số 2 sẽ tặng 1 bịch bánh phồng tôm. Ai chưa có phiếu lên phiếu giùm em. Ship Đắk Lắk là khoảng 1 tuần nghe bạn ơi, không, Đắk Lắk khoảng 5 ngày, 5 đến 6 ngày nghe chị Thúy Phạm ơi. Đắk Lắk là 5 đến 6 ngày. Bên em hoàn toàn free ship cho chị. Chốt đơn bao nhiêu là thanh toán bao nhiêu, ví dụ như mua nửa ký là thanh toán 150, nguyên 1 ký là 250, bên em còn tặng cho chị thêm 1 bịch tép sấy nữa. Quà tặng là tặng hết tuần này nghe mấy chị, quà tặng là tặng cho mấy chị hết tuần lễ vàng này luôn. Tối nay em sẽ like đầm si, Nguyễn Nghĩa Hoàng ơi, Nghĩa Hoàng mua cái gì vậy Nghĩa Hoàng ơi? Tối nay em sẽ live đầm si với giá là 40k. Những chị em nào thích săn hàng độc, hàng đẹp, hàng rẻ tiền, mình mặc nói chung là không đụng hàng, mỗi sản phẩm chỉ có 1 cái thôi, thì mấy chị em tối nay 6:30 đến 7 giờ ủng hộ em nha. Quy Lê là mối ruột luôn phải không? Quy Lê mua khô gà quá trời luôn mà. Quy Lê ở đâu vậy nè? 250 1 ký khô gà, ship 1 tuần chứ. Trời ơi bạn ơi, khô gà này để từ 2,5 tháng đến 3 tháng. 3 tháng mà mình để bình thường ở ngoài, chị Thúy Phạm 1 ký vô inbox giùm em để nhân viên chốt đơn cho chị. Mình để bình thường ở ngoài là từ 2,5 tháng đến 3 tháng, còn mấy chị để vô ngăn mát là 4 tháng. Khô gà á chị, đúng rồi nghe Nghĩa Hoàng ơi, em đặt bao nhiêu? Chị thấy em cho số điện thoại nhưng mà không biết em đặt bao nhiêu hết. Trước khi chốt game 2 em sẽ đọc danh sách lại nha. Những bạn nào mà chưa có phiếu thì lên phiếu giùm em để mình chơi game số 2 nha. Bữa nay khuyến mãi lớn cho mấy chị luôn, mua 1 ký tặng 1 bịch tép sấy nha. Hồi bữa 8 tháng 3 là mới được tặng thôi, mà bây giờ ngày thường tặng luôn, hình như là nguyên cái tháng 3 luôn. Chị mua 1 hũ khô gà với 1 bịch tép sấy được không? Được nghe chị Hằng Ruby ơi. 1 hũ khô gà là 150. Rồi chị Thí Phạm 1 ký là nhớ nghe điện thoại để bên em gọi chốt đơn nha chị ơi. Nếu chị em nghe điện thoại là đơn một lần em phải để lại nha. Rồi 1 hũ này là 150 với 1 bịch tép sấy 10k nữa là đơn của chị 160, em free ship cho chị nha chị ơi. Tép sấy này sử dụng vô rất là nhiều mục đích luôn. Mình muốn ăn, thích ăn cái gì là mình ăn cái đó. Mình bỏ vô, nhất là mình bỏ vô nấu bún cái nước nó rất là ngọt. 1 cân là 250. Đức Thi ơi, 250 em được tặng thêm 1 bịch tép sấy nữa. Nó mất đi bịch tép rồi. 250 tặng cho em 1 bịch tép sấy free ship luôn. Đây là tốn cái ngón đi vô. Đây, 1 cân của Đức Hy là 250 nè, chị phi ship và tặng cho em 1 bịch tép sấy nha, nhận hàng thanh toán 250. Rồi, còn ai chưa có phiếu nào, bán em 1 cân vô inbox giùm chị luôn nha, vô inbox số điện thoại địa chỉ để nhân viên chốt đơn cho em. Bây giờ chuẩn bị game số 2 nha các bạn ơi, game số 2 tặng 1 bịch bánh phồng tôm trị giá 100k nửa ký nha. Nửa ký game số 2 lúc lắc nè, có ai chưa có phiếu thì la lớn lên giùm em nha. Bánh phồng tôm này chiên ra rất là nhiều, không ngày em không có thời gian, chứ nếu có thời gian là em làm bánh phồng tôm lắc với khô gà cho các bạn ăn rồi. Các bạn hôm nay vô trễ, chứ nếu các bạn vô sớm nãy các bạn mua được set này nửa khô gà nửa bánh phồng tôm, 100k nửa ký phồng tôm, 150 nửa ký khô gà, nãy em giảm chỉ còn có 250 thôi. Ánh Kim chưa có gì em ơi, em chưa có gì. Rồi bây giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị đọc phiếu nha, chuẩn bị đọc phiếu sổ số game 2 nha các bạn. Ai đặt hàng vô inbox cho nhân viên em đảm bảo thông tin là nhận đúng hàng bên em. Mấy chị đặt hàng bên inbox là bên em sẽ gửi cái phiếu gửi hàng cho mấy chị, để mấy chị kiểm tra phiếu đó, khi nhận hàng mình kiểm tra coi đúng hàng bên em không nha. Tép sấy bao nhiêu 1 bịch 10k nghe em ơi. Đức Hy ơi, em đặt cái gì vậy Đức Hy ơi? Chút xíu nữa để chị chốt đơn gửi hàng cho em vào buổi sáng ngày hôm nay luôn.
Rồi bây giờ đọc phiếu để chốt game nha. Những bạn nào trong danh sách là được chơi game hết nha. Bạn, ôi trời số ít dữ vậy. Quý Nhi nè, Đào Thị Hồng nè, Phạm Thủy, Ngọc Ánh Bùi, Tấn Trang Áo Cưới, Nghĩa Hoàng, Yến Xuyên, Hương Hiếp, Kiều Thúy, Quyền Tây, Nhung Nguyễn, Triều Nga, Liên Nguyễn, Lê Thị Dung với bạn Minh Phạm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Trời ơi, có mười mấy phiếu thôi nha. Nè. Rồi cho chị Thị Phạm một phiếu, Liên Qua một phiếu. Mấy chị phải chia sẻ ba nhóm và trang cá nhân mới có phiếu nha. Khi mấy chị trúng mà không hợp lệ là bên em không gửi quà tặng nha. Trang cá nhân là phải công khai nha các bạn ơi. Đức Hy đặt bao nhiêu, một ký hay nửa ký nha Đức Hy ơi. Em một phiếu hả, Liên Qua có rồi. Nguyễn Thị Lan em một, cho một ký, cho một ký tặng tép sấy, đúng rồi, một ký tặng tép sấy, chị vô anh bóc giùm em nha chị ơi. Một ký này là em tặng cho chị một bịch tép sấy nè. Hằng Ruby một phiếu kìa. Ánh Kim chia sẻ rồi, Ánh Kim có phiếu chưa, chưa thì ghi đi. Rồi một ký này là em tặng chị một bịch tép sấy, chị phải vô anh bóc số điện thoại địa chỉ thì bên em mới chốt đơn gửi hàng cho mình được nha chị ơi. Chỉ có ngày 8 tháng 3 là em tặng quà thôi. Út nữa nha, hờ cho Quy Lê một phiếu nữa kìa. À, chỉ có ngày 8 tháng 3 là em tặng quà thôi. Đức Hy một ký, ok Đức Hy nè. Còn bữa nay hết 8 tháng 3 rồi, nhưng mà từng lễ vàng, lý do là buổi tối em bán quần áo qua ngày, em chỉ like con gà, nên khuyến mãi cho mấy chị nha, khuyến mãi lớn cho mấy chị nguyên một tuần lễ này luôn. Cho con một phiếu, cho Tường Di một phiếu luôn. Tường Di ơi, có hợp lệ không con ơi? Bây giờ cô Tường chuẩn bị xổ số nha. Chuẩn bị xổ số, ai ai có chia sẻ có trong danh sách thì mới trúng nha các bạn, mà trúng ở ngoài nhảy vô là không được nha. Lương Thị Thanh Trang một phiếu, có chia sẻ chưa em ơi? Ba nhóm nhà trang cá nhân giúp chị nha Trang ơi, ba nhóm nhà trang cá nhân ở chế độ công khai nha. Em ơi, con tum bao giờ tới? Con tum là một tuần nha chị Tạ ơi, chị Tạ Tuyết ơi. Con tum là một tuần, một ký 250, hôm nay tặng thêm một bịch tép sấy nữa. Tặng thêm cho mấy chị một bịch tép sấy về muốn sử dụng làm sao cũng được hết. Bỏ canh hay là kho gan mặn gì đó, chiên xào gì đó tùy ý thích nha. Tép sấy này trộn vô với muối mặn xòi chua chua ha, chấp chấp vô. Quý Duy thêm một ký khô gà với ba bịch tép sấy phải không? Là của em, của em ba bịch tép sấy, của em cái kia 250. Sỉ anh bóc nghe thôi Kim ơi, là của em 280 nha quý Duy ơi. Mình lấy được một ký khô gà có tặng tép không? Có nha chị Thủy Phạm ơi, một ký khô gà tặng tép nha. Một ký nè, một ký là hai hũ nè. Con chia sẻ chưa cô, là sao vậy con? Con chia sẻ chưa, con không biết, con hỏi cô sao cô biết được. Một ký này là tặng cho chị một bịch tép sấy nè. Bưu tá giao hàng thanh toán 250, không tốn phí ship nha chị ơi. Chị Thủy Phạm đặt hàng vô anh bóc giùm em nha. Đặt hàng vô anh bóc giùm em. Bây giờ chuẩn bị sổ số em hai nha mấy chị ơi. Ai đặt hàng cứ vô anh bóc, inbox là chốt đơn hết. Ok quý Nhi luôn. Rồi bóc ra hai số đuôi này là phải số đăng ký Facebook các vị nằm trong danh sách giùm em nha. Hồi hộp quá. Rồi mấy chị vô sao em nói lại luật chơi nè. Mấy chị phải nằm trong danh sách bóc ra hai số đuôi này là số đăng ký Facebook nha. Này sao có lá chanh có tỏi giùm lum giùm nè. Phải nằm trong danh sách chơi game thì mới được nhận quà tặng bên em. Em kiểm tra mấy chị hợp lệ là ok. Comment nguyên dòng số lên giùm em để em sọt coi đúng ra cái nick Facebook của mình đang chơi game không nghe các bạn ơi. Chị ở Cà Mau nghe Nghĩa Hoàng ơi. Hồi nãy giờ mấy chị đặt trên like, chị nào em gọi điện lại chốt đơn là có hàng nha. Mấy chị nào mà em không gọi lại là không chốt kịp nha mấy chị. Khi nào ship cho em? Em ơi, em đặt hàng thì chút xíu nữa chị chốt đơn ship luôn. Con số 2 nè. Em nhắn tin không ai trả lời hả? Chút xíu nữa chị trả lời cho em, tại nhân viên nó làm không kịp á em. Số 2 đầu tiên. Quy Lê tiêu rồi, Quy Lê ơi. Số 2 rồi. Bao nhiêu một ký béo bụ bẩm ơi? Một ký 250 là hai hũ nha. 250 hai hũ, em được tặng thêm một vật tép sấy và phi ship cho em. Con hai gì đây? Con hai gì, chuẩn bị comment nguyên dòng số lên để em, để em kiểm tra nha. Một bịch bánh phồng tôm nửa ký 100k sẽ ra đi mãi mãi nè. Chút xíu nữa chị ơi, nó làm không kịp á chị, tại vì nó vừa làm nó vừa chụp phiếu nữa. Chút xíu nữa em sẽ làm tiếp. Con 22, 22 lên giùm em nha. Sao không thấy bán em? Chút xíu nữa chị chép tin nhắn tiếp nó, bây giờ nó ghét không kịp rồi mấy em ơi, thông cảm giùm chị.
chị có một nhân viên một thôi, một nhân viên và một chị nữa là hai nhân viên. 22 nha, 22. 22 có không các bạn ơi, nguyên dòng số điện thoại lên để em kiểm tra nha. Đọc 5 lần là quỷ game lắc lại 3 lần. Hai mươi hai lần thứ nhất nha. Rồi chị nào muốn lấy túi thì có túi, nhưng mà lấy túi trong quá trình vận chuyển em sợ là con chuột nó vô nó ngậm nhấm. Hôm rồi em gửi mấy đơn hàng này nó bị cắn banh hết, kể cả bánh phồng cơm nó cũng cắn luôn mấy chị. Tại vì mình vận chuyển qua rất là nhiều bưu cục, qua nhiều trung gian mới đến người nhận. Ship quế mô, khi mô quế là khoảng một tuần nha bạn ơi. Ngọc Ánh ơi, 22. 22 Ngọc Ánh trúng không? Kiểm tra nha. Kiểm tra vô. Chơi vui mà. Số điện thoại nhân viên của chị đâu, cho em gọi nhanh đi. Ờ vậy là Ngọc Ánh không có trong danh sách rồi. 22 không có, bây giờ điểm 5 lần là quỷ game. Bây giờ điểm 5 lần quỷ game nha. Em đang thiếu nhậu, đang nhậu thiếu mồi hả? Bây giờ gửi mồi cho em cũng đâu có kịp. Ngọc Ánh không trong danh sách rồi. 22 lần thứ nhất. 22 lần thứ hai các bạn ơi. 22 lần thứ ba. 22 lần thứ tư. Lần thứ năm là quỷ game nha. Đức Huy ơi, em gọi qua số của chị nè, 0948 141 264 nha Đức Huy. Rồi, 22 lần thứ 5 quỷ game. 22 quỷ game đắt lại nha các bạn ơi, vẫn còn cơ hội trúng một bịch bánh phồng tôm trị giá 100k nha. Bạn Đức Huy ơi, điện thoại qua cho chị chốt đơn cho luôn nè, 0948 141 264 là số điện thoại của chị, có bạn nào thắc mắc thì liên hệ với chị nha. Rồi bây giờ lắng lại nha, 22 đã quỷ rồi, bây giờ có ai lên cũng không chấp nhận luôn. Số điện thoại của chị nè, 0948, kịp không? 141-264. Rồi bây giờ lắng lại quận 2 nè, quận 2 nha các bạn. Chị Phúc Huy ơi, buổi chị Phúc Huy chốt đơn nào vậy? Rồi con số 7 nha các bạn ơi, đầu tiên là con số 7 rồi. Con số 7, 7 gì đây? Trời ơi, hồi hộp quá luôn, không biết 7 gì đây. Con 7 gì đây? Ra nhanh giùm em nha, con 7 gì? Ai trúng comment nguyên dòng số lên giùm em, lắc 3 lần nha các bạn, lắc game 3 lần. Con 79, số đẹp quá luôn. Số 79 này tôi có nè. 79 nha, 79 lên nhận giải bánh phồng tôm giùm em nha, hộp lệ nha, hộp lệ. Hộp đệ mới tặng quà nha các bạn, lần thứ hai rồi. Lần thứ ba nữa là nghỉ luôn nha, lắc 3 lần. 79 lần thứ nhất. 79 lần thứ hai các bạn ơi, nhanh lên các bạn ơi, 79. Anna Nguyễn có trong danh sách không Dung? Anna Nguyễn. Em mới nằm trong danh sách nha, Anna Nguyễn ơi. 0948 141 264. Hả? Anna Nguyễn không có trong danh sách nha, Anna Nguyễn ơi. Anna Nguyễn không có trong danh sách, coi kỹ nha. Rồi Anna Nguyễn không hợp lệ, còn ai có 79 đuôi không? Em đọc 5 lần nha. Em mới nhận được hàng rồi, không qua Nguyễn rồi, cảm ơn qua Nguyễn. 79 lần thứ nhất. 79 lần thứ hai nha các bạn ơi. 79 lần thứ ba. 79 lần thứ tư. Không có là lắc lại lần cuối cùng nữa nghe, lắc 3 lần thôi, lắc muốn quẹo cái tay luôn, không thấy ai trúng hết. 79 lần thứ 4. 79 lần thứ 5. 79 lần thứ 5, quỷ game 79 sẽ lắc lại một lần nữa nha. Qua Nguyễn ơi, nhận được khô gà rồi, ngon không em? Chơi game gì? Chơi game gì? Em ơi, bây giờ không còn ghi phiếu cũng không kịp nữa. Chị Lê Thị Dung ơi, sao chị nhiều số đăng ký Facebook của gì chị? Rồi bây giờ lắc lại quận thứ 3 nha. Em đã quỷ game rồi, chị lên cũng không chấp nhận luôn. Thí Nguyễn ơi, trốn game nãy giờ rồi. Không, phải là số đăng ký Facebook nha. Số điện thoại bữa hổm gọi ra mấy chị cho số, em gọi toàn là gặp mấy ông mấy chị nào không mà không có đúng người nhận gì hết. Rồi quận thứ 3 nè, lắc lại nè. Lắc lại quận thứ 3, trúng một bịch bánh phồng tôm nửa ký 100k, game số 2, game số 2 nha. Bây giờ đã chốt game rồi, không ghi phiếu được nữa khách ơi. Game số 2.
chốt nghe em rồi. Dũng Chu ơi, hẹn em lần sau, đưa số điện thoại không, số đăng ký Facebook nha. Số này là phải số đăng ký Facebook chị Lê Thị Dung em quỷ em rồi, nãy chị mới lên không chấp nhận nha chị. Rồi đầu 8 nha, chốt game rồi chị Nguyễn Phúc Huy ơi, không còn chơi kịp nữa. Số 8 nha, số 8 đầu tiên rồi. Con số 8 đầu tiên nha các bạn ơi, ai có số 8 chuẩn bị giùm em. Con 8 gì đây? Lắc dưới hình muốn banh cái hũ luôn. Lắc muốn banh cái hũ quận này, nếu không chị nào trúng nữa thì chúc mấy chị may mắn lần sau, bốc 3 lần thôi. Một hũ 150 nha Mai Quỳnh ơi, một hũ 150 phi ship cho bạn luôn. Ừ, chưa có mua giật luôn rồi, lấy tiền nó xài luôn rồi, mới thì lắc cái số mấy quên nè. Con 87. 87 nha các bạn ơi. 87 lên comment nguyên dòng số lên giùm em, 87 trúng game bánh phòng tôm nè. 87 nha các bạn ơi. Đâu mất hết rồi, 87 lên giùm em. 87. Chị không biết tính theo mấy chủ nghe Lê thì giờ Dung ơi. 87 có không? Trời này nhà làm không có nguồn gốc sao bán chị ơi. Chào Tiền Đặng nha, chị Thường chào em. 87 nguyên dòng số lên giùm em, sẽ đọc 5 lần nữa. 5 lần nữa, đây là lắc quận thứ 3 rồi. 87 lần thứ nhất các bạn ơi, 87 lần thứ nhất lên nhận nhận một bịch bánh phồng tôm 100k giùm em nha. 87 lần thứ hai. Thấy em nha Tiền Đặng ơi, thấy em nè, các bạn nhớ là vô inbox giùm em để bữa nay đi đơm hết luôn nha. 87 lần thứ hai. 87 lần thứ ba mọi người ơi, 87 lần thứ ba. 87 lần thứ tư giùm em nha, phi ship toàn quốc. Cách tham gia bây giờ chốt em rồi bạn ơi. Chia sẻ có phiếu thì sẽ được tham gia. Đâu Tường Di đâu, Tường Di ơi, Tường Di 87 đâu, nhanh lên. Cua gà 500g là 150 nha bạn ơi, phi ship toàn quốc luôn. Tường Di ơi, đâu Tường Di đâu, có thấy Tường Di đâu nè. 150 một hũ cua gà phi ship toàn quốc luôn. Rồi 87 lần thứ tư. 87 lần thứ tư có ai trúng không nè, lần thứ năm là quỷ game không chảy nha. Không còn chơi kịp nữa. 87 lần thứ tư. 87 lần thứ năm. Lần thứ năm là quỷ game, các bạn lên sao là không chấp nhận nha. Đọc muốn banh cái cú họng luôn mà không thấy lên. Rồi. 87 quỷ game nha, 87 quỷ game, không có ai trúng quỷ game. Em ở Mỹ ship không ạ? Không được bạn ơi. Bạn Mai Quỳnh ơi, ở Mỹ không ship qua được nha. Rồi bây giờ là quỷ game rồi. Hẹn mấy chị vào buổi ngày mai sẽ tặng mấy chị tiếp nha. Hôm nay ai mua 1 ký là tặng thép sấy nè. Không có bỏ đi hả? Rồi ai mua 1 ký là tặng được một bịch thép sấy, còn được free ship nữa nha các bạn. Bây giờ là offline bắt đầu ghép tin nhắn cho các bạn nè. Tổng đi đơn vào buổi sáng rồi hôm nay luôn. Bạn Phạm Nhân Điền này ở đâu ra 87 thì bạn cũng đâu có trong danh sách đâu. 1 ký này là 250 nè, hôm nay còn tặng cho các bạn một bịch tép sấy chị ở Cà Mau nghe em ơi. Để em một hũ á Thu Tiết ơi, một hũ anh bóc địa chỉ giùm chị, 250 nè. Khô gà ngon bá chén, cảm ơn Tiền Đặng luôn. Bạn Thu Tiết một hũ khô gà là 150 nha. Một hũ khô gà là 150 phi ship cho bạn nha bạn ơi. Phi ship trên toàn quốc luôn, đặt hàng cứ vô anh bóc giùm em, nhân viên sẽ chốt đơn, đi đơn cho các bạn. Rồi chị ơi, một ký là 250 chị ơi, một hộp nửa ký, đúng rồi, một hộp nửa ký nghe Dân Ánh ơi. Phi ship toàn quốc, em nhận nửa ký thanh toán cho bưu tá 150 giùm chị. Bưu tá nào mà dám thu phí ship em điện chị đi máy bay lên liền. 150 là một hũ khô gà 500g em vô cho hết luôn. Các bạn vô Messenger đặt hàng sẽ có phiếu kiểm, khi hàng đến là mình xem coi đầy đủ thông tin đúng là cái mã bill. Em một ký rồi, chị Nguyễn Quốc Huy chốt rồi mà chị lên đây nữa là em gửi đơn trùng đó. Hello chị, em lên trễ. Ừ hello em lên trễ cũng gặp chị luôn, nhưng mà không được chơi game. Thí An một hũ vô inbox luôn. Chơi tiếp nữa hả? Chơi tiếp nữa thì các bạn quẩy lên đi, các bạn hãy chia sẻ nhiệt tình lên, tặng các bạn một quận nữa luôn. Em dễ lắm, ai năn nỉ là em xìu à. Em đặt một hộp nửa ký vô inbox giùm chị nghe Dân Anh ơi, inbox số điện thoại địa chỉ giùm chị nha. Có bơ tỏi nha chị Duy Nguyễn ơi, bơ tỏi và lá chanh đồng giá. Lê Ngọc Mai một lọ là 150 vô inbox giùm chị nha Lê Ngọc Mai ơi. Một lọ là 150 nha. Vô inbox giùm chị luôn, quá trời khô gà ngon.
chị lấy em một bịch gì đó vô inbox giùm em nha Thái Hòa ơi, vô inbox giùm luôn. 150 là nửa ký phi ship toàn quốc. Anna Nguyễn ơi, cái gì số điện thoại 09 nha Anna Nguyễn ơi. Anna Nguyễn đặt cái gì vậy? Dân Ánh nửa ký phải không? Anna Nguyễn cũng nửa ký luôn. Nửa ký là 150 phi ship nha. Có gà bơ tỏi nha bạn ơi, gà bơ tỏi với lá chanh là đồng giá như nhau nha. Phi ship trên toàn quốc luôn, đặt hàng vô inbox giùm em. Mấy bạn lấy 1 ký đi, được tặng tép sấy vừa rẻ nha, 1 ký có 250 mà lại được tặng tép sấy nữa. Rồi các chị em phụ nữ yêu thương ơi, đặt hàng. Chị bán rất uy tín luôn đúng không? Cảm ơn bạn nha. Phi ship toàn quốc luôn nha, hàng chất lượng, bao ngon cho khách luôn. Hàng bên em là bao ngon, bao chất lượng, mỗi ngày đều đi đơn. Đông Dương Nguyễn gì nè, vô inbox giùm chị nghe em ơi. Các bạn đặt hàng cứ vô inbox giùm chị. Phi ship em ơi, phi ship trong cái phi shop nha. Phi ship trên toàn quốc nha các bạn. Rồi ngày hôm nay vô hết rồi. Ngày hôm nay mua 1 ký, mua 1 ký là tặng cho các bạn một bịch tép sấy nè, tép sấy về đâm muối ớt nha. Các bạn đâm muối ớt. Đâm muối ra trộn vô một miếng tép. Bỏ vô một tí ớt nó cay cay, nó thơm thơm mùi tép. Các bạn gọt xài chua ra. Gọt cóc gọt ổi ra, chấm vô. Trời ơi, ta nói nó nhức mắt nhất luôn. Này ăn với muối ớt đâm ra ha, đâm tép, đâm muối ra, bỏ ớt vô. Trời ơi, nó chấm vô một cái. Chỉ bán khô bò. Không có khô bò em ơi, có khô gà không à. Hello, Như Quỳnh Trương Thị vô trễ dữ vậy em. Em đang cần khô bò mà chỉ bán khô gà mới chết nữa chứ. Ừ, đang cần khô bò. Khổ quá, biết tôi bán khô gà, nhớ lên nhớ cần khô bò. Ăn gà đi em, rồi vài bữa mình ăn bò sao. Mai Quỳnh có đặt hàng vô bóng nhìn chị luôn nha. Còn những chị em nào đặt hàng đi đơn tổng ngày hôm nay luôn nha các bạn ơi. Chảy nước miếng luôn hả? Ừ, đâm tép sấy ra, đâm ớt cho nhiều nha. Tép sấy vui ra, đâm ớt vô. Gọt xoài cho nó chua, thiệt là chua á nha. Rồi gọt mỏng mỏng, chấm vô, nó cay cay, nó thơm mùi tép ha. Ăn xài chua, chắc chắc chắc. Ừ, cảm ơn Mai Quỳnh nha, em đang cần khô bò. Rồi ai đặt hàng cứ vô inbox buổi sáng này đi đơn luôn nha các bạn. Bây giờ offline để soạn hàng cho các bạn nè. Hẹn các bạn buổi tối hôm nay sẽ live đặt nha. Bây giờ tạm biệt mọi người. Chị nào đặt hàng cứ lên giùm em nha. Còn like luôn hả bà? Trời ơi, Như Phụng ơi, có bán được gì đâu mà không like. Gán mà like đừng đủ tiền sống ngày nay chứ. Bao nhiêu một hũ? Lên nguyên cây khô gạo ôm luôn. Em inbox rồi, ok Thiến An. Một hũ là 150 nha chị Châu Trần ơi. Bên em phi ship cho chị, đặt hàng một hũ này thanh toán 150. Ừ, mới mua vịt xoài luôn hả bông bóng mưa. Bông bóng mưa ơi, mua xoài lần sau nhớ lấy tép sấy này nha. Về đâm muối ớt vô ăn với xoài. Em ăn mà đứa nào mà ngồi kế bên em chắc chắn mà nó không mua một miếng 5.000 chị chết liền luôn á. Chị ơi, em inbox cho chị rồi á, ok Thảo Mớm. Cảm ơn Thảo Mớm luôn, inbox chút xíu nữa chị đi đơn cho em luôn nha. Mấy bạn ác quá, mấy bạn nhắc xoài với tôi nước nước miếng cũng chết luôn. Cái bà bông bóng mưa này, bà có xoài, hai em mình hùng tép đi. Em có xoài, chị có tép. Tép sấy bữa nay mua 1 ký là tặng tép sấy cho mấy bạn về ăn ăn trái cây nha. Ăn trái cây hoặc là mình nấu nướng gì cũng được hết. Phi ship các bạn ơi, nhanh tay lên giùm em. Ngày mai nếu mà buổi sáng lên live sẽ sale set cho các bạn nữa. Bây giờ set hình như là đủ rồi nên không có sale. Mình không có sale set nha. Rồi đặt hàng vô inbox giùm em. Còn những bạn đặt trên live nếu mà còn lắc không ngày chị không có rảnh làm nữa. Người ta bán mà 300k phi ship tùy thêm thôi em ơi. Chị bán là chị cần sự lâu dài. Bán là vừa rẻ mà vừa bao ngon cho khách chứ không phải rẻ rồi ăn một lần mà sợ luôn nha. Chị Nguyễn Thị Lan 1 ký khô gà 250 tặng chị một bịch tép sấy nha chị Lan ơi. Mấy chị nhớ nghe điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn nha. Mấy chị mà không nghe điện thoại là đơn của mấy chị phải nằm lại là không phải do em nha. Điện thoại mà không có người bắt máy là em không chốt đơn cho mấy chị trên live nha. Phải có người bắt máy nha mấy chị. Mấy chị đã cho số điện thoại thì chút xíu nữa bên em sẽ gọi để chốt đơn. Mấy chị không nghe máy là buộc lòng em phải để đơn lại nha. 250 1 ký khô gà tặng tép sấy nha các bạn. Chị làm hay tại cửa hàng là sao ta? Cái này là của chị làm nha. Bữa nào bà giận bà buồn là không có khô gà bán cho các bạn.
250 một ký khô gà không tốn phí ship nha các bạn ơi. Khô gà lá chanh bao ngon luôn. Lá chanh và bơ tỏi, ai thích ăn chanh thì lấy chanh, ai thích ăn tỏi thì lấy tỏi. Một ký có thể lấy hai loại giúp em luôn. Một ký hai loại, nửa chanh nửa tỏi giải quyết cho các bạn luôn. Vẫn tặng tép sấy bình thường nha. Vẫn tặng tép sấy bình thường. Mấy bạn lên, nếu bạn mà lên theo dõi like lên sớm sớm á, các bạn mua được set. Set 250 mà hồi nãy em giảm còn có 200 thôi, hay set đó nha. Nửa ký như chị nhìn thèm quá, ăn ngon à. Ăn một lần cho biết, uống bia hết sảy hóa. Ừ, uống bia hết sảy luôn. Nửa ký này là 150 nha Kiều Thúy ơi, nửa ký này 150. Em đặt hàng vô inbox giùm chị, phi ship cho em, nhận hàng thanh toán 150. Em mua một ký rồi hơn nha. Một ký là giảm 250 thôi, lý do là nửa ký á, ít quá mà lại phí ship nữa nên chị bán nửa ký tới 150 lần. Em mua nguyên ký thì 250 mà chị còn tặng cho em được một bịch tép sấy nữa. Nửa ký còn một ký hơn 250 tặng thêm cho em một bịch tép sấy nha. Cho một nhé là gì vậy? Lưu Quán Minh vô inbox nha, Lưu Quán Minh ơi. Cho một hũ đúng không? Lưu Quán Minh đặt một hũ là 150 vô inbox giùm em để nhân viên chốt đơn nha. Phí ship toàn quốc, đặt hàng bên em đừng hỏi phí ship bao nhiêu, mấy chị không hề tốn phí ship nha. Lê Quán Minh vô inbox giùm em, một hũ là 150 các bạn ơi. Mấy bạn mai vô sớm sớm để mua set nha, set là giảm cực kỳ luôn, 250 giảm còn 200 thôi. Set là mấy bạn lấy khô gà lạc xưởng hoặc là khô gà với bánh phồng tôm tùy ý. Bánh phồng tôm mà về chiên lên mà ăn với khô gà lắc á, không ngon là trả tiền lại cho em. Thấy lộn không ngon không trả tiền lại. Cái kêu chừng nào chị hơi chừng nào trời ơi, mua hũ khô gà bàn với gia đình luôn hả Mai Quỳnh? Ok, chừng nào live stream ngày nào chị cũng có bán hết nha em ơi. Bàn với gia đình đi rồi mua nha, theo dõi Facebook chị đi, khi nào bàn với gia đình thống nhất rồi á thì đặt nha. Cho em 4 hũ chị ơi. Bùi Ánh Khanh gì nè, em vô inbox giùm chị nha. 4 hũ của em là 2 ký là em được tặng 2 bịch tép sấy và phi ship luôn em ơi. Nhận hàng thanh toán 500k là được 4 hũ khô gà, được 2 bịch tép sấy nữa. Trời, mua 10 ký 10 bịch tép sấy làm gì cho hết đây ta. Ăn đã luôn, ăn trái cây tức hết một vườn trái cây luôn. Chào bạn Quỳnh Trung, phi ship toàn quốc nha. Mấy bạn vô Messenger đặt hàng đi các bạn ơi, để mà em gửi mã phiếu qua mình vừa được tích lũy điểm nữa. Bạn nào mà đặt được 10 điểm, tích lũy được 10 phiếu. Cái đơn thứ 11 dù các bạn mua nửa ký em cũng giảm 20, cái đơn thứ 11 là các bạn được giảm 20k trên đơn hàng nha. Được giảm giá. Free ship toàn quốc luôn khách ơi. Rồi cái ký 11 xong là bắt đầu mình tính điểm nữa, được tới cái phiếu thứ 20 là giảm thêm nữa. Cứ giảm hoài 10 điểm là giảm giá cho các bạn một lần. Nói chung mình đặt thăm ở ngoài cũng vậy, thay vì mình vô Messenger lần sau mà cái đơn thứ 10 mình mua mình được giảm giá các bạn. Một hũ 150 nha bạn ơi, một hũ này 150, nhận hàng thanh toán 150, bên chị phi ship cho em nha. Đặt hàng vô inbox giùm chị nha, Nam Kỳ Ninh ơi. Ai làm gì thơm quá, chắc này đang đói bụng mà. Cốt ép quá. Dạ em cảm ơn, hay thêm cho em 3 hũ nữa. Ủa bạn nào thêm 3 hũ vậy ta? Bạn Bùi Ánh Thanh gì vô inbox giùm chị đi, em muốn đặt bao nhiêu hũ vô inbox giùm chị nha. Em nói trên live chị đâu có số điện thoại địa chỉ gì đâu mà chốt hàng cho em. Em vô inbox để nhân viên chị chốt đơn nha. Rồi còn có 80 mấy chị này, em sẽ sale cho 5 set nữa. Em sẽ sale 5 set cho 84 chị này rồi offline luôn nha. Em sale 5 set cho mấy chị nha, nhớ nghe rõ giùm em, ai vô chốt đầu tiên là em giảm cho 5 set nữa. Hồi nãy khuyến mãi 50 set rồi, bây giờ khuyến mãi thêm cho mấy chị 5 set thôi nha, 5 set cuối cùng nha. Bùi Ánh Khanh gì nè, em vô inbox giùm chị. Một hũ khô gà 150, một bịch lạp xưởng này 100 nữa là tổng đơn 250, em sale set này 200 nha. Sale set này 200, chị nào không lấy set lạp xưởng thì có thể lấy xếp bánh phồng tôm, ai đặt hàng vô inbox chốt đơn, không chốt đơn trên like nha. Mấy bạn nói 5 hũ 10 hũ gì không thấy cho thông tin làm sao gửi hàng được các bạn ơi. Rồi xếp này cũng 250 giảm cho các bạn còn 200. 5 xếp thôi, 5 xếp cuối cùng là ốp luôn nha mấy bạn ơi, soạn đơn đi đơn luôn.
Ai muốn lấy lạp xưởng bánh phồng tôm gì cũng được, một hũ khô gà, một bịch lạp xưởng 250, giảm còn 200k thôi sếp nha. Bạn nào lấy sếp vô inbox nói rõ là lấy sếp lạp xưởng hay khô gà với lạp xưởng hay khô gà với bánh phồng tôm để bên em chốt đơn cho các bạn luôn. Nguyễn Nga vô inbox lẹ nha, 5 sếp thôi. 1 kg 250 hai hũ nha. 1 kg 250 nha mẹ cô Ben ơi. 250 là hai hũ như thế này nè các bạn ơi. Hai hũ khô gà này là 250, tặng thêm cho các bạn một bịch tép sấy nữa. Phi ship toàn quốc, khi các bạn nhận hàng là chỉ cần thanh toán 250, nhận hai hũ khô gà vô giùm em và một bịch tép sấy. Các bạn muốn đặt hàng vô inbox giùm em nha. Vô inbox để nhân viên chốt đơn cho mọi người luôn. Rồi ai mua sếp chỉ có 5 sếp thôi, sếp chốt 5 sếp thôi, 5 sếp nhanh lên giùm em. Bùi Ái Khanh mua gì vậy ta? Bùi Ánh Khanh. Bùi Ánh Khanh nãy em lấy 5 hũ vô. Bùi Ánh Khanh tổng cộng bao nhiêu hũ chị cũng hết biết luôn rồi. Bùi Ánh Khanh ơi, em lấy tổng cộng 5 hũ hay là 3 hũ gì em ơi? Phi ship toàn quốc, các bạn cho số điện thoại trên like kiểm tra lại giùm em coi đúng không nha. Đúng số điện thoại của mình không nha mọi người ơi. Rồi mấy một tuần lễ vàng này em sẽ sale tặng quà cho mấy chị. Khô gà một hũ 150 nha Kim Hoàng ơi, phi ship. Trong một tuần lễ vàng này kết thúc vào ngày thứ bảy là mỗi ngày mấy chị. Con mua một hũ 150. Quỳnh My nhận hàng rồi, ngon lắm, cảm ơn em nha. Một hũ là 150 trong tuần lễ vàng này, mấy chị mua 1 kg là được tặng tép sấy hết. Đến ngày thứ bảy là chương trình tặng tép sấy kết thúc nha. Đến thứ bảy tuần sau. Rồi buổi tối là em sẽ live làm si. Chị Bùi Khanh 7 hũ luôn hả? Quỳnh My ơi, khô gà ngon ủng hộ chị nha. Kim Dung ngon quá luôn, cảm ơn Kim Dung. 1 kg là 250 được tặng một bịch tép sấy nữa các bạn, chỉ trong tuần lễ vàng này thôi. Bữa hổm là 8 tháng 3 em mới tặng thôi, bữa nay 10 tháng 3 vẫn tặng cho mấy chị luôn. Hết một tuần lễ này luôn nha, hết một tuần lễ này là mấy chị mua ba, mua 1 kg khô gà đều được tặng hết. Gà là 1 kg 50 ngàn, 50 ngàn 1 kg. Em ở hàng bao nhiêu vậy? Ở hàng hả? Ở hàng chỉ có ship. Một hũ hả? Một hũ 500g thôi nha Kim Hoàng ơi, chị mua 1 kg là hai hũ. Một hũ là chỉ mới có 500g thôi. Đây. 1 kg của chị là hai hũ trà bá lửa như thế này nè. Hai hũ này mới là 1 kg 250 nè chị ơi. Khô gà này nửa ký thấy nó rất là quy mô, nó nhiều lắm nha mấy chị. Chị ship Hải Phòng, ship toàn quốc nha bạn ơi. Bên em khô gà là phi ship toàn quốc luôn. Ở Hà Nội, Hải Phòng gì ở đâu cũng ship, miễn trong lãnh thổ Việt Nam là ship cho các bạn hết. Một hũ không có tặng em ơi, em lấy 1 kg thì mới có tặng nha. 1 kg là tặng một bịch tép sấy, một hũ là chỉ miễn ship cho em thôi. Một hũ phi ship cho em là chị thường đủ mệt rồi. Chị cho em hỏi tí, hỏi đi em, hỏi mấy tí cũng được hết nha. Trần Phạm Ruby ơi, hỏi cái gì? Rồi bà Trần Phạm Ruby bữa nay khách sáo với tôi ghê luôn nha, chị cho em hỏi tí rồi nữa. Quen quá mà, lấy em 1 kg địa chỉ cũ ạ. Bé cua ơi, bé cua vô bóng giùm chị đi, bây giờ messenger nhiều quá, muốn tìm bé cua cũng không biết là bé cua nào nữa. Bé cua vô inbox giùm chị nha. Địa chỉ cũ gì em vô inbox 1 kg đi cho cái tin nhắn nó nổi lại giùm chị. Chị ở Cà Mau nghe Thoại Trần ơi. Lấy em 7 hũ chị ơi, tổng cộng mấy tiền chị? 7 hũ 5 lần 7 3,5 kg. 750. Của em khoảng gần 1 triệu rồi đó. 7 hũ là em được tặng 3 bịch tép. 7 hũ là 3,5 kg. 3 kg thì nó 750. 750 với cái kia nửa ký nữa. Của em là khoảng 800 mấy em ơi. Sĩ inbox giùm em nha. Chuột Ngọc ơi, cái gì em chị ơi vậy? Chị không tặng em à. Chuột Ngọc tặng cái gì em? Tự nhiên chị không tặng em à là sao? Em mua 1 kg thì chị tặng một bịch tép sấy. Bộ chốt phiếu Chuột Ngọc cái gì? Chuột Ngọc ơi, cái gì mà không tặng cho em? Em mua 1 kg thì em được tặng, em mua nửa ký thì em không được tặng. Bà cô vi phạm đâu rồi, bà hỏi tôi cái gì mà mất tiêu rồi bà cô vi phạm ơi, cô vi trần chứ. Cô vi trần thoát ra hay gì rồi. Cái nanh gì vậy? Cái nanh hả, cái nanh hả? Cái nanh là chị mua ở ngoài Cà Mau em ơi. Trời ơi, cái nanh với người hỏi cái nanh hả, muốn hỏi cái nanh đúng không, phái cái nanh rồi. Không có chuyển hàng ra ngoài Hà Nội không? Có dạ, alo em. Ok, gà tây nè, Hà Nội phi ship cho bạn luôn. Tặng em cái gì nè Chuột Ngọc ơi? Tặng em cái gì mới được, tự nhiên tặng em chỉ biết tặng cái gì. Lấy em 10 hũ hả Kim Hoàng, vô inbox nha. Kim Hoàng không có thông tin số điện thoại địa chỉ làm sao gửi 10 hũ được. Chị bán gì vậy? Chị bán khô gà nha.
Trời ơi, hô gà sao tự nhiên, hô gà sao tự nhiên tặng cho em được chuột ngọc ơi, tự nhiên cái tặng hô gà cho em mà. Chắc mấy chục chị kia quýnh chị quá. Của em là 750, nửa ký lẻ kia là tính em 125 là của em. Tổng cộng là 875k nghe bùi ánh thanh gì nè. 3 ký thì nó hết 750 rồi. Nửa ký kia chia ra làm đôi cho em luôn, tại vì em mua số lượng nhiều, nửa ký kia chị tính cho em 125 nữa là 875k. Cái gì nhiêu vậy Nguyễn Ngà ơi? 1 ký 250 hai hũ. 250 hai hũ bữa nay sale banh nóng nhà tặng tép sấy cho mấy chị luôn, bình thường mua không có tặng nha. Em mua làm gì tặng khô gà em ơi, em mua là tặng tép sấy thôi, em mua khô gà chị tặng khô gà chứ chị chết quá. Muốn lấy của thằng nhóc hả? Chị bây giờ chị không có đi ra Cà Mau, để bữa nào có chị mua giùm cho em, mà chị gửi theo khô gà lên cho em nha. Trần Phạm Ruby ơi, một cái chắc khoảng 30-40 ngàn gì đó. Em mua Vũ không à, là gì vậy chuột học ơi? Em mua làm gì chị tặng khô gà được, chúng em mới tặng khô gà chứ em. Em mua 1 ký tặng vừa phi ship vừa tặng tép cho em là chị muốn đi Bình Dương rồi. Em mua 1 ký mà tặng khô gà nữa chắc chị chết quá. Rồi ok Bùi Ánh Khanh nè. Rồi một hũ có 150 thôi mà được phi ship nữa nghe các bạn ơi. Đây 1 ký là 250 nè, tặng tép sấy cho mấy chị nữa. Rồi set nãy giờ có chị nào lấy thì vô inbox nha. Set lạc xưởng với bánh phồng với khô gà. Lạc xưởng với khô gà 250 vẫn còn 200, chỉ có 5 set thôi. Chị nào đặt xếp vô nhanh giùm em, xếp đủ thì thôi nha. Chị nào vô xếp chưa có đủ 5 xếp thì nhân viên chốt thêm, còn nếu đủ rồi thì mấy chị thông cảm đợi lần sau giùm em. 150. Bán tại đâu là sao vậy chị Hiền Dương? Chị hỏi em bán đâu hả? Bán tại Cà Mau nha, Cà Mau City. 150 một hũ khô gà bên em hoàn toàn phi ship nha các bạn thân yêu ơi. Khô gà này về á, trộn với xoài nè, hoặc là mình trộn với bánh trắng trộn ăn á, bánh phồng tôm trộn với khô gà ăn thì khỏi nói rồi. Bánh phồng tôm về làm bánh phồng tôm lắc với khô gà ăn là nhức mắt luôn nghe các bạn ơi. Ăn rồi là hít hà. Lạc xưởng tươi hả gì chị? Không, lạc xưởng khô nghe em ơi, lạc xưởng đóng bịch là không phải lạc xưởng tươi. Lạc xưởng khô. Lạc xưởng với khô gà là 250 giảm cho các bạn 200 năm set đầu tiên. Chị đùa vui người ta định. Ai mà định giá cái nanh chị tặng tới 1.8 triệu như vậy? Trời ơi đâu có đâu em ơi, cái nanh đó không có tới giá đó đâu. Ai mà ác nhân dữ vậy, nói cái mua bữa hổm vậy là mua hũ khô gà tặng cái 5.8 triệu luôn hả Trần Phạm Ruby? Không biết dùng trên em sao chứ dùng chị nanh đó không có giá cao như vậy đâu. Bữa nào gửi xuống đây 500k tôi mua cho 10 cái. Phường mấy anh qua mua luôn? Dạ bạn ơi ở huyện Cái Nước Cà Mau nha. Cô Bi Trần chuyển xuống đây 500k chị thường mua gửi lên cho em 10 cái nanh. Trời ơi ai mà định giá cái nanh tới 1.8 triệu ghê hồn vậy nè. Dùng trên em thì chị không biết nha. Hả là lúc trước không biết chị ra lấy có lộn. Bán nghe một hũ khô gà Tiến Nguyễn vô inbox giùm chị. Chào bạn Duy Châu. Không biết là hôm đó chị có bỏ lộn nanh thiệt vô không thì chị không biết nha. Không biết có bỏ lộn nanh thiệt vô không. Chứ từ bình thường nanh đó là khoảng dao động mấy chục ca thôi. Khoảng 100k trở lại thôi chị. Chị mua bữa hổm nhiều hàng quá chị cũng không nhớ nữa. Chị Lý Mai 1 ký vô inbox giùm em, 1 ký là 2 hũ nè, 2 hũ 250 chị Lý Mai ơi. 250 bữa nay em tặng thêm cho chị một bịch tép sấy nữa, mấy ngày trước mà không có nha. Bữa nay chị Lý Mai mua là được ưu đãi tặng thêm một bịch tép sấy nữa 250 thôi phi ship. Nhận hàng thanh toán đúng 250 giùm em. Inbox vô giùm em nha các bạn ơi để đi đơn vào buổi sáng cho các bạn luôn. Phi ship toàn quốc nha. Đùng đùng ghê. Chị em không nhận được hàng tặng vậy. Ủa chị Quang Nguyễn chị đặt không ngay ngày tặng làm sao em tặng được? Chị phải đặt hàng ngay cái ngày 8 tháng 3 và em mới có tặng quà, với ngày hôm nay mới có tặng thôi. Khô gà chị trộn với gì chị là sao ta? Lá chanh nha chị Thiết Mai ơi, cái này là lá chanh nha. Ông chủ em mạ vạt tiệm vàng nói nanh thiệt chết cha rồi. Dạ trời ơi, vậy tôi gửi lộn nanh thiệt tặng cho bà rồi, cho tôi xin lỗi đi bà Phạm Ubi chết tôi rồi. Gửi lộn cái nanh thiệt rồi. Cho em 1 ký khô gà ok Trang Thu. Các bạn ơi đặt hàng trên like có người gọi điện lại chốt đơn thì mới có nha. Hello cô Út Miệt Đường, biết bao lâu bỏ chị thường đi đâu mất tiêu vậy cậu Út ơi? Cậu Út lâu rồi không mua hàng tiếp chị.
chị cũng không để kiểm tra lại phiếu của Quang Nguyễn, và Quang Nguyễn đặt bữa nào nha. Chết chị rồi, Trần Phạm Ruby ơi, nghĩ sao mua có nửa ký, 1 ký khô gà tặng cái 5,8 triệu, chết chị rồi. Giờ em bán lại cho chị 1 triệu gửi đi em. Chết chị rồi, gửi lộn cái 5 thiệt rồi. Trời ơi, lời quá vậy là bà phải mua khô gà nhiều nhiều nha bà Trần Phạm Ruby ơi, tặng lộn rồi, tặng lộn cái 5 thiệt rồi. Bữa hổm mà tặng lộn cái 5 thiệt, chết chị rồi, Trần Phạm Ruby ơi, chết rồi. Bữa hổm mà không biết có tặng lộn vàng thiệt không nữa. Bữa hổm có mấy chị em tặng dây chuyền, lắc bông gì tùm lum hết trơn. Trần Phạm Ruby ơi, bây giờ làm sao bây giờ, tặng lộn cái 5,8 triệu rồi, phải mua thêm 10 ký khô gà nữa nha. Không mua thêm 10 ký tôi bao xe lên nhà tôi chuột cái năm lại đó, đưa lại 250 lấy 5 lại. Một hũ này 500g giá là 150 phi ship nghe. Giờ sao giờ chị hả, tội nghiệp nhỏ không? Hũ này 150, ông chủ định giá 100. Cậu Út miệt vườn một hũ ok, cậu Út một vườn. Cậu Út ơi mua 1 ký đi, hôm nay chị có quà tặng nè. Cậu Út miệt vườn mua 1 ký tặng được một bịch tép sấy về ăn trái cây, ở vườn trái cây nhiều lắm. Đây cậu Út lấy 1 ký thì tặng phép sấy, còn em lấy nửa ký thì tùy em nha. Vậy là chốt cho cậu Út miệt vườn nửa ký. Ghi đi, cậu Út miệt vườn có trong Messenger đó. Em ăn hết, em mua thêm. Trời ơi, cái gì mà bà nội này nói thấy ớn là sao vậy Kiều Hoa? Ai mắc mớ gì tới bạn mà bạn ớn vậy bạn? Trời ơi, bà làm như bà là con gái nhà lầm vậy, thấy ớn đâu nữa. Mấy má ơi, nói chuyện suy nghĩ kỹ giùm đi, người ta nói cái gì mà mấy má nói, người ta nói thấy ớn. Ăn hết mua thêm ok, mua nào đủ 10 ký nghe, không đủ 10 ký là Út ơi, vậy là Út lấy nửa ký đúng không? Chưa thấy điện thoại chút xíu nữa, em điện cho ớt hai em điện nè. Hiền Dương một hũ Cà Mau. Hiền Dương ơi, Cà Mau ở đâu vậy Hiền Dương ơi? Thảo Hạ ơi, chút xíu nữa offline em mới gọi điện được. Phi ship toàn quốc nghe, hôm nay ai mua 1 ký được tặng phép sấy hết luôn. Phi ship mà tặng phép sấy nữa. Ờ, cậu Út mì vườn một hũ thôi nha. Ok Út nghe Út ơi. Lúc này đi làm vườn dữ lắm sao không thấy tên coi like gì hết trơn. Lúc này gãy vườn ở trển trúng mùa rồi không? Một trăm rưỡi nửa ký nha các bạn ơi, phi ship luôn. Đây 150 một hũ khô gà chà bá luôn. Nhận hàng thanh toán 150, không cần tốn phí ship nha các bạn. Chị ở đâu vậy chị? Chị ở Cà Mau nha. 1 ký 250 nha, Lam Lém Lĩnh ơi. Trời ơi, đặt cái Facebook 3 chữ L mới chịu. Lam Lém Lĩnh ơi, 1 ký 250 tặng một bịch tép sấy nha em ơi. 1 ký là 2 hũ. 1 ký 2 hũ nha em ơi, Lam Lém Lĩnh gì nè. Sao không đặt thêm 2 chữ L luôn? Chứ giờ em lên chùa xin lộc trong nanh, tên cu nhóc xin sức khỏe luôn hả? Ý là nói giờ không cho chùa cái nanh đó phải không? Cái bà gì đó hồi nãy bạn nói chuyện nó ớn, biết bà biết cái nanh là cái gì hay không nữa. Phi ship toàn quốc nha các bạn. Cầu Bạch Ngu. Tiệm gì em? Tiệm nhôm Gia Bảo. Rồi bạn nào đặt hàng cứ vô anh bóng giùm em nha. 250 quẹo lựa, 250 một bịch tép sấy nữa nè. 250 khuyến mãi thêm một bịch tép sấy. Chị một hũ tặng đi chị. Cái gì một hũ không? Một hũ không có tặng tép sấy nha các bạn ơi. Rồi một hũ vừa phi ship mà vừa tặng tép sấy. Thí Kim ơi, hồi nãy chị cái kèo đầy nắm mình nhé nha. Rồi Trang Nguyễn vô anh bóng giùm chị 1 ký tặng em một bịch tép sấy luôn. Cô gà chị thường ngon quá. Quá cháy Bồ Tát luôn hả? Trời ơi, quá cháy Bồ Tát đi, Bồ Tát gì. Trang Nguyễn vô inbox giùm chị nha. Bạn Thúy Kim mua combo vô inbox cho nhân viên chị đi, ưu tiên cho bạn một combo luôn. Combo bữa nay là 360, chị giảm thêm 300 luôn nha. Khô gà lạc xưởng với bánh phồng tôm nó đã đội giá lên rồi, nên combo giảm thêm 300 luôn. Vô nhanh lên giùm chị nha, cuối like là sale cho em một combo luôn đó. Thí Kim vô anh bóc để mua combo giùm chị, để chút xíu chị đi đơn cho em luôn nghe Thí Kim ơi. Bao ngon luôn. Mua hàng không tốn phí ship mà hôm nay mấy chị còn được quà tặng nữa. Hôm nay không chơi game vẫn tặng tép sấy cho mấy chị nha. Chị nào mua 1 ký là được tặng tép sấy hết. Mua 1 ký là tặng tép sấy hết nha mấy chị.
nửa ký là chỉ phi ship thôi chứ không có quà tặng nha các bạn ơi. Ai đặt hàng vô inbox giùm em, chốt đơn đi buổi sáng này hết luôn. Còn những chị nào đặt trên line mà bên em có gọi điện lại, có gọi điện lại thì chốt đơn nha. Chị có chắc không biết năm là thiệt, chị đâu có biết đâu. Trời ơi, em ở tỉnh nào như Trần Phạm Ruby ơi, em ở tỉnh nào? Ở dưới mình kêu cái đó bằng gì chứ đâu phải kêu bằng năm nha. Năm hả? Cho em coi lạc xưởng 1kg 200 nha bạn ơi. Lạc xưởng với bánh cơm bò gồm nửa ký khô gà, nửa ký lạc xưởng, nửa ký bánh phồng tôm và một bịch tép sấy gồm 4 món nha. Cơm bò là 4 món nha Thúy Kim ơi, tại vì cuối live chị sale cho em thôi chứ cơm bò bây giờ là hết thời lượng là không có sale. Rồi cơm bò nửa ký bánh phồng 100, nửa ký lạc xưởng 100 là 200, bịch tép sấy 10k là 201 với một hũ khô gà 150, tổng đơn là 360, giảm cho em còn 300 lại phi ship nữa. 300k còn phi ship cho em nữa, vô inbox giùm chị nha. Lạp xưởng đây, bạn nào coi lạp xưởng 1 ký là 200 đây, 2 bịch nè. 2 bịch lạp xưởng 200k phi ship nha các bạn ơi, phi ship toàn quốc. Bữa nay là không có lấy lạp xưởng với bánh phồng tôm nhiều luôn, hàng nó bị tự nhiên nó bị. Chị nào? Chị nào mới nói gớm đó hả? Ý là em nói không biết năm quý cỡ nào mà nó nói gớm đúng không? Tại cái bà đó mới nói gì kệ bà. Khô gà 1 ký 250 nha. Bữa nay giao không có kịp nghe em ơi, chị ở Cà Mau, chị ở huyện lận. Chị ở huyện chứ không phải là chị ở Cà Mau. Nên em đặt thì chắc ngày mai mới có nghe Hiền Dương ơi. 1 ký 250 nè bạn ơi, 250 nha. 250 tặng thêm một bịch tép sấy nữa. Nanh nó là cái mặt ý rồi bạn chờ. Em lấy 1 ký thoại trần vô inbox giùm chị. Ý là cái bạn Trần Phạm Ruby này nè. Để giải thích cho mọi người hiểu, để không hiểu nói nanh nanh nãy giờ không biết nanh là gì. Hôm rồi là em có khuyến mãi tặng trang sức nó, có tặng cho bạn Trần Phạm Ruby cái nanh này. Bây giờ bạn Trần Phạm Ruby cái nanh mặt dây chuyền đeo của những cái bé nam á, nên bạn Trần Phạm Ruby đi định giá ngoài tiệm bạc người ta định giá là tới 1,8 triệu lận. Một hũ khô gà là 150 nha Nguyễn Thị Thì ơi, 150 chị phi ship cho em, nhận hàng thanh toán 150 không hề tốn phí ship. Mua hàng bên em không cần hỏi phí ship bao nhiêu hết, tại vì em không hề thu phí ship của mấy chị, chốt đơn bao nhiêu là thanh toán bấy nhiêu thôi. Mấy chị ngày mai á, mình tranh thủ vô sớm sớm nha mấy chị, được chơi game nha, được chơi game tặng quà nha. Đâu 8 giờ đâu. Hết chưa? Một hũ khô gà 150 nha. Bây giờ chị nào đặt cứ vô inbox để em đi đơn kịp buổi sáng cho mấy chị luôn. Ừ anh 45 tuổi rồi hả, hôm nay gửi cho anh. Ừ, ưu tiên cho anh luôn, ngày mai gửi cho anh. Ok em Hiền Dương nha. Trời ơi 45 thấy cài hình em bé xì tay xì tin quá, ai biết đâu. Tính đâu là anh mới có 14-15 tuổi thôi. Phi ship nha các bạn, vô inbox nhanh lên mọi người ơi, vô inbox nhanh lên giùm em nha. Rồi bây giờ không ai đặt hàng tạm thời chia tay các tình yêu nha, để em soạn đơn nhậm chốt đơn cho khách. Hẹn mấy chị vào buổi sáng ngày mai gặp lại. Tối nay 7 giờ. Tối nay 7 giờ em sẽ like đầm si nha. Chị em nào mà thích mua đầm si vừa đập vừa ghẻ, tối nay hẹn gặp nhau vào buổi tối nha, 6 giờ 30 hoặc 7 giờ em sẽ lên sóng nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Quý giỏ ơi, một hộp 150 500g. Tiến Nguyễn vô inbox giùm chị nghe, một hộp là 150 phi ship cho em luôn. Một hộp là 150 phi ship. Rồi tạm biệt Trần Phạm Ruby, chúc em buổi tối vui vẻ. Nói gì chứ, cái nanh 1,8 triệu thì 1,8 triệu tặng rồi là không có lấy lại đâu. Một hũ này 150, Tiến Nguyễn ơi, quý giỏi ơi, một hộp là 150 phi ship, nhận hàng thanh toán 150 giùm em. Chúc các bạn có một buổi trưa thật là vui vẻ nha. Inbox rồi, inbox hả? Hả, trả lời là sao ta? Inbox giùm em nghe, chút xíu nữa có người ghép tin nhắn hết, các bạn chưa kết bạn nó vẫn nằm bên tin nhắn trò nha. Tiến Nguyễn đặt hàng vô inbox để em đi đơn vào buổi sáng cho các bạn luôn. Còn đơn Vĩnh Long chưa có ai cứu đơn đúng không? Rồi em còn một đơn bơm ở Vĩnh Long, hai đơn ở Cà Mau, ship cho anh. Ship. Ship cho anh cô đang bóc. Ship ý là ship tôi phải không? Để mơ tôi đóng thùng tôi ship tôi lên luôn. Định giá bao nhiêu được thì ship luôn nha. Nanh là cái gì em? Nanh là cái không thì nanh là nanh chứ không biết nanh là giải thích là cái gì nữa. Phi ship toàn quốc.
Cảm ơn em nghe chồng Phạm Ruby ơi. Em thiệt tình quá mà, nếu người ta định giá 180 người ta không dám nói, ơn 1.8 triệu. 1.8 triệu là người ta đâu dám nói đâu. Chắc nhiều khi cái ông làm nó nanh thật chứ nanh giả, ông bỏ lộn qua rồi. Nên ổng bỏ, chị đâu có biết giá trị của nó đâu, nên chị tặng cho em đó. Rồi ai đặt hàng vô anh bấm anh đi đơn luôn các tình yêu ơi, đi đơn vào buổi sáng này luôn nha. 2 hũ 250 phi ship tặng một bịch tép sấy. 2 hũ 250k phi ship và tặng một bịch tép sấy cho các bạn. Rồi. Một ký là được 2 hũ đó, đó các bạn ơi. 2 hũ với giá 250 tặng thêm một bịch tép sấy nữa, quá lời luôn. Mua hàng không tốn phí ship mà được tặng quà nữa. Còn ngại gì nữa, comment nhanh lên giùm em hoặc vô inbox đặt hàng giùm em nha các chị. Đâu rồi? Phí ship toàn quốc nha các bạn ơi, đặt hàng không tốn phí ship luôn, quá trời sướng luôn. Rồi bây giờ offline nha, chị nào đặt hàng cứ vô inbox giùm em. Vô inbox vẫn tặng quà bình thường khi em offline này rồi. Mấy bạn mà vô đặt hàng vẫn tặng chứ không phải là đặt trên live mới tặng nha. Nguyễn Thị Thì ơi, một hũ 150 vô inbox giùm chị Thường nha. Nguyễn Thị Thì ơi, một hũ là 150k, bên chị hoàn toàn free ship luôn, chào ghế quê. À, là găng nanh của con heo gừng hoặc con cọp hả? Rồi bây giờ tạm biệt các tình yêu nghe, cứ inbox em vẫn tặng tép sấy cho mấy chị bình thường. Sale giảm giá tặng quà cho mấy chị, sale và giảm giá cho mấy chị xuống một tuần luôn, tuần lễ vàng nha. Tiết Mai Phùng Thị gì nè, vô inbox giùm chị để đi đơn luôn nha các bạn ơi. Thận có mày giùm thận. Rồi Nguyễn Thị inbox rồi, cảm ơn em. Tiết Mai Phùng Thị vô inbox giùm em nha, một hũ là 150 nha chị ơi, một hũ là 150. Vô inbox để tích lũy điểm. 10 điểm em sẽ giảm giá cho mấy chị một lần nha. 10 điểm sẽ giảm giá 20k trên đơn hàng sau cho mấy chị. Tạm biệt các tình yêu nha, đặt hàng vô nhanh tay nhanh chân giùm em, 250. 250 không tốn phí ship mà được tặng quà nữa nha. Rồi ok, Tiết Mai Phùng Thị inbox giùm chị Thường, cảm ơn em rất là nhiều. 250 một ký khô gà tặng tép sấy cho mấy chị nữa, nhanh tay nhanh chân lên giùm em, đi đơn vào buổi sáng luôn. Chị ơi em mới nhận rồi, ngon lắm, cảm ơn Đan Nguyễn nha. Đan Nguyễn nhận khô rồi, ngon lắm, cảm ơn em. 250 hôm nay được tặng tép sấy, thường ngày không có tặng. Trong tuần lễ vàng này vừa theo giá vừa tặng cho mấy chị luôn. Nguyên một tuần luôn nha mấy chị ơi, nguyên một tuần này sẽ vừa tặng tép sấy mà vừa giảm giá cho mấy chị, mua một ký trở lên mới được tặng nha. Một ký được, vừa được tặng tép sấy mà vừa giảm giá luôn, phí ship toàn quốc. Tặng tép sấy nha chị Thi Nguyễn ơi, chị mua một ký em tặng một bịch tép sấy. Tép sấy này về mà mấy chị, tép sấy này về mấy chị mà đâm muối ớt rồi bỏ vô, bỏ tép vô mà ăn với xồi chua cốc rồi đó là bao ngon luôn nha. Tặng một bịch tép sấy nha các bạn. Rồi bây giờ tạm thời hôm nay nha, ai thương tình đặt hàng cứ vô inbox. Khô gà 1 ký 250 nha chồng Thanh Hảo ơi, 250 nè, 250 tặng thêm một bịch tép sấy phi ship cho các bạn. Rồi buổi tối nay nè, em sẽ không live khô mà em live đầm. Những chị nào thích săn đầm 1 ký 2 hộp, Thi Nguyễn ơi 1 ký là 2 hộp, mỗi hộp chỉ 500g, bao ngon cho chị luôn. Khô gà bên em là dám bao ngon cho khách luôn. 250, 250 tặng tép sấy phi ship toàn quốc. Chị Thi Nguyễn có đặt hàng vô inbox giùm em nha. Mới mua xong giờ chị tặng tép sấy buồn ghê. Bây giờ em mua đi, chị cũng vẫn tặng em mà. Bây giờ em mua vẫn tặng tép sấy bình thường mà. Đan Nguyễn ơi, mua một hũ thì không có tặng nha mấy chị. Một hũ là 150 phi ship cho mấy chị thôi chứ không có tặng. Mua một ký vừa rẻ vừa có tặng luôn. Đan Nguyễn đặt thêm đi, chị vẫn tặng mà. Em đâu phải là tặng cho mấy chị khách kia không đâu, khách nào mua hàng cũng được tặng hết. Bữa nay bắt đầu hàng tiến lợi đó nha. Rồi những chị đặt hàng trên live chút xíu nữa sẽ có người gọi điện cho mấy chị, nhớ nghe máy giùm em nha, nghe máy là chốt đơn gửi hàng đi. Có gì em inbox ok chị Thi Nguyễn. Còn mấy chị không nghe máy là không có chốt đơn được nha. Khách nào nghe máy đầy đủ thông tin thì em mới gửi đi. Rồi tạm biệt mọi người nha, chúc mấy chị ăn cơm trưa thật là vui vẻ luôn. Bây giờ em offline nha, để em chuẩn bị soạn đơn đi hàng cho mấy chị nè. Tạm biệt nha. Thấy Huy Lê vô là offline liền luôn.